Đại điêu gào thét, nó vỗ cánh mạnh hơn, gợn sóng không gian nhộn nhạo, cự ưng màu đen đuổi theo sư tử, tình hình của sư tử màu trắng càng ngày càng nguy cấp. Giống. Bỗng dưng không biết tại sao, sư tử màu trắng cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên nó đứng bất động, đôi mắt lớn của nó mang theo thần thái kích động, thu liễm hai cánh trên lưng. Cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng nhìn thấy sư tử màu trắng dừng lại, thân ảnh của chúng cũng bay quanh, đôi mắt nghi hoặc không dám vọng động. Xoẹt! Trong nháy mắt ngắn ngủi, một thân ảnh áo xanh xé rách không gian xuất hiện trước mặt sư tử màu trắng, nam tử áo xanh này đứng đó, rất bình tĩnh. Tuyết sư bái kiến chủ nhân. Đột nhiên sư tử màu trắng nhìn thân ảnh áo xanh xuất hiện trước mặt của mình, đôi mắt như chuông đồng mở lớn, âm thanh khàn giọng nghẹn ngào, ánh mắt cung kính, thân thể khổng lồ run rẩy. Sư tử màu trắng này chính là thiên sĩ tuyết sư, mà nam tử áo bào xanh chính là Lục Lâm Thiên vừa tới không lâu. Trong đầu thiên sĩ tuyết sư có huyết hồn ấn của Lục Lâm Thiên, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng cảm ứng được vị trí của thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư những năm qua không ở trong phi linh môn, nó phụ trách đưa tin từ chỗ khiên bách biến tới cho ám đường phi linh môn, lúc này đã bị phát hiện, bị niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong hắc ưng cùng hoàng điêu đồng thời đuổi giết. Chủ nhân, nhìn qua nam tử áo bào xanh, hai mắt cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng cực kỳ nghi hoặc. Nam tử áo bào xanh nhìn thiên sĩ tuyết sư, trong mắt ôn hòa, hắn nói. Tuyết sư, không có sao chứ. Chủ nhân, phi linh môn hiện tại tràn đầy nguy cơ, trước mắt là do Du Thược tiểu thư đảm đương, ta vừa mới từ chỗ khiên tôn sứ nhận được tin tức, Diệt Linh Minh xuất động hai hóa hồng cảnh muốn đối phó Du Thược tiểu thư, ta đang muốn chạy tới vùng biển trên trời thông chi cho Du Thược tiểu thư, trên nửa đường bị hai con hắc ưng và hoàng điêu phát hiện. Thiên sĩ tuyết sư nghẹn ngào. Những năm gần đây hắn biết chủ nhân không có việc gì. Mà bây giờ chủ nhân đã xuất hiện trước mặt nó. Diệt Linh Minh, đáng chết. Nghe thiên sĩ tuyết sư nói thế, Lục Lâm Thiên quát một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng. Bị ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, hai con cự ưng và đại điêu niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong cảm thấy linh hồn run lên, nguyên lực trong người ngưng trệ, sâu trong nội tâm sinh ra hàn ý. Không tốt. Người này rất mạnh, chạy mau. Cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng nhìn nhau, chúng cảm thấy không ổn, lập tức bỏ chạy. Ầm ầm. Nhưng tất cả đã chậm, cánh tay phải Lục Lâm Thiên chấn động, bỗng nhiên kim quang tỏa ra, kim quang rạng rỡ mang theo một trưởng lôi đình, mang theo xu thế hủy diệt khủng khiếp, sát khí lăng lệ không thể tưởng tượng nổi giáng xuống, lập tức xuyên thủng không gian, trực tiếp đánh lên người đại điêu và cự ưng. Bành, bành. Hai con yêu thú niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong không cách nào chống cự Lục Lâm Thiên, hai yêu thú khổng lồ bị đánh chết tại chỗ, thân hình khổng lồ nổ tung, thần hồn câu diệt. Trên vùng biển trên trời, thời gian dần dần qua đi, trong vùng biển và không gian bao la đang tụ tập một số lớn con người, có ngàn vạn người đang tập trung quan sát trận chiến hôm nay. Lục Du Thực phi linh môn không dám tới. Chắc có lẽ không đâu, ngay cả cổ tộc Hòa Minh cũng bị Lục Du Thực đánh bại trong một chiêu. Làm gì có chuyên không dám tới chứ? Thời gian không còn nhiều lắm, có lẽ sắp tới rồi. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người đều mang theo lòng hiếu kỳ quan sát trận chiến này. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, thời khắc này không gian chấn động, rốt cục cũng có người tới. Xuy, đến rồi, đó là Lục Du Thược, nhị tiểu thư của Phi Linh Môn. Rốt cục cũng đã đến. Khi thân ảnh Lục Du Thược xuất hiện, vùng biển này xôn xao đã yên lặng lại, vô số ánh mắt đều nhìn qua thân ảnh xinh đẹp vừa tới. Trong Diệt Linh Minh có mấy ngàn ánh mắt nhìn qua, bọn họ nhìn thẳng vào Lục Du Thược, mấy đạo khí tức tuyên cổ cảnh bộc phát. Lão giả gương mặt khô gầy mặc áo dài xanh đen đi lên, ánh mắt lợi hại mở ra, nếp nhăn trên mặt rậm rạp, đôi mắt đầy sát khí nhìn Lục Du Thược, giọng nói khàn khàn. Rốt cục cũng chịu đến, còn tưởng rằng không dám đến đấy. Lục Du Thược bình thản, hàn ý tuôn ra, nàng đứng bất động như núi, nói. Lục gia không có người không dám chiến. Lục Du Thược phi linh môn chỉ tới một mình. Thật can đảm, một người đến đây, chỉ phần can đảm này đã không phải người nào có thể sánh bằng. Không hổ là con gái Lục Lâm Thiên. Tốt cho người Lục gia, cũng không biết thực lực như thế nào. Võ giả chung quanh nghị luận, hoài như danh âm trầm cười nhìn Lục Du Thược. Dường như hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trái lại, Lục Du Thược tuy có thể một chiêu đánh bại cổ tộc Hòa Minh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai,
nhưng trong mắt đầy hàn ý, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Hoài Như Danh, trầm giọng nói. Hoài Như Danh, các ngươi định phái ai ra nhận thua đây? Khặc khặc, khẩu khí thật lớn, nhà đầu miệng còn hôi sữa, ta thật sự muốn biết ngươi có bao nhiêu bổn sự. Hoài Như Danh nghe vậy, mặt đầy nếp nhăn co rúm, ánh mắt âm lệ, thân thể cao gầy và khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng lên trời. Phần phật, khí tức mênh mông cuồn cuộn, lập tức vùng biển này sinh ra sóng to gió lớn, không gian chung quanh gió nổi mây phun, nhiều người lạnh người. Thì ra lão cẩu ngươi tự mình ra tay, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, khó trách dám cậy già lên mặt. Lục Du Thược đứng đó, thân thể mềm mại vững như bàn thạch. Tiện tỳ chớ có cản rỡ. Hoài Như Danh bị Lục Du Thược quát một câu lão cẩu chọc giận, sắc mặt khô héo âm trầm, hắn vượt qua không gian tới trước người Lục Du Thược, một trường hóa thành tàn ảnh liên tiếp bổ về phía Lục Du Thược. Hoài Như Danh cậy già lên mặt, dùng già lấn trẻ, lại còn xuất thủ trước. Thật là vô sỉ. Khi Hoài Như Danh đột nhiên ra tay, đám người bên ngoài tức giận, nhưng mà oán giận này Hoài Như Danh không quan tâm tới. Nhưng lúc này đôi mắt Lục Du Thược trầm xuống, nguyên lực màu vàng bạo phát, ống tay áo run lên, đột nhiên đánh ra một trường, trên trường ấn mang theo hào quang lăng lệ giống như tia chớp màu vàng va chạm vào trường ấn của Hoài Như Danh. Bành! Hai trường đỡ upsilon.ng nhau, khí kình khủng bố khuếch tán ra, giữa không trung vang lên âm thanh nổ tung cực lớn, cả hải vực này nổ tung, ký sóng lớn ngập trời. Hai đạo thân ảnh bị khí kình đẩy lui, lập tức hai đạo thân ảnh này lao vào nhau thật nhanh, tốc độ công kích cực kỳ nhanh chóng. Phanh, phanh, phanh. Hai thân ảnh va chạm nhau, sóng nước ngập trời, cả phiến không gian bị phá hủy. Giờ phút này trong vô số ánh mắt quan sát, sợ rằng không có bao nhiêu người nhìn rõ hai người đang giao thủ với nhau, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh khô gầy và thân ảnh mềm mại va chạm với nhau, sóng gió ngập trời, không gian tan nát. Khí kình cuồng bạo quét qua các nơi, cả vùng biển không ngừng nổ tung, sóng biển ngập trời. Rầm rầm rầm. Dưới tiếng nổ rất mạnh này, khí kình khủng bố tỏa ra các hướng, không gian bị chôn vùi thật nhanh. Hai thân ảnh giao thủ như thiểm điện, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng xé rách không gian. Hai người thật mạnh, một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, một vô lượng niết bàn, tất cả đề cường hãn tới cực điểm. Chỉ sợ hai người này khó phân thân ra, trên người Lục Du Thược mang rất nhiều áo nghĩa. Hoài Như Danh cũng mang không ít áo nghĩa, trên người dường như còn có một loại áo nghĩa bổn nguyên. Rầm 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 phanh. Trên vùng biển này có hai thân ảnh lập lòe quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hai người không ngừng va chạm nhau, vô số tia sáng chói mắt bắn ra chung quanh, va chạm nổ mạnh làm cả vùng biển chấn động khủng khiếp, sóng gió ngập trời. Xoẹt. Sau mấy trăm chiêu, hai đạo thân hình lúc này vừa va chạm đã phân ra, lập tức lùi trở về, lúc này thân ảnh mới ổn định. Lục Du Thược ổn định thân thể, tóc dài sau lưng bay lên, thần sắc ngưng trọng. Hoài Như Danh bị đẩy lui, nhìn thì cả hai khó phân thắng bại, nhưng mà ánh mắt của hắn khó coi, nhìn Lục Du Thược, trong ánh mắt âm trầm mang theo sát ý khủng khiếp. Quanh người hai người sinh ra áp lực vô hình rất lớn, không khí trong vùng biển cũng mang theo áp lực thật lớn. Áp lực này tỏa ra chung quanh, làm cho không ít người vây xem cũng cảm thấy mình bị thứ gì đó đè nén. Một lát sau, ánh mắt âm trầm của Hoài Như Danh nhìn thẳng vào Lục Du Thược, cười lạnh nói. Tốt cho tiện tỳ, thì ra là muốn kéo dài thời gian, ngươi đang suy nghĩ gì, có lẽ ta cũng biết một ít, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi tính toán có thể sai rồi. Nói thật cho ngươi biết, sợ rằng thời điểm này bọn chúng không tới được đâu. Nghe vậy ánh mắt Lục Du Thược âm trầm, răng ngà hơi cắn cặp môi đỏ mọng, nói. Sợ rằng ngươi không có bản lĩnh đó. Tiện nha đầu còn mạnh miệng, vô lượng niết bàn cũng không có gì lạ cả, đừng có lại vọng tưởng kéo dài thời gian, phụ thân ngươi giết nhiều người Hoài gia như thế, ta cũng tính sổ từ ngươi trước. Vừa dứt lời, trong tay Hoài Như Danh cầm một áo nghĩa linh khí thương không phải thương, tiễn không phải tiễn, hàn khí tỏa ra, mang theo thủy thuộc tính áo nghĩa đạm mạc. Ầm ầm. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong cũng không có gì là ghê cả. Ánh mắt Lục Du Thược trầm xuống, lúc này cầm một thanh trường kiếm màu trắng, kim quang rạng rỡ, sát khí lăng lệ, đó cũng là áo nghĩa linh khí, sát khí này kinh tâm động phách. Cầm trường kiếm, Lục Du Thược vào lúc này không che giấu khí tức của mình, vô lượng niết bàn đỉnh phong, đã sắp bước chân vào tuyên cổ cảnh cao giai,
không gian chung quanh sinh ra chấn động rất mạnh, áp bách khí lưu trong không gian gào thét. Không ngờ lại là vô lượng niết bàn đỉnh phong. Lúc này Hoài Như Danh nhìn Lục Du Thược, trong mắt mang theo vẻ kinh dị và rung động, từ thời khắc Lục Du Thược phóng thích khí tức bản thân, bỗng nhiên hắn có cảm giác Lục Du Thược mang cho hắn áp lực rất lớn, thì ra tiện nha đầu này đã là vô lượng niết bàn đỉnh phong. Ánh mắt Hoài Như Danh mang theo vẻ oán độc, vẻ ghen ghét, bất kể là vô thượng niết bàn hay là vô lượng niết bàn, hắn đều không thể hoàn thành. Nhưng mà thiên phú người Lục gia làm cho hắn không có tư cách so sánh. Thì ra Lục Du Thược có ẩn tàng thực lực, vô lượng niết bàn đỉnh phong, sợ rằng Hoài Như Danh không nhất định làm gì được nàng. Khi Lục Du Thược phóng thích khí tức, rất nhiều ánh mắt nhìn khí thế Lục Du Thược tỏa ra, gợn sóng không gian chấn động, rất nhiều người cũng bình tĩnh quan sát tình huống. Ngay cả đám tuyên cổ cảnh lược trận của Diệt Linh Minh cũng cảm nhận được khí tức Lục Du Thược, ánh mắt rung động, nội tâm thầm kinh hãi. Hừ, Hoài Như Danh hành động, sát khí trong mắt bộc phát, linh khí trong tay mang theo hàn quang nhanh chóng đâm thẳng về phía Lục Du Thược. Siêu, siêu, linh khí tàn phá, tàn ảnh khủng khiếp, khí kình tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa, mỗi một kích đều xuyên thủng không gian, lập tức dùng xu thế che phủ thiên địa đánh thẳng về phía Lục Du Thược. Lục Du Thược cũng động thủ, kim thuộc tính phóng thích ra ngoài, khí tức lăng lệ rót vào thanh trường kiếm của bản thân. Lập tức ngàn vạn kim quang cắt phá không gian, mỗi một đạo kiếm quang đều đánh ra một vết nứt không gian đen kịt, trực tiếp va chạm với thương ảnh kia. Siêu, siêu, thương ảnh kiếm quang va chạm như thiểm điện, nhanh như tốc độ ánh sáng, không gian bọn họ va chạm làm cho không gian vỡ tung, từng phiến không gian nghiền nát trong nháy mắt, năng lượng khủng bố quét qua tất cả. Xoẹt. Vùng biển này chấn động không nhỏ, trực tiếp xé rách vô số sóng biển, ký sóng biển bộc phát dữ dội, cả phiến không trung trên cao bị phá hủy không còn hình dáng. Tiện nha đầu, quả nhiên có chút bổn sự. Hoài Như Danh quát một tiếng, thân ảnh của hắn lao tới trước mặt Lục Du Thược, khóe miệng của hắn cười lạnh, nguyên lực chung quanh phóng thích cực mạnh, thậm sấm gió quét ngang không trung, áo nghĩa linh khí giống trường thương của hắn càng mang theo năng lượng chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, nguyên lực trong người Hoài Như Danh trực tiếp rót vào trường thương như hồng thủy, linh khí trường thương tỏa sáng rất mạnh, đột nhiên năng lượng tỏa sáng, xuyên thủng không gian bắn thẳng vào Lục Du Thược. Xuy! Lục Du Thược hành động, lập tức xuất hiện trước mặt Hoài Như Danh, đôi mắt đẹp bắn ra tinh quang, gương mặt cũng bị hào quang âm dương đen trắng bao bọc, không gian chung quanh chấn động tầng tầng lớp lớp. Ầm ầm! Chỉ trong nháy mắt thiên uy lập tức thẩm thấu ra ngoài, cả không gian cũng chấn động kịch liệt. Ông! Kim kiếm hành động, Lục Du Thược nhanh chóng đánh ra một thanh hỏa kiếm, từng đạo kim quang vượt qua không gian, kim quang rạng rỡ kết nối thiên địa, nương theo thiên uy có tiếng kiếm quang quanh quẩn không gian, tiếng kiếm minh này chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa màu vàng kiếm quang tại không trung hiện ra một đạo âm dương đồ án, lập tức như vạn kiếm quy tông, ngưng tụ thành một đạo nửa trắng nửa đen, như hắc bạch ngày đêm luân chuyển kiếm quang cột sáng, một cổ kinh khủng khí tức lan tràn. Cảm giác được khí tức chấn động, hô hấp của mọi người trì trệ. Đi! Giờ phút này thân thể mềm mại của Lục Du Thược bay phát phới, tóc dài phất phơ, hét lớn một tiếng, hào quang đen trắng xé rách không gian, kiếm quang làm hư không vặn vẹo, lập tức cột sáng bùng phát. Oanh! Va chạm như thế làm ánh mắt mọi người chấn động, ai cũng biết đến thời điểm này bất kể là Hoài Như Danh hay là Lục Du Thược, hai người đều ra tay toàn lực. Thương mang và kiếm quang đen trắng va chạm vào nhau, lập tức thương mang bị áp chế nhanh chóng, không gian chung quanh bị áp chế, không gian vặn vẹo liên tục. Gợn sóng vô hình không ngừng khuếch tán ra, mang theo không gian rung động dữ dội. Xoẹt! Dưới rung động thật mạnh này bùng nổ, cột sáng này làm ánh mắt Hoài Như Danh kinh hãi, ánh mắt không ngừng biến mất, trực tiếp áp dụng như vậy. Rắc rắc rắc! Trong nháy mắt ngắn ngủi, dưới ánh mắt kinh hãi của Hoài Như Danh, kiếm quang đen trắng tiêu tán, năng lượng rung động áp chế rất mạnh, cả phiến không gian này tan vỡ, vô số vết nứt không gian đen kịt vỡ ra. Cả vùng biển tiêu tán, hình thành hố sâu rất khó phát hiện. Xuy, bóng dáng Lục Du Thược xuất hiện quỷ mị trước mặt Hoài Như Danh, trên trường ấn xuất hiện đồ án âm dương đen trắng, hào quang đen trắng bao phủ LNG ngực Hoài Như Danh. Bành, năng lượng nổ vang trầm thấp, thân ảnh gầy gò của Hoài Như Danh trực tiếp bay đi. Thân ảnh chấn vỡ không gian, vùng biển này nổ vang liên tục. Phụt, huyết vụ không ngừng phun trào, thân ảnh Hoài Như Danh đỡ upsilon.ng nát không gian,
miễn cưỡng ổn định thân ảnh, sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Du Thược, trong mắt chỉ có rung động và oán độc. Lục Du Thược thắng, đánh bại Hoài Như Danh là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Không hổ là chân lý niết bàn, dễ dàng chống lại tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Vừa rồi Lục Du Thược thúc dục chính là áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của Lục gia, thật sự khủng bố, không hổ là áo nghĩa áo áp chế các áo nghĩa khác. Vừa rồi nguyên lực trong người bị áp chế, không hổ là áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Trên vùng biển, ánh mắt rung động dữ dội, Lục Du Thược vượt cấp đánh bại Hoài Như Danh, thực lực như thế làm mọi người rung động thật mạnh. Vô lượng niết bàn, Lục gia áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 khủng bố như vậy. Lục Du Thược nhíu mày, sắc mặt tái nhợt nhìn Hoài Như Danh máu tươi đầm đìa, nói. Người bại, mang theo người của ngươi cút khỏi thế giới vô sắc đi. Khặc khặc, vô lượng niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của Lục gia đúng là bất phàm. Hoài Như Danh ổn định thân hình, đối mặt Lục Du Thược, hắn cười âm tàn, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt thù hận nhìn Lục Du Thược, oán độc nói. Chính bởi vì như thế, hôm nay càng không thể buông tha ngươi. Thật sự cho rằng ân oán giữa Diệt Linh Minh và Lục gia các ngươi chỉ trận chiến này là có thể giải quyết sao, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ân oán giữa Diệt Linh Minh và Lục gia các ngươi, Lục gia chết hết mới có thể giải quyết, hôm nay Phi Linh Môn sẽ bị nhổ tận gốc, ngươi cũng chết đi. Đôi mắt Lục Du Thược ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua mấy ngàn người Diệt Linh Minh, cuối cùng nhìn Hoài Như Danh, nói. Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta lại hay sao? Khặc khặc, đương nhiên không phải. Vì đối phó ngươi chúng ta an bài không ít, xem như ngươi chết có ý nghĩa. Hoài Như Danh cười âm tàn, hắn ném ngọc giản trong tay ra, ngọc giản rạn nứt, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Nhìn vết nứt không gian này, Hoài Như Danh bắn ra hung quang, nói. Hai vị đại nhân, mời ra tay diệt Lục gia tiện tỳ này. Nghe vậy, ánh mắt Lục Du Thược âm thầm giật mình, Diệt Linh Minh không an lòng về mình, điểm này Lục Du Thược cũng không kỳ quái. Nhưng với tu vị thực lực của Hoài Như Danh, người có thể được hắn gọi là dại nhân, Lục Du Thược không thể không ngưng trọng, có hai người tới, sợ rằng thực lực của hắn cũng có thể nghĩ. Diệt Linh Minh có chuẩn bị mà đến, hèn hạ vô sỉ. Diệt Linh Minh không có tính toán buông tha Lục Du Thược và Phi Linh Môn. Người chung quanh không ngừng oán giận, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ Diệt Linh Minh, lúc này có mấy cường giả tuyên cổ cảnh lược trận, cũng có không ít cường giả niết bàn cảnh đứng ra. Nàng có oán hận cũng chỉ nuốt vào bụng mà thôi. Không ngờ cần ta ra tay, tiện nha đầu Lục gia này quả nhiên có chút bổn sự. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong vết nứt không gian có tiếng nói truyền ra, tiếng nói vang vọng vùng biển. Xuy xuy, hai đạo thân ảnh từ trong không gian đi ra, hai người vừa đi ra, vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Nương theo hai thân ảnh này xuất hiện, cả không trung có hai khí tức nóng lạnh hàng lâm, nguyên lực trong người đình trệ. Linh hồn rung rung, năng lượng thiên địa biến hóa rất nhanh. Hai người này một người mặc áo dài màu trắng, mặt mũi đầy nếp may, gương mặt già nua, khí tức băng hàn bao phủ các nơi, nguyên lực trong người mọi người chung quanh đóng băng, không gian chung quanh có xương trắng bao phủ chung quanh. Một lão giả còn lại mặc trường bào, sắc mặt đỏ rực, trên trán có mái tóc đỏ như lửa, hỏa diễm chập trùng, khí nóng bao phủ toàn thân, người nào nhìn hắn cũng cảm thấy linh hồn đau đớn. Hai người này rất già nua, khi hai ngỡ ơi này vừa xuất hiện, năng lượng thiên địa chung quanh bị ảnh hưởng. Đó là cường giả hóa hồng cảnh, tuyệt đối là cường giả hóa hồng cảnh. Hóa hồng cảnh chính là tồn tại làm cho cả thế giới vô sắc rung động, tu vị hóa hồng cảnh chính là nhân vật đỉnh cấp trong thiên địa, bất luận người nào cũng là cự phách một phương, đều là nhân vật kiêu hùng, bất luận người nào cũng là nhân vật cao cao tại thượng. Hai hóa hồng cảnh hàng lâm. Uy áp giai vị vô hình làm mọi người rung động, người thực lực thấp nguyên lực đình trệ. Khặc khặc, khi hai tên cường giả hóa hồng cảnh xuất hiện, Hoài Như Danh cười lạnh, vô lượng niết bàn mạnh hơn nữa, ở trong tay hóa hồng cảnh, Lục Du Thược cũng không thể không chết, hôm nay đã sớm tính toán vạn toàn, Lục Du Thược chết chắc. Hai hóa hồng cảnh xuất hiện, lão giả áo dài khí tức băng hàn nhìn Lục Du Thược, thấp giọng nói nhỏ. Vô lượng niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Người Lục gia có thiên phú không tồi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc nhân duyên kém, chọc phải người không nên chọc. Vừa dứt lời hắn vung tay áo lên, một đạo hàn khí đóng băng thiên địa bộc phát dữ dội. Khí tức hàn băng khủng bố bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành băng trụ khổng lồ, khí tức hàn băng vô hình lan tỏa ra các nơi,
tất cả mọi người cảm giác không gian chấn động dữ dội, hàn băng thấu xương, linh hồn rét lạnh. Oanh! Băng trụ cực lớn làm không gian chung quanh rạn nứt, hư không đen kịt xuất hiện, dùng tốc độ như bôn lôi trực tiếp đỡ Upsilon.NG vào người Lục Tâm Đồng. Đôi mắt Lục Tâm Đồng đại biến, thủ ấn khởi động, trường kiếm trong tay kéo lên một đường, trong mắt hào quang đen trắng không ngừng lưu chuyển, kiếm quang cực lớn hóa thành đồ án âm dương. Xoẹt! Băng trụ đánh vào hào quang đen trắng, cả hai đỡ Upsilon.NG nhau, giữa không trung run lên, lập tức giằng co, hào quang chói mắt bắn ra, ngay sau đó tất cả bị nổ tung. Khí tức băng hàn thấu xương, hàn băng đáng sợ bao phủ các hướng, gợn sóng không gian chấn động dữ dội, từng vết nứt không gian đen kịt và kiếm quang đen trắng tan vỡ, sát khí bao phủ trời cao. Xuy! Tuy ngăn cản được băng trụ khổng lồ, nhưng khí tức hàn băng ngập trời. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Du Thược lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đối phó hoài như danh, dù chiến thắng nhưng tiêu hao hần như không còn, lúc này đối mặt hóa hồng cảnh, Lục Du Thược đã khó có thể chèo chống. Ồ, đúng là không tệ, vậy nhìn xem ngươi làm sao chống lại việc này. Nhìn Lục Du Thược không ngờ lại có thể ngăn cản một kích này, lão giả sắc mặt đỏ kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức cười lạnh, trường bào run lên. Nguyên lực hỏa thuộc tính tỏa ra, hóa thành hỏa diễm thực chất. Dưới nhiệt độ nóng bỏng kia, không gian co rút lại, lão giả ngưng tụ hỏa diễm khủng bố, lập tức hình thành hỏa cầu khổng lồ giống như thiên thạch nện thẳng vào Lục Du Thược. Hai hóa hồng cảnh vây công, Lục Du Thược bất phàm cũng không xong rồi. Sau khi đối phó hoài như danh, lại còn chống một kích của hóa hồng cảnh, Lục Du Thược đã rất mạnh rồi. Không trung lắc đầu than thở, oán giận không dám nói thêm cái gì. Lục Du Thược giờ phút này ngưng trọng, đối mặt nhiệt độ kinh khủng kia, uy năng cực lớn bao phủ thân thể nàng. Lúc này đôi mắt Lục Du Thược ngưng trọng, bỗng dưng, trên không trung có một tiếng nói vang vọng. Lão cẩu lấy lớn hiếp nhỏ, dám xem Lục gia không người, nhất nguyên hóa hồng mà thôi, Lục gia ta còn chưa tới mức bị một đám tôm tép nhãi nhép này hiếp đáp, chết đi cho bổn cô nương. Vừa dứt lời, hai thân ảnh xuất hiện trên không trung, trong đó một đạo bóng hình xinh đẹp. Váy dài ôm chặt lấy thân thể mê người, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt đen to tròn mọng nước, giống như hút người ta vào sâu trong mắt nàng. Chung quanh nàng còn có áo nghĩa ba động, vượt qua không gian tới trước mặt Lục Du Thược, bàn tay trắng như ngọc đưa lên ngăn cản hỏa cầu giáng xuống. Trường ấn đánh ra, sau khi giằng co trong nháy mắt, trường ấn nghiền nát, hỏa cầu cực lớn nghiền nát, một tiếng nổ to lớn vang vọng hư không. Bang bang! Hỏa cầu khủng bố này biến thành vô số hỏa diễm nóng bỏng quét qua chung quanh, khí nóng bao phủ cả bầu trời. Trong khí kình nóng bỏng này, nữ tử tuyệt mỹ uyển chuyển lùi lại vài bước mới ổn định thân thể. Trong một trường vừa rồi của nàng còn có khói độc quấn quanh, thậm chí còn sinh ra gợn sóng, trực tiếp bao phủ lão giả mặc trường bào. Khói độc ăn mòn không gian, trong nháy mắt trực tiếp tiến vào trong người lão giả mặc trường bào, bàn tay của lão giả đen kịp sau đó sưng vù. Không tốt, độc công thật lợi hại. Sắc mặt lão giả mặc trường bào đại biến, độc công này quá mạnh mẽ, ăn mòn không gian, ăn mòn linh hồn và nguyên lực. Vào lúc này bàn tay của hắn sưng vù lên, hắn có tu vị nhất nguyên hóa hồng cảnh nhưng bàn tay đã bắt đầu hư thối. A hát, lão giả mặc trường bào hét thảm thiết và sợ hãi, không thể không quyết định thật nhanh, cắn răng chặt đứt cánh tay bị độc công ăn mòn, huyết phụ tiêu tán, sắc mặt tái nhợt. Người tới là kẻ nào? Độc công quá khó lường, một chiêu có thể ép cường giả hóa hồng cảnh phải chặt đứt cánh tay của mình. Nữ tử này cũng là người Lục gia sao? Thật khó lường. Những người chung quanh nhìn nữ tử này, có thể dùng một chiêu làm cường giả hóa hồng cảnh phải chặt đứt tay mình, độc công này quá khủng khiếp. Lúc này mọi người hít khí lạnh, cường giả hóa hồng cảnh là tồn tại khủng bố trong suy nghĩ của mọi người. Biến hóa đột ngột này đã làm Lục Du Thừa kinh hỉ, ánh mắt rung động. Nhìn nữ tử mặc váy dài với thân ảnh và khí tức quen thuộc, độc công cường đại, Lục Du Thược đã nhận ra đây là ai, tam cô của nàng, Lục gia tam tiểu thư, ma nữ Lục Tâm Đồng tung hoành thế giới linh vũ. Tâm Đồng cô, sao ngươi tới đây? Lục Tâm Đồng vội vàng tiến lên, đôi mắt vô cùng vui vẻ. Du Thược nha đầu, ngươi không sao chớ, ta trên đường đi nghe nói thế giới vô sắc xảy ra chuyện, cho nên ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Nữ tử tuyệt mỹ quay đầu lại, mỉm cười với Lục Du Thược, nàng cười đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này có khói độc bao phủ quanh người, những người bình thường không dám tới gần. Ta không sao,
nhưng mà phi linh môn gặp gỡ một ít phiền toái nhỏ. Lục Du thực gật đầu, nhìn trộm khí tức trên người Tam Cô Lục Tâm Đồng, đôi mắt mang theo mừng rỡ và ngạc nhiên, nói. Tâm Đồng cô, ngươi là vô lượng niết bàn, cũng đã là tuyên cổ cảnh cao giai sao? Ân. Lục Tâm Đồng nghe xong, cười với Lục Du Thược, ánh mắt đảo qua đám người hoài như danh, cuối cùng lại nhìn lão giả mặc trường bào cụt tay và lão giả mặt đỏ, lại nói với Lục Du Thược. Du Thược, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện nơi này đã có Tam Cô lo. Ha ha, Tâm Đồng nha đầu, tặng ta hai con cá tạp này được chứ? Thời điểm Lục Tâm Đồng còn chưa dứt lời, trên bầu trời có tiếng cười vang vọng không gian, trong không gian xuất hiện vòng xoáy, sóng biển trên vùng biển này chấn động dữ dội. Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong vòng xoáy trên bầu trời xuất hiện nhiều thân ảnh. Ầm ầm, khí tức cường hãn hàng lâm, không dưới ngàn người phóng thích khí tức của mình. Trong ngàn người này có không ít người tu vị tuyên cổ cảnh. Còn lại đều là niết bàn cảnh, hơn rất nhiều niết bàn cảnh, không có ai là đại đạo cảnh, ánh mắt của mọi người kinh hãi. Một đám cường giả như thế đột nhiên hàng lâm, đặc biệt là có không ít tuyên cổ cảnh, làm cho Hoài Như Danh và hai tên hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh rung động dữ dội. Hơn ngàn người này đều đứng sau thanh niên mặc áo vàng, ánh mắt vô cùng cung kính và thần phục. Thanh niên áo bào vàng này tóc xoắn, đôi mắt sáng ngời có thần, làm cho người ta cảm giác hy vọng được hắn nhìn, cảm thấy mình nên thần phục, trong mi tâm có ấn ký màu vàng đầy yêu mị. Tiểu Long thúc thúc. Nhìn thanh niên áo bào vàng này, Lục Tâm Đồng và Lục Du Thược chấn động, hai người vô cùng vui mừng, thanh niên áo bào vàng này chính là Tiểu Long. Tâm Đồng, Du Thược tiểu nha đầu, ta cũng nhớ các ngươi. Tâm Đồng, rốt cuộc ta cũng gặp lại ngươi rồi. Bên cạnh Tiểu Long có nhiều nữ tử dáng người thướt tha đi lên, người nào cũng có tư thái khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý hồn nhiên thiên thành, chính là Long Yên, Chu Thần Hy, Hổ Y, Chu Thần Nhu. Huyền Doanh là các công chúa của tứ đại thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ, các nàng có quan hệ vô cùng tốt với Lục Tâm Đồng và Lục Du Thược trong thế giới linh vũ. Lúc này bên cạnh Tiểu Long còn có Tĩnh Thần công chúa, cùng Long Bích Hàm đại công chúa, Long Siêu, Long Ngâm, Long Đại, Huy Nho, Huy Vũ, Huyền Phạt, Huyền Xá, đều là cường giả đỉnh cấp của tứ đại thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ. Hơn một ngàn năm qua, những cường giả thú tộc trong thế giới linh vũ đều đi theo Tiểu Long vào trong thế giới thần thú tu luyện. Hiện tại mạch tức rất mạnh, có không ít người đặt chân tuyên cổ cảnh, thậm chí có vài đại thừa niết bàn vô thượng niết bàn. Những người còn lại đều là niết bàn cảnh cao giai cùng đỉnh phong, Tiểu Long đạt tới chân lý niết bàn, Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc đều được thiên địa chiếu cố, thực lực tăng vọt không ít. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Hoài Như Danh và hai hóa hồng cảnh và mấy tuyên cổ cảnh biến sắc, với thực lực của bọn họ cũng nhìn ra, người bên kia không có hóa hồng cảnh nhưng cũng không phải dễ chọc. Tại sao các ngươi tới đây? Lục Tâm Đồng bị chúng nữ vây quanh, lập tức khiếp sợ, nàng thật không nghĩ đến người trong thế giới linh vũ đều đi ra ngoài, chuyện này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Nói rất dài dòng, đầu tiên phải giải quyết đám cá tạp này mới tụ hội với nhau sau. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng cùng Lục Du Thược, nói với Lục Tâm Đồng xong, ánh mắt nhìn Lục Du Thược, lại lườm đám người Diệt Linh Minh, hỏi. Du Thược nha đầu, đám người này là thế nào? Tiểu Long thúc thúc, đám người này đều là người Diệt Linh Minh, bọn chúng muốn đối phó Phi Linh Môn và Lục Gia, còn muốn giết ta, mấy trăm năm qua, Phi Linh Môn đã có không ít người hao tổn trong tay bọn chúng. Lục Tâm Đồng nói với Tiểu Long, nhìn thấy Tam Cô cùng Tiểu Long đến đây. Đôi mắt ngưng trọng của nàng giờ phút này rốt cục buông lỏng không ít. Tiểu Long nghe xong, lập tức quay người lại, áo bào màu vàng phất phơ, ánh mắt nhìn mấy ngàn thân ảnh của Diệt Linh Minh, ánh mắt lại nhìn qua hai tên hóa hồng cảnh, đạm mạc nói. Diệt Linh Minh, một đám tạp chủng mà thôi, động Phi Linh Môn và Lục Gia, lá gan cũng không nhỏ, đoán chừng đầu bị cửa kẹp, đầu óc hư mất rồi. Từ khi Tiểu Long dứt lời, những người chung quanh chấn động không nhỏ. Người này rốt cuộc là ai, khẩu khí thật không nhỏ. Khí tức trên người thanh niên này bất phàm, khí tức khủng bố, sợ rằng thực lực cũng rất mạnh. Dường như cũng là người Lục Gia, đội hình yêu tộc này quá mạnh. Chung quanh không ngừng có tiếng nghị luận, sắc mặt đám người Diệt Linh Minh khó nhìn, vốn chỉ cần đánh chết một mình Lục Du Thược, chưa từng sẽ nghĩ tới bây giờ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Những người này không có hóa hồng cảnh nhưng khí tức trên người lại vô cùng bất phàm. Hoàn toàn khó có thể nhìn trộm. Ầm ầm,
Khi Tiểu Long dứt lời, hơn ngàn người thế giới thần thú và cường giả đỉnh cấp của bốn đại thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ đều bộc phát khí tức của mình, sát khí bắn ra ngoài, khí tức quét qua trời cao, cả thiên địa biến sắc, trong lúc mơ hồ còn có sấm sét xuất hiện. Đối diện khí tức khủng bố này, những người chung quanh vô cùng khiếp sợ. Các hạ là ai, có quan hệ gì với Lục gia? Hoài Như Danh cắn răng, nhìn Tiểu Long sau đó trầm giọng hỏi, gương mặt già nua chấn động, bộ dáng lung túng. Lục gia Lục Lâm Thiên là đại ca của ta, Lục Du Thược là chất nữ của ta, ngươi nói Tiểu Long gia gia và Lục gia có quan hệ gì? Tiểu Long trợn mắt lửa ai như danh, khí tức vô cùng bá đạo. Chẳng lẽ là đệ đệ Lục Lâm Thiên? Ánh mắt người Diệt Linh Minh chấn động, sau đó sắc mặt khó nhìn, nhìn thấy quan hệ của đối phương với Lục gia, lần này không tốt rồi. Đầu tiên giải quyết đám cá tạp này đã, dám động Lục gia, cần phải trả giá thật nhiều. Hàn ý trong mắt Lục Tâm Đồng bắn ra, sát ý bùng nổ, khói độc bộc phát, cho dù là hóa hồng cảnh cũng không nằm trong mắt của nàng, thần thái vô cùng bá đạo. Tâm Đồng, hai con tôm cá nhãi nhép nhất nguyên hóa hồng cảnh này cứ giao cho ta đi. Tiểu Long nhìn qua hai tên hóa hồng cảnh, sát ý trong mắt bắn ra, hoàn toàn không đặt đối phương trong lòng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng hai người hành động, một sinh ra độc công, một kim sắc hỏa diễm như ẩn như hiện. Muốn ra tay. Giống. Vào lúc này trên không trung có tiếng sư tử gào thét. Khi nghe tiếng sư tử vang vọng, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Lục Du Thược và người thế giới linh vũ đều đưa mắt nhìn theo. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng hai người chấn động, ánh mắt khiếp sợ. Giống. Tiếng sư tử giống từ xa tới gần, trong nháy mắt ngắn ngủi sư tử phá không bay tới. Trên lưng sư tử trắng tuyết này có một thân ảnh áo xanh đứng chắp tay sau lưng. Áo bào xanh khẽ nhúc nhích, thần thái tùy ý lạnh nhạt, nhưng lại làm cả phiến thiên địa chấn động kinh khủng. Giống. Thân ảnh áo bào xanh chỉ cần đứng đó đã làm thiên địa biết sắc. Một người một sư bay tới, ven đường sinh ra sóng gió ngập trời, sau lưng thiên địa biến sắc, giống như thần tích. Chỉ mấy hô hấp một người một sư xuất hiện trên không trung. Sau lưng một người một sư có 60 người, đi đầu là một đại hán trung niên. Khí tức tu vị của hắn đã đạt tới nhất nguyên hóa hồng. Tuyên cổ cảnh sau lưng không dưới 10 người, trong đó hai tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, người thấp nhất cũng là niết bàn cảnh, đa số đều là niết bàn cảnh cao giai và niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Một người một sư xuất hiện, nam tử áo bào xanh đứng chắp tay, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy một người một sư kia, Long Yên công chúa, Long Bích Hàm đại công chúa, Huyền Hạo, Huyền Vũ, Long Ngâm, Long Siêu, Huyền Vũ, Hổ Y, Chu Thần Hy, Chu Thần Nhu, Huyền Doanh, Huyền Kình các cường giả của thế giới linh vũ đều chấn động. Ánh mắt bọn họ kinh hỉ, có kính sợ, có kích động. Nam tử áo bào xanh xuất hiện nơi đây, trừ Lục Lâm Thiên ra không phải người khác. Mấy chục cường giả khủng bố sau lưng Lục Lâm Thiên đi đầu là vô tướng, tu vị nhất nguyên hóa hồng, có lẽ đã đạt tới nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong. Mà Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ cũng đã đạt tới tuyên cổ cảnh đỉnh phong. Còn có vài tuyên cổ cảnh cao giai, trung giai và sơ giai, cộng lại không dưới 10, còn lại đều là niết bàn cảnh. Lúc trước rời khỏi thương khung chiến trường, lúc đi vào thế giới trùng động, Lục Lâm Thiên đã an trí vô tướng trong thiên trụ giới tầng thứ 5, các cường giả hộ hoàng đội đều an bài trong thiên trụ giới tầng thứ 4. Khi bản thân bị đánh chết, Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ cảm giác dường như thiên trụ giới đã bị cây đao màu vàng đưa vào trong thế giới linh vũ, nhưng mà thời gian trong thiên trụ giới không có thay đổi. 1.200 năm, vô tướng ở trong thiên trụ giới đã gần 6 vạn năm, những người khác cũng tu luyện suốt 4 vạn 8.000 năm. Trong thời gian dài như thế, thiên trụ giới vẫn ở trong khu vực trung ương của thế giới linh vũ, nơi đó vẫn còn bảo trì năng lượng thiên địa và khí tức hỗn độn, cho nên vô tướng cùng Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ không ngừng trực tiếp đột phá trong thiên trụ giới. Thậm chí thế giới không minh, đám người vô tướng, Lý Cụ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ không biết vì sao trên người lại có khí tức hỗn độn, trở thành ngụy hỗn độn, ở phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa có chỗ tốt rất lớn. Tăng thêm lĩnh ngộ thời gian dài, trong suốt mấy vạn năm qua, người hộ hoàng đội tiến bộ cực lớn, nhưng mà chuyện xảy ra ở bên ngoài, bọn họ vẫn không biết. Mà tất cả sau khi Lục Lâm Thiên biết được rất ngạc nhiên, xem ra đám người vô tướng trong thiên trụ giới đã theo mình vào khu vực trung ương của thế giới linh vũ, đạt được chỗ tốt thật lớn. Năng lượng trong hỗn độn còn mạnh hơn thế giới linh vũ bên ngoài rất nhiều,
thế cho hộ hoàng đội đạt được thiên đại cơ duyên. Khi cưỡi tuyết sư chạy tới vùng biển trên trời, Lục Lâm Thiên cũng gọi đám người vô tướng trong thiên trụ giới ra ngoài, trải qua thiên trụ giới vài vạn năm, lúc này thực lực hộ hoàng đội tăng lên trình độ khủng bố, vô tướng đã là nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong. Là Lục Lâm Thiên đứng đầu cửu hoàng. Đó là phi linh môn Lục Lâm Thiên trở về. Chân lý niết bàn Lục Lâm Thiên đến, hắn không có chết. Đồn đãi là giả, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm vẫn chưa chết. Lục Lâm Thiên trở về, Diệt Linh Minh muốn triệt để tiêu diệt phi linh môn là không thể nào. Rất nhiều người vây quanh chấn động, người trong thế giới vô sắc không ai không biết tới Lục Lâm Thiên. Tiểu Long lập tức vượt qua không gian, thân ảnh cao ngất của hắn xuất hiện trên lưng tuyết sư, nhìn nam tử áo bảo xanh, trên gương mặt anh Tuấn vui vẻ, nói. Lão đại, cảm giác được ngươi không ổn, ta lập tức vội vàng quay về, không ngờ lại gặp được ngươi. Khá lắm, chân lý niết bàn. Lục Lâm Thiên thò tay vỗ vai Tiểu Long, hắn cao hứng thay Tiểu Long, chân lý niết bàn đại biểu cho cái gì, Lục Lâm Thiên đã biết rõ, với thiên phú Tiểu Long và có chân lý niết bàn, về sau đặt chân cường giả đỉnh phong của 3000 đại thế giới là chuyện đương nhiên. Phụ thân, thiếu nữ áo xanh lúc này xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn mang theo vết máu đỏ tươi, mái tóc đen tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, khí chất cao ngạo ít người sánh bằng. Nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt, ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, trên đường đi hắn cũng nghe tuyết sư kể tình huống phi linh môn trong những năm qua. Hơn 1000 năm, tất cả đều là du thực cùng phụ thân Lục Trung, Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, còn có Tiểu Linh, Lam Linh chống đỡ phi linh môn. Đặc biệt là du thực, những năm qua xuất đầu lộ diện thay phi linh môn, cũng là nàng chắn mưa che gió ở bên ngoài, bờ vai mảnh mai của nàng đã thừa nhận gánh nặng của Lục gia cùng phi linh môn. Nhìn thiếu nữ áo xanh, khí chất cao ngạo giống như đúc mẫu thân thanh tuyền của nàng, thần sắc của nàng rất kiên định, lúc này Lục Lâm Thiên dường như nhìn thấy bản sao của mình, cảm thấy nội tâm đau xót, nhìn qua Tiểu Long, chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng của nàng, thấp giọng nói nhỏ. Nhà đầu, những năm này khổ cho ngươi. Không khổ cực, cần là người Lục gia, là con gái vô dụng, không thể trèo chống Lục gia. Đối mặt với nam tử áo xanh này, chẳng biết vì sao giọng nói của Lục Du Thược hơi nghẹn ngào, đặc biệt khi Lục Lâm Thiên lau máu trên miệng nàng, Lục Du Thược cảm giác nước mắt tuôn trào. Lục Lâm Thiên lau sạch máu trên khóe môi của nàng, lại vuốt mái tóc mất trật tự, hai tay bưng mặt thiếu nữ áo xanh, hôn nhẹ lên trán nàng, nói. Nhà đầu ngoan, người đã là mất tốt, phụ thân cảm thấy hãnh diện vì ngươi, phi linh môn và Lục gia đều hãnh diện vì ngươi. Động tác nhu hòa, lời lẽ ôn nhu. Phụ thân. Lục Du Thược cao ngạo hơn nữa cũng không nhịn được lao vào ngực Lục Lâm Thiên, trong suy nghĩ của nàng, LNG ngực của phụ thân là nơi an toàn nhất. Nhìn thấy cảnh này vô số người động dung, cả vùng biển yên lặng, ngay cả sóng biển cuồn cuộn cũng bình tĩnh, không đành lòng phá vỡ thời điểm hai phụ tử đoàn tụ với nhau. Lục Tâm Đồng lúc này đã đi lên lưng tuyết sư, lau lau đôi mắt đã ướt đẫm, nhìn nam tử áo bảo xanh, nói. Ca ca, người đã lâu không có ôm ta. Ta có chút ganh tị với Du Thược rồi đấy. Tam cô. Lục Du Thược lập tức chui ra khỏi ngực phụ thân, khí chất cao ngạo cũng nhu hòa hơn vài phần. Mà Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử mặc váy dài này, nói. Ngươi còn nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện cũng thôi, ngươi tốt rồi, thân là trưởng bối lại vụng trộm chạy tới đây. Độc ma nữ hung danh hiển hách lúc này ở trước mặt nam tử áo xanh lại biến thành nha đầu làm sai chuyện, hai mắt ướt sũng nhìn hắn. Lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, đôi mắt dễ thương hơi nháy, làm cho người ta thương tiếc, nói nhỏ. Ca ca, ta nhớ ngươi. Ngươi, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, nghe câu, ta nhớ ngươi, Lục Lâm Thiên cũng không thể nghiêm túc được, chậm rãi đi lên véo gò má ục ục của nàng, bất đắc dĩ nói. Về sau còn dám chạy loạn, có phụ mẫu và đại ca bảo vệ cũng mặc kệ, ta tuyệt đối sẽ phạt ngươi, không biết ta lo lắng sao. Ca ca. Lần sau ta không dám, ngươi cũng không thể đánh ta, ta đã lớn như vậy, nếu ngươi đánh ta, Du Thược, Kinh Vân sẽ cười ta, lại nói ta biết rõ ca ca sẽ không nỡ. Vừa dứt lời, Lục Tâm Đồng nhào vào ngực nam tử áo bảo xanh, đôi mắt giảo hoạt nháy mắt với Tiểu Long. Ta làm sao không nỡ, ta sẽ đánh ngươi, không biết ta lo lắng sao. Lục Lâm Thiên khẩu khí nghiêm khắc, nhưng mà vẫn ôm nữ tử vào ngực. Đó là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không chết,
rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là Lục Lâm Thiên trở về, không phải nói Lục Lâm Thiên bị Thiên Ma nhất tộc và Dạ Xoa nhất tộc giết rồi sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không tốt, Lục Lâm Thiên trở về. Chiến thần, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý Niết Bàn, là Lục Lâm Thiên trở về. Vào lúc này trong mấy ngàn người của Diệt Linh Minh sinh ra chấn động liên tục, người có tên, cây có bóng, ba chữ Lục Lâm Thiên đủ chấn nhiếp bọn họ. Hoài Như Danh và hai tên hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh vào lúc này sắc mặt co rút, ánh mắt run rẩy, tiến thối lưỡng nan, tình cảnh xấu hổ, ánh mắt khó coi, trong nội tâm sinh ra hàn ý không nhỏ. Cũng vào lúc này, Lục Du Thược lập tức nhớ tới Hạp Cốc Huyền Viêm, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Phụ thân, nhanh đi Hạp Cốc Huyền Viêm, đại quân Diệt Linh Minh chắc đã tới Hạp Cốc Huyền Viêm rồi, gia gia cùng mẫu thân đang gặp nguy hiểm. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Trên đường đi hắn có nghe Tuyết Sư nói tình huống Phi Linh Môn hiện tại, gần đây Phi Linh Môn và Diệt Linh Minh ma sát với nhau, toàn do Sư Huynh Khiên Bách Biến truyền tin tức cho Tuyết Sư. Tuyết Sư mang tin tức về, Lục Lâm Thiên trên đường đi cũng có biết, 5.000 vạn đại quân của Diệt Linh Minh lúc này đang vây công Hạp Cốc Huyền Viêm, Phi Linh Môn cùng Lục Gia, Hoàng Gia đã rút tới Hạp Cốc Huyền Viêm. Lão đại, hai tên nhãi nhép nhất nguyên hóa hồng này ta và ngươi giải quyết một tên, ta cũng muốn sớm gặp Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ các nàng đấy. Tiểu Long lườm lườm hai tên nhất nguyên hóa hồng của Diệt Linh Minh, căn bản không đặt hai tên này trong lòng. Hộ Hoàng đội nghe lệnh, chu sát tạp chủng Diệt Linh Minh, một người cũng không lưu lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn ra lệnh xong, lập tức biến mất tại chỗ. Lão đại, người chờ ta một chút, người thế giới thần thú nghe lệnh, chu sát tạp chủng Diệt Linh Minh. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, thân ảnh Tiểu Long cũng hóa thành kim quang biến mất theo. Xuy. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt lão giả nhất nguyên hóa hồng, ánh mắt âm trầm, hàn ý bắn ra dữ dội. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, lão giả mặc trường bào chẳng biết tại sao, trong nội lạnh toát, sinh ra cảm giác sởn gai ốc. Dù sao lão giả cũng là nhất nguyên hóa hồng, hắn áp chế sợ hãi trong nội tâm của mình, cắn răng đánh ra một cột sáng năng lượng xuyên thủng không gian. Cột sáng đâm thẳng vào Lục Lâm Thiên. Xuy. Cùng một thời gian, Tiểu Long xuất hiện trước mặt lão giả còn lại. Ngao. Lão giả này cắn răng, phát tay đánh ra một con hỏa long nóng bỏng lao thẳng về phía Tiểu Long. Cá tạp hung hăng càn quấy, đáng đánh. Tiểu Long khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay ra ngăn cản hỏa long lao tới, bộ dáng dễ dàng như trở bàn tay. Lão giả mặc trường bào nhất nguyên hóa hồng ra tay lạnh thấu xương, cột sáng đóng băng linh hồn lao thẳng vào người Lục Lâm Thiên, nhưng khi tới cách Lục Lâm Thiên nửa xích đã tiêu tán không còn, giống như bị khe hở vô hình thôn phệ, hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên chút nào. Xoẹt! Thân ảnh Lục Lâm Thiên vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả mặc trường bào, hắn giơ tay trái ra mà không mang theo chút chấn động nào. Ầm ầm! Trong nháy mắt tiếp theo, lão giả áo xám nhất nguyên hóa hồng bị đọng trên không trung, không gian vặn vẹo như bánh quai trèo, sau đó bắt lấy đầu lão giả nhất nguyên hóa hồng. Giờ phút này lão giả nhất nguyên hóa hồng cảnh không che giấu được sợ hãi trong lòng, trước mặt Lục Lâm Thiên hắn cảm giác nguyên lực bị áp chế, không gian trói buộc, linh hồn trói buộc, ngay cả tự bạo cũng không làm được. Sâu trong linh hồn hắn thấy lạnh cả người, giờ phút này đối mặt với thân ảnh áo xanh. Lão giả mặc trường bào cảm thấy mình có tu vị hóa hồng cảnh lại chẳng khác gì con sâu cái kiến. Xuy. Vào lúc này, Tiểu Long đánh ra một chảo vào người lão giả tóc đỏ. Đột nhiên bị cấm chế không thể động đậy, bị Tiểu Long chế trụ, ánh mắt của hắn như cho tàn, bộ dáng như chó chết, sợ hãi, kinh hãi không hiểu. Hai cường giả hóa hồng cảnh trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long bắt như chó chết. Cảnh tượng này làm đám người trên không trung rung động. Hai cường giả hóa hồng cảnh bị hai thanh niên kia bắt lấy như chó chết, cũng giống như con sâu cái kiến. Xì sao? Vào lúc này nhiều người hít khí lạnh, âm thanh nuốt nước bọt vang lên, mọi người rung động nhìn chân chối. Tất cả người Diệt Linh Minh ngốc trệ, nội tâm chấn động nổi da gà. Hoài Như Danh càng sợ hãi, cường giả hóa hồng cảnh bị bắt dễ như gà, cường giả hóa hồng cảnh trước mặt Lục Lâm Thiên không khác gì con sâu cái kiến, như vậy hắn không là cái gì cả. Giết không tha. Giờ phút này, vô tướng động, trường bào màu đen quét qua, không gian tan vỡ. Ầm ầm. Sau lưng vô tướng là đám người Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan cùng mấy chục cường giả hộ hoàng đội lao tới,
khí tức khủng bố bao phủ mấy ngàn người Diệt Linh Minh. Giết! Trong thế giới thần thú, hơn 1000 thấp nhất cũng là niết bàn cảnh và rất nhiều cường giả tuyên cổ cảnh lao đi, uy thế còn mạnh hơn hộ hoàng đội vài phần, từng đạo công kích đánh giết người Diệt Linh Minh. Giết! Rầm rầm rầm! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, bị rất nhiều cường giả vây công, mấy ngàn người Diệt Linh Minh giống như con sâu cái kiến, trực tiếp bị tàn sát không có lực chống cự. Mấy cường giả tuyên cổ cảnh bị Lý Cụ, Phù Mã Tam Giới, Huyền Hao, Huyền Vũ và cường giả tuyên cổ cảnh của thế giới thần thú vây công, ngay cả hồn anh cũng không thoát, trong khoảng thời gian ngắn vô số người bị chém giết. Trong lúc nhất thời sát khí ngập trời, sát khí lan tràn làm sóng biển bắn lên cao, biển gầm dữ dội. Khói độc bao phủ nhiều nơi, Lục Tâm Đồng phất tay, độc tố ăn mòn không gian quét qua mấy trăm người Diệt Linh Minh và hai tên tuyên cổ cảnh, nàng giống như ma nữ tà ác. Rất nhiều người sau ngày hôm nay sẽ nhớ rõ trong Lục gia có ma nữ như nàng. Xoẹt. Hoài Như Danh bỏ chạy đầu tiên, hắn xé rách không gian, toàn thân run rẩy, mắt đầy sợ hãi, như chó nhà có tang phá không trốn đi. Lưu lại cho ta. Thân ảnh vô tướng phá không bay tới, xuyên thấu không gian, một tay bắt lấy Hoài Như Danh. Phụt. Lục Du Thược bay thẳng tới đánh ra một chưởng vào người Hoài Như Danh, miệng hắn phun máu tươi. Không gian trước mặt sụp đổ, thân hình bay đi như diều rứt dây. Xuy. Hoài Như Danh bị bắt, hắn bị một chảo của vô tướng cấm chế, hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đối mặt với vô tướng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Rầm rầm rầm. Âm thanh trầm thấp vang lên không dứt, tất cả chỉ diễn ra trong mây hô hấp ngắn ngủi, mấy ngàn người Diệt Linh Minh đã bị tàn sát sạch sẽ. Đây không phải đánh chết, đây là đồ sát, hoàn toàn không có lực chống cự. Nguyên bản hắn vốn cho rằng người Diệt Linh Minh có một ít lực chống cự, nhưng mà nhìn thấy Hóa Hồng Cảnh bị Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long cầm trong tay như con sâu cái kiến, run như cầy sấy, sởn hết cả gai ốc, bọn họ làm gì có lực tâm chiến đấu chứ? Khi người cuối cùng của Diệt Linh Minh bị chu sát, vùng biển này hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đứng ngoài lúc này như biến thành pho tượng đá, ánh mắt đầy sợ hãi, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Hoài Như Danh và hai lão giả Hóa Hồng Cảnh đều bị Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, vô tướng áp chế như chó chết, đối mặt với ba người này ai cũng sợ hãi toàn thân run rẩy, cũng bị cấm chế không thể nhúc nhích. Giờ phút này ba người hối hận xanh ruột, đặc biệt là hai lão giả Hóa Hồng Cảnh hối hận không gì sánh nổi. Đối với hai tên Hóa Hồng Cảnh mà nói, hảo hảo ở trong thế giới hỗn độn tu luyện là tốt rồi, không biết vì sao ăn cái gì lại đi ra đối phó người Lục gia. Ai nói Lục Lâm Thiên đã chết, đây hắn không phải hảo hảo còn sống sao, thực lực còn đạt tới mức khủng bố, bằng không hai người bọn họ cũng không giống chó chết như lúc này, bọn họ đang nghĩ làm sao cầu xin Lục Lâm Thiên tha thứ đấy. Hai tên Hóa Hồng Cảnh bị Tiểu Long và Lục Lâm Thiên bắt lấy, vừa vặn hai mắt nhìn nhau, đều sinh ra thần sắc sợ hãi, hai người giờ phút này đang nghĩ đầu của mình bị cửa kẹp rồi, bằng không đang yên lành lại đi phối phó Lục gia làm chi. Nhất Nguyên Hóa Hồng lại đi đối phó một tiểu bối, thật sự cam lòng ném mặt mũi của mình đi. Nhìn thấy mấy ngàn người bị đánh chết, ánh mắt âm trầm của Lục Lâm Thiên nhìn qua lão giả Nhất Nguyên Hóa Hồng bị bắt, ánh mắt của hắn không chút che giấu sát khí. Lục đại nhân, hiểu lầm a hát, chúng ta bị người ta giật dây, lúc đó tâm trí bị che lấp, khẩn cầu Lục đại nhân hạ thủ lưu tình, Tùng gia ta sau này không dám nữa, nhất định sẽ giao hảo với Lục gia, sẽ không tham gia vào những chuyện như vậy nữa. Lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt run động bất định, ở trước mặt Lục Lâm Thiên hắn không có ngạo khí của Hóa Hồng Cảnh, chỉ giống chó chết mà thôi. Hắn còn không muốn chết, đến tu vị cấp độ của hắn, 3000 đại thế giới có thể đi dạo chơi. Lục đại nhân tha mạng, sư gia ta về sau sẽ giao hảo với Lục gia, Lục đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ hồ đồ trong nhất thời mà thôi. Lão giả mặt đỏ cũng cầu xin Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy đường đường hai Hóa Hồng Cảnh lại có lúc cầu xin như thế, rất nhiều người chung quanh than thở. Thì ra là Tùng gia cùng sư gia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong chấp pháp đội ở mật địa thiên giới có một người tên là Tùng Liệt và sư Thắng Kiệt, lúc này nghe nói trong Diệt Linh Minh, sư gia và Tùng gia hoạt động hăng hái nhất. Dám động tới con gái Lục Lâm Thiên ta, đợi upsilon.ng đến Lục gia, đợi upsilon.ng đến Phi Linh Môn. Ngươi không phải bị mù mắt, là ngươi muốn chết. Lãnh ý truyền ra, Lục Lâm Thiên phất tay trực tiếp tát mấy bạt tai vào mặt lão giả Nhất Nguyên Hóa Hồng, mấy cây răng bay ra, huyết dịch bay tứ tung, gương mặt xương vù chật vật.
Lão cẩu, dám đối phó chất nữ của ta, có bản lĩnh ngươi hung hăng càn quấy trước mặt ta đi, Tiểu Long ra ra sẽ đánh chết ngươi. Tiểu Long cũng tất vài cái vào mặt lão giả mặt đỏ, hắn ra tay hung ác hơn một ít, lão giả đầu choáng mắt hoa, răng bay tứ tung, máu tươi như suối, mũi cũng vỡ nát, lão giả nước mắt giàn giụa. Lục Lâm Thiên, có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ta đi, có bản lĩnh liền giết ta, như vậy mới là hảo hán. Hai hóa hồng cảnh chưa từng ăn nhục nhã như vậy, lập tức từ sợ hãi biến thành oán độc, dù sao bọn họ lúc này cũng rõ ràng, Lục Lâm Thiên sẽ không tha bọn họ. Giết các ngươi, đây không phải là tiện nghi các ngươi sao, các ngươi dám động Lục gia, đợi upsilon.ng đến phi linh môn ta, vậy luyện sống các ngươi thành khôi lỗi, về sau vĩnh viễn thủ hộ Lục gia và phi linh môn của ta, thẳng tới tan thành mây khói mới thôi. Lục Lâm Thiên nói một câu làm hai lão giả hóa hồng cảnh chấn động linh hồn, toàn thân nổi da gà, nghe sẽ bị luyện sống thành khôi lỗi, bọn họ chết khiếp. Lão đại, con cá tạp này giao cho ngươi luyện khôi lỗi. Tiểu Long hất lên tay, giao lão giả bị cấm chế cho Lục Lâm Thiên. Xùy, kim quang lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức thu hai lão giả vào trong Tử Kim Huyền Đỉnh. Mà lúc này, Vô Tướng đang bắt giữ Hoài Như Danh, ánh mắt hắn không ngừng chấn động, sắc mặt không biết có phải bị Vô Tướng trọng thương hay là sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Thiếu chủ, xử lý tên này thế nào? Vô Tướng cầm Hoài Như Danh như chó chết đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Phụ thân, đây là Hoài gia Hoài Như Danh, diệt linh minh do hắn cầm đầu đấy. Lục Du Thược nói với Lục Lâm Thiên. Hoài gia sao, sợ gì thứ này chứ, còn không có lá gan đối phó phi linh môn, diệt linh minh, đám ô hợp mà thôi, có thể diệt được phi linh môn sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Hoài Như Danh. Mắt thấy Lục Lâm Thiên, Hoài Như Danh cảm giác sợ hãi khó hiểu, lập tức Lục Lâm Thiên thu Hoài Như Danh vào lòng bàn tay. Xùy. Lục Lâm Thiên đặt một tay lên đầu hắn, vòng xoáy nguyên lực bộc phát. A hát. Hoài Như Danh lập tức há mồm kêu thê lương, trên gương mặt đầy nếp nhăn co rúm lại, hắn vô cùng đau đớn, linh hồn và linh hồn phân thân cũng bị cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng vùng biển, làm người ta động dung. Hô! Chỉ trong giây lát, Hoài Linh Ngọc biến thành thây khô trong tay Lục Lâm Thiên. Quả nhiên có hậu đài. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi trầm xuống, thôn phệ Hoài Như Danh này, Lục Lâm Thiên cũng thi triển siêu linh thuật, từ trong linh hồn Hoài Như Danh biết được, sau lưng Diệt Linh Minh có dấu vết của Phượng Hoàng nhất tộc. Đồng thời Diệt Linh Minh còn có mấy thế lực không tệ trong mật địa thiên giới chèo trống, Hoài Như Danh chỉ là con cá tạp mà thôi. Mà thôn phệ nguyên lực một tuyên cổ cảnh đỉnh phong, lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói không có quá nhiều cảm giác. Tuy chân lý Niết Bàn cũng tương đương tuyên cổ cảnh cao giai. Thế nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác nguyên lực của Hoài Như Danh so sánh với đan điền khí hải của mình lại giống dân chơi gặp thứ thiệt. Nguyên lực tinh khiết không gì sánh nổi, thể tích không đáng nói, chẳng khác gì muối bỏ biển. Trên người Hoài Như Danh còn có một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, nhưng dùng lĩnh ngộ áo nghĩa của Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, một phần áo nghĩa bổn nguyên cũng không có nhiều tác dụng, không có tác dụng lớn, nhưng mà sau này chắc có vài phần tác dụng. Chính bởi vì Hoài Như Danh có một phần áo nghĩa bổn nguyên, Lục Lâm Thiên mới thôn phệ hắn. Lục Lâm Thiên không có lưu áo nghĩa bổn nguyên cho Lục Du Thược, đối với Lục Du Thược mà nói, áo nghĩa bổn nguyên nên do bản thân lĩnh ngộ, thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên không có lợi về sau. Trong hạp cốc huyền viêm, đại chiến kịch liệt tới mức khủng bố. Phá những trận pháp này cho ta. Đại quân diệt linh minh che khuất bầu trời, khí tức mênh mông của chiến hạm tỏa ra ngoài. Ầm ầm, mấy ngàn chiến hạm bùng nổ, đi đầu có vài chục chiến hạm cấp 5, hào quang từ chiến hạm bắn ra giống như thủy triều, âm thanh xé gió bắn thẳng vào hào quang trên hạp cốc huyền viêm. Rầm rầm rầm, hào quang bao phủ hạp cốc bị bắn nổ ầm ầm. Bành, sau đó tiếng nổ như sấm sét vang vọng bầu trời, hào quang năng lượng bị nghiền nát. Khí lãng khủng bố quét ngang bầu trời. Giết, chó gà không tha. Giết, một người cũng không bỏ sót. Khi hào quang bên ngoài hạp cốc huyền viêm tan vỡ, lập tức mấy ngàn vạn đại quân diệt linh minh hô chém giết dữ dội, nương theo đó là mấy ngàn chiến hạm che khuất bầu trời lao về phía hạp cốc. Hạm đội phi linh môn nghe lệnh, ngăn cản tạp chủng diệt linh minh. Khi đại trận nghiền nát, trên hạp cốc huyền viêm có tiếng giống lớn vang lên, sau hạp cốc có chiến hạm phi hổ lướt đi. Hạm đội mấy ngàn chiếc, còn nhiều hơn diệt linh minh không ít, chúng giống như hung thú áp chế thiên địa, che khuất bầu trời,
làm bầu trời biến thành thiên hôn địa ám. Ầm ầm, mấy ngàn chiến hạm phi hổ, đầu lâu của chúng như vật sống, hai cánh khổng lồ vỗ mãnh, đầu hổ nhắm ngay đại quân Diệt Linh Minh bắn phá, hào quang năng lượng bắn ra như mưa. Xiết đi, cùng liều với đám tạp chủng Diệt Linh Minh này. Đệ tử Phi Linh Môn, Hoàng gia, Tiết gia, Tôn gia, An gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc đều lao tới. Đại chiến chém giết khủng bố bùng nổ. Ầm ầm. A hát. Trong lúc này, Diệt Linh Minh cùng Phi Linh Môn, Hoàng gia có đệ tử bị chiến hạm oanh kích, huyết vụ bắn tung tóe. Cả sơn mạch chém giết ngập trời, máu chảy thành sông, huyết tinh tràn ngập, sát khí ngập trời. Giết A hát. Liều. Song phương chém giết ngập trời, trong chém giết huyết tinh này, mọi người càng ngày càng điên cuồng. Loại chém giết này không phải ngươi sống thì ta chết, tất cả mọi người ra tay đều gọn gàng, không hề giữ lại. Giết A hát. Sát khí ngập trời, quấy hư không, trực tiếp làm không gian run rẩy, sơn băng địa liệt, sơn mạch biến thành bình địa. A hát. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, cả sơn mạch không ngừng sụp đổ, sơn mạch máu chảy thành sông. Chiến đấu cỡ này, thảm thiết khó diễn tả thành lời. Giết A hát. Chiến đao khuất đao tuyệt, bá đao long tam, phi ưng lăng phong, dương diệu, lục thiếu hùng, lục lộ, lục vân, lục thanh, lục đào, lục minh, thái công tĩnh nhiễm, hiên viên triệt, bắc cung ngọc, bắc cung hạo nam là những người nổi bật trên đại lục linh vũ nổi bật cùng thế hệ lục lâm thiên cũng sớm lao ra chém giết. Bọn họ là thế hệ đầu tiên khi thế giới hỗn độn được kích hoạt chiếu cố, khí thế bạo phát ra đồng cấp không thể chống lại, cả đám đều có khả năng giết địch vượt cấp. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Lạc Kiến Hồng, Mộ Dung Lan Lan, Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên, Đạm Thái Tuyết Vi, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Dạ Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử, Lưu Kiếm, An Cát Tú Na, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lục Đông, Lục Tây đều công kích kẻ thù trên đường mình đi. Giống giống, ngao ngao, Độc Long, Quỷ Long, Long Linh, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân là những yêu thú cường giả trong Phi Linh Môn lúc này thúc giục bản thể, thân ảnh che khuất bầu trời. Nhưng vào nhất thời, sát phạt khủng khiếp xé rách không gian, lúc này không ngừng có cường giả mới gia nhập vào chiến trường, bọn họ gia nhập vào chém giết Diệt Linh Môn. Lão Tổ trở về, giết chúng đi. Lão Tổ quay về, liều mạng với Diệt Linh Minh. Người trong thế giới Linh Vũ không ngừng chém giết. Không ít cường giả thế hệ trước của thế giới Linh Vũ sau khi ra khỏi thế giới Linh Vũ đều không muốn ở chung với hậu bối. Sau khi rời khỏi thế giới vô sắc đi ra ngoài lịch lãm, vào lúc này các lão tổ bọn họ đều trở về. Trên hạp cốc Huyền Viêm có không ít mỹ nữ đang đứng, bọn họ thân ảnh lung linh, váy dài bồng bềnh, kiều nhan như hoa, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Giết! Chúng nữ nhìn nhau, nghiến chặt môi son. Bọn họ đi tới nơi nào đại quân Diệt Linh Minh đều hóa thành mảnh vỡ. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi nơi, giữa không trung không ngừng có chiến hạm nứt vỡ, không ngừng có thân người vỡ nát, huyết dịch bay tứ tung. Rầm rầm rầm, tuy cường giả Phi Linh Môn rất mạnh, nhưng mà số cường giả và số đại quân không bằng đối thủ, cho dù khí thế hung mãnh nhưng vẫn không cách nào áp chế Diệt Linh Minh, có những lão tổ gia nhập cũng dần dần lâm vào hạ phong. A hát, Hoàng gia, Tiết gia, Tử Diễm Huyền Xà thống lĩnh thú tộc, An gia, Tôn gia và Phi Linh Môn lao tới trước, tổn thất cũng không ngừng gia tăng. Bị vây công như thế, bị oanh kích dữ dội như vậy, không ngừng có người tự bạo hồn anh, chiến đấu rất thảm thiết. Vô liêm sỉ, Diệt Linh Minh khinh người quá đáng, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Môn A hát. Sợ rằng Phi Linh Môn gánh không được, làm thế nào đây? Chung quanh sơn mạch này, vô số người vây xem lúc này giận mà không dám nói gì. Diệt Linh Minh quá mức cường đại, không có ai dám trêu chọc, không ít người nắm chặt hai đấm, ánh mắt đỏ thẫm, nhưng cũng không dám nói gì. Chư vị đạo hữu thế giới vô sắc, Phi Linh Môn chịu đựng, Hồ Nhất Đao ở thế giới địa hoang tới giúp một tay. Hỏa đạo nhân ở thế giới khôn cùng tới giúp các ngươi ngăn kẻ thù. Trần Hạo thế giới Huyền Nam giúp các ngươi. Bạch Lang ở thế giới Thiên Khôn tới đây. Trên không trung không ngừng có tiếng hét lớn vang lên. Lập tức có đại quân lao tới như bay. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh lao tới, không dưới mấy trăm vạn người, mấy thân ảnh đi đầu chính là Thiên Dương Lão Quỷ, Hỏa Đạo Nhân, Bạch Lang. Bọn họ trước kia là những thanh niên bất phàm,
còn có tiểu thiếu chủ Ôn Tuấn Hùng của Linh Thứ Tháp ở thế giới Thị Hoang tới giúp, bên cạnh hắn còn có phụ thân Ôn Thiên Cương, Linh Sơn Tam Thứ. Giết A Hát. Viện binh những thế giới này xuất hiện, lập tức gia nhập chiến trường. Xuy. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song nhìn lên không trung, lúc này nói vang vọng hư không. Phi Linh Môn đại biểu Lục Gia, đại biểu thế giới vô sắc, đa tạ chư vị viện thủ, vô cùng cảm kích, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Phi Linh Môn khách khí, không có Lục Gia, không có Phi Linh Môn, cũng không có vô sắc trung thiên thế giới hiện tại, Phi Linh Môn gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Dương lão quỷ hồ hồ nhất đao cầm linh khí đại đao chém giết, tiếng gầm truyền ra, mấy tên diệt linh minh biến thành vong hồn dưới đao. Các vị của thế giới vô sắc, không có Lục Gia Lục Lâm Thiên Lục đại nhân lúc trước ra mặt, không có thế giới vô sắc chúng ta hiện tại, những năm qua, Phi Linh Môn, Lục Gia, Hoàng Gia, Tiết Gia đối với chúng ta như thế nào, ta nghĩ mọi người hiểu rõ, hiện tại thế giới vô sắc gặp nạn, Phi Linh Môn gặp nạn, Thương hội Phú Lâm chúng ta quyết định tương trợ. Những năm qua, Phi Linh Môn, Hoàng Gia, Tiết Gia rất chiếu cố chúng ta, Hỏa Linh Môn ta nguyện trợ Phi Linh Môn một tay. Tổ chim bị phá, há còn chứng lành, Tu Võ Tông ta cũng giúp Phi Linh Môn một tay. Nhìn thấy chung quanh có không ít viện binh, vô số người vây xem trong hạp cốc Huyền Viêm, rốt cục có người không nhịn được. Vốn là Thương hội Phúc Lâm, Hoa Linh Môn, Tu Võ Tông những tiểu thế lực có quan hệ không tệ với Phi Linh Môn đều hét lớn, lập tức từng thân ảnh lao vào chém giết đại quân diệt linh minh. Tổ chim bị phá, há còn chứng lành, giết A Hát, giết sạch đám tạp chủng diệt linh minh này đi. Không có Lục đại nhân trước kia, không có thế giới vô sắc hiện tại, giết chúng đi. Đám tạp chủng diệt linh minh đi chết đi. Chém giết xung trời không ngừng sinh ra, khi Tu Võ Tông gia nhập, không ít tiểu thế lực lập tức nhao nhao phụ họa, một ít tán tu cũng quát lớn lao tới, người vây xem chung quanh xôi trào. Giết A Hát. Thế giới vô sắc còn chưa tới phiên diệt linh minh tạp chủng tới cửa diễu võ dương oai, chẳng lẽ thế giới vô sắc chúng ta đều là người hèn nhát sao? Tùy ý người khác đến thế giới vô sắc chúng ta diễu võ dương oai. Ai hèn nhát ai vương bát đản, giết sạch đám tạp chủng diệt linh minh đi. Ầm ầm. Tất cả mọi người bạo động, vô số người vây xem chung quanh không nhịn được nữa, khí tức khủng bố bùng phát. Từng đạo thân ảnh mang theo khí thế lăng lệ lao vào chém giết đại quân diệt linh minh. Tất cả mọi người xôi trào, vô số người vây xem, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người, thậm chí còn có rất nhiều người từ các nơi trong thế giới vô sắc đang chạy tới. Giết đi! Chúng ta có viện binh, giết đi! Người Phi Linh Môn, Hoàng Gia, Tiết Gia xôi trào, nhìn viện binh lao tới, trong mắt cảm kích, sau đó hóa thành sát khí lao vào chém giết kẻ thù. Lục Gia, lúc này đa tạ chư vị. Bắc Cung Vô Song đạp không, váy dài bay phất phới, gật đầu, trong mắt có ba quang chấn động mãnh liệt. Giết A Hát. Các thế lực và tán tu trong thế giới vô sắc vây xem gia nhập vào chém giết, tiếng hô giết không nhỏ. Ầm ầm. Khặc khặc, xem ra đều có mặt hết rồi, cũng tốt, cùng giải quyết một thể, về sau thế giới vô sắc sẽ yên tĩnh rất nhiều. Tiếng cười to âm trầm từ trong ngọn núi khổng lồ phía sau đội hình diệt linh minh truyền ra, trên ngọn núi có mấy trăm người lướt đi, khí tức mênh mông hàng lâm. Hơn trăm người xuất hiện, khí tức của đám người này làm không gian đông cứng lại. Chương 4195 viện binh các nơi. Đặc biệt là ba lão giả đi đầu với khuôn mặt già nua, ánh mắt đầy hàn ý và sát khí tỏa ra. Ba lão giả này không có quá nhiều chấn động, nhưng mà năng lượng thiên địa không ngừng biến hóa. Ba lão giả này không thèm nhìn mấy ngàn vạn người thế giới vô sắc và Phi Linh Môn, ánh mắt khinh thường và xem thường. Không tốt, đều là tuyên cổ cảnh, trên trăm tuyên cổ cảnh. Ba lão giả đi đầu dường như là hóa hồng cảnh. Ba tên đi đầu không phải tuyên cổ cảnh, là hóa hồng cảnh, là cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết. Hơn trăm người xuất hiện, khí tức khủng bố hàng lâm phiến thiên địa này, lập tức có khí tức và uy áp mênh mông bao phủ Phi Linh Môn, Hoàng Gia và người thế giới vô sắc. Không ít ánh mắt ngẩng đầu nhìn không trung, không ít người có nhãn lực đều nhìn ra trên trăm người diệt linh minh vừa xuất hiện đều là tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh trong truyền thuyết. Vào lúc này có trên trăm tuyên cổ cảnh và ba hóa hồng cảnh gia nhập vào, nó giống tảng đá nện vào mặt nước, làm cho rất nhiều người chấn động. Đội hình này đủ để phá hủy tâm tình liều mạng của mọi người, phá hủy tâm tư phản kháng. Phá chiến hạm phi hổ. Trên trăm tuyên cổ cảnh hét lớn, thân ảnh lao đi,
Đột nhiên từng đạo công kích khủng bố xuyên qua hào quang năng lượng khủng khiếp này, trực tiếp đánh thẳng vào hạm đội của Phi Linh Môn. Ầm ầm. Nhất thời trong hạm đội phi hổ của Phi Linh Môn có trăm chiến hạm bị phá hủy. Tuyên cổ cảnh ra tay, phá hủy chiến hạm phi hổ rất dễ dàng. Con sâu cái kiến, đi chết đi. Ba hóa hồng cảnh ra nua xuất hiện ở trước đám người Phi Linh Môn cùng thế giới vô sắc, ba người này xuất trưởng vặn vẹo hư không, giơ tay nhấc chân trấn áp mọi thứ. Rầm rầm rầm. Dưới không trung, người có tu vị hóa hồng cảnh ra tay có thể hủy thiên diệt địa, trấn áp tâm thần, quét sạch mọi thứ. Trên trăm tuyên cổ cảnh và ba tên hóa hồng cảnh trong truyền thuyết đủ để phá hủy rất nhiều trung thiên thế giới, Phi Linh Môn và thế giới vô sắc căn bản không thể chống lại. Khặc khặc, dừng tay cho ta. Trên trăm tuyên cổ cảnh và ba lão giả hóa hồng cảnh lại đứng trên không trung, một tục tằng đại hán âm hiểm cười hét lớn như lôi minh. Tất cả người thế giới vô sắc không quan hệ với Lục gia, Phi Linh Môn nghe đây, người quy hàng không giết, chúng ta chỉ cần diệt Lục gia là được rồi. Các ngươi cần gì đi chịu chết, chỉ cần rời khỏi Lục gia, Diệt Linh Minh sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho các ngươi một mạng. Tiếng hét lớn vang lên, sát khí và tiếng chém giết ngập trời đang bùng nổ lập tức dừng lại. Làm sao bây giờ, trên trăm tuyên cổ cảnh và cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, căn bản cũng không có lực chống cự. Thực lực Diệt Linh Minh quá mạnh mẽ, cho dù liều mạng cũng là chết không công. Trên trăm tuyên cổ cảnh và ba hóa hồng cảnh áp chế. Trên không trung có tiếng nghị luận vang lên. Các vị ngoài Lục gia cùng Phi Linh Môn, Lục gia cảm tạ tương trợ, lúc này rời khỏi, Lục gia ta cũng đa tạ. Bắc Cung Vô Song đạp không, váy dài phần phật, nàng lập tức áp chế những tiếng nghị luận này. Lúc này đội hình của Diệt Linh Minh quá mạnh mẽ, Bắc Cung Vô Song rõ ràng, nhiều người cũng chỉ bị tàn sát mà thôi, không cần phải lôi kéo tất cả người thế giới vô sắc chôn cùng. Nghe vậy, người thế giới vô sắc nhìn nhau. Mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trên trăm tuyên cổ cảnh và ba hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, bọn họ càng vô lực. Tiếng nói vang lên khắp nơi, Bắc Cung Vô Song bay lên cao đối mặt hơn trăm tên tuyên cổ cảnh cùng ba lão giả hóa hồng cảnh, nàng vẫn bộc lộ khí chất hồn nhiên thiên thành, dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử lại mang theo khí thế chống trời, tiếp tục nói. Về phần Lục gia, Phi Linh Môn, cho tới bây giờ không có người đầu hàng, chiến đến người cuối cùng cũng phải liều mạng, huyết chiến đến cùng. Người phạm Phi Linh Môn, giết không tha. Tiếng nói vừa vang lên, tất cả đệ tử Phi Linh Môn, Lục gia đều đỏ mắt, tất cả hóa thành khí tức sát phạt bao phủ các nơi. Phạm Phi Linh Môn ta, giết không tha. Phạm Phi Linh Môn ta, giết không tha. Từng tiếng sát phạt mang theo vẻ bi thống từ trong đội hình Phi Linh Môn, Lục gia truyền ra, lập tức hội tụ cùng nhau, cuối cùng giống như kinh lôi vang vọng tứ phương. Tất cả cường giả thế giới linh vũ và đệ tử Phi Linh Môn cắn răng, ánh mắt dần dần đỏ tươi, nắm chặt linh khí chuẩn bị liều mạng. Ầm ầm, âm thanh bí tráng vang vọng, loại bi tráng này làm thiên địa động dung, gió nổi mây phun xuất hiện. Khặc khặc, con sâu cái kiến mà thôi, hôm nay sẽ nhổ tận gốc Phi Linh Môn, chảm thảo trừ căn Lục gia. Đám tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này nghe thế liền cười lạnh, khí tức bộc phát, năng lượng bùng nổ dữ dội. Sát ý không thêm che giấu, muốn triển khai công kích cuối cùng. Người phạm Lục gia, phạm Phi Linh Môn của ta, giết không tha. Bỗng dưng trên không trung có vết nứt không gian xuất hiện, lập tức hơn 20 thân ảnh bay ra ngoài, hơn 20 người này đều là cấp độ tuyên cổ cảnh. Bảy người đi đầu thần sắc âm trầm, trường bào khinh động, khí thế cuồng ngạo bùng phát. Sáu người đứng phía sau một thanh niên lãnh ngạo, thân thể thanh niên này cao ngất như trường thương. Trường bào bay phất phới, khí thế toàn thân lăng lệ, khí tức sát phạt nồng đậm làm thiên địa rung động. Đó là, từ khi những người này xuất hiện, các cường giả trong thế giới linh vũ và đệ tử Lục gia chấn động, lập tức kích động khó tin. Là linh vũ đại đế đến. Là chí thánh đại đế đến. Thánh thủ linh đế cũng tới. Còn có hàn băng đại đế cùng sát phá quân. Lục kinh vân đến, Lục gia lão đại đến. Đệ tử Lục gia và các cường giả thế giới linh vũ nhìn thấy những thân ảnh này xuất hiện, máu huyết trong người bành trướng. Linh vũ đại đế, chí thánh đại đế, thánh thủ linh đế những người này ban đầu ở trong thế giới linh vũ đều là tồn tại tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại, bọn họ dựa vào khí tức cường đại làm tăng hy vọng của mọi người, chẳng khác gì liều thuốc trợ tim kịp thời. Ồ! Khi Nam thúc độc Cô Ngạo Nam, chí thánh đại đế, Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Khung Thiên những người này xuất hiện.
hơn trăm tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này kêu lên dày kinh dị. Ba lão giả hóa hồng cảnh già nua cũng cảm giác được gì đó, trong mắt có hào quang chấn động. Chí Thánh Đại Đế nhảy ra khỏi vết nứt không gian, không chậm trễ thời gian, phất tay ném một chiếc nhẫn chữ vật vào trong không gian, trên không trung sinh ra thời không loạn, chỉ trong nháy mắt vòng xoáy không gian xuất hiện. Không ngờ là thời gian linh khí rất thưa thớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba lão giả hóa hồng cảnh nhìn nhau, trong mắt mang theo hào quang tham lam. Siêu siêu siêu. Trong vòng xoáy cực lớn kia lập tức xuất hiện những thân ảnh như cuồng phong bay ra, mang theo tiếng xé gió làm người ta khiếp sợ. Thân ảnh lao đi, khí tức sát phạt hàng lâm các nơi. Trong khí tức sát phạt này còn mang theo huyết tinh, không có trải qua máu tươi tẩy lễ sẽ không có khí tức huyết tinh này. Oanh! Trong nháy mắt đại quân trăm vạn chỉnh tề, gọn gàng đứng trên không trung, sát khí bùng phát tận trời. Đại quân trăm vạn này giống như lang hổ, người bình thường không thể so sánh. Chỉ cần đại quân trăm vạn này đủ quét ngang đại quân ngàn vạn dễ như chơi. Lục gia quân chuẩn bị. Ba thanh niên trước mắt đạp không mà đứng, nhìn qua đại quân ngàn vạn của Diệt Linh Minh, đôi mắt đỏ rực nhìn vào địch nhân, nương theo khí tức sát phạt nồng đậm, sát khí bắn ra ngoài, quát. Lục gia quân, giết địch, người phạm lục gia, giết không tha. Tuân lệnh thiếu soái. Đại quân trăm vạn cùng hô lên. Thiên cuồng điện lục gia lục thành ở đây, người phạm lục gia, giết không tha. Thiên cuồng điện lục gia lục trực ở đây, người phạm lục gia, giết không tha. Thiên cuồng điện lục gia lục phương ở đây, người phạm lục gia, giết không tha. Thế giới thái hoàng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lục gia lục âm ở đây, người phạm lục gia, giết không tha. Thế giới vô tư thiên nữ cung lục gia lục doanh ở đây, người phạm lục gia, giết không tha. Thế giới minh quang lục gia lục tượng ở đây, người phạm lục gia ta, giết không tha. Thế giới minh quang lục gia lục xảo ở đây, người phạm lục gia, giết không tha. Cũng vào lúc này, trên không trung gió nổi mây phun, từng tiếng quát mang theo sát phạt truyền ra, từng thân ảnh xé rách hư không từ các hướng lao tới nơi này, khí tức mênh mông hàng lâm đại địa. Tất cả cường giả trong thế giới linh vũ và đệ tử phi linh môn nghe vậy, từng ánh mắt nhìn lên trời. Vào lúc này mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đến rồi, rốt cục đều kịp thời. Mấy mỹ nữ tuyệt mỹ đứng trên không trung, váy dài bồng bềnh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhìn người tới, ánh mắt vô cùng kích động. Siêu siêu siêu. Âm thanh xé gió vang lên liên tục, Diệt Linh Minh và người thế giới vô sắc vây xem, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Trong đội hình ở bốn phương tám hướng đều có những người trẻ tuổi dẫn đầu. Lập tức bốn nam ba nữ mấy bay ra, cùng bay về phía Lục Kinh Vân. Bốn nam ba nữ, bốn thanh niên thân thể cao ngất, niên kỷ nhìn như không lớn, dung mạo tuấn lãng, khóe miệng cười tà dị, khí tức giống như, bốn thanh niên này đều là vô lượng niết bàn. Ba thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, người đi đầu như trăm hoa đua nở, rực rỡ như sao trời, khí tức sinh cơ bừng bừng, nếu cẩn thận lại là tử khí, dường như có thể làm đại địa điêu linh, khí tức này hiển nhiên là tuyên cổ cảnh cao giai. Thiếu nữ thứ hai mặc váy dài trắng mộc mạc, khí chất tươi mát yêu nhã, đôi mắt mang theo vũ mị hồn nhiên thiên thành, loại vũ mị này mạnh tới tận cùng nên biến thành thánh khiết, khí tức rất mạnh, hiển nhiên cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Thiếu nữ thứ ba trang phục nóng bỏng ôm lấy thân thể mềm mại, dung mạo tinh xảo như búp bê, khí tức vô lượng niết bàn. Đại ca, bốn thanh niên và ba thiếu nữ vượt qua không gian, tới trước mặt Lục Kinh Vân, tám người đứng đó, không gian sinh ra gợn sóng rất mạnh. Năm vô lượng niết bàn người, ba vô lượng niết bàn đặt chân tuyên cổ cảnh cao giai, điều này sao có thể? Nhìn thấy tám thanh niên nam nữ, hơn trăm tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh có không ít người nhãn lực không tệ, lập tức nhận ra khí vận của bốn nam ba nữ này, tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục. Năm vô lượng niết bàn, ba vô lượng niết bàn đặt chân tuyên cổ cảnh cao giai, tám người đứng đó, khí tức quá mức khủng bố, cuối cùng là thiên phú khủng bố như thế nào? Trong 3000 đại thế giới, thanh niên cổ tộc lại có mấy người đặt chân đại thừa niết bàn vô lượng niết bàn cảnh. Mà bây giờ lục gia có 8 người, tăng thêm lục du thực là 9 người đấy. Một lục gia, một nhà 9 vô lượng niết bàn. Đội hình này làm rất nhiều người chấn động. Mà giờ khắc này, ba lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh không có nhìn 8 vô lượng niết bàn thiên phú khủng bố của lục gia, ánh mắt nhìn mấy địa hán trung niên trong đội hình chung quanh. Nhìn thấy những đại hán trung niên ở đây. Ba hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh không biết tại sao,
dường như cảm nhận được gì đó, lập tức ánh mắt sợ hãi, tim đập rộn lên. Nhị nguyên hóa hồng cảnh, tam nguyên hóa hồng cảnh, còn có tứ nguyên tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh. Không xong, lần này có phiền toái. Là người của thế giới hỗn độn, đám người này là ai? Nhìn qua những đại hán trung niên chung quanh, ba lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh nhìn nhau, khí diễm hung hăng càn quấy biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ giống như chuột nhìn thấy mèo, kinh hãi còn mang theo sợ hãi, tóc gáy dựng đứng, nổi da gà khắp toàn thân. Các ngươi không sao chứ? Trong đám người, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đã đứng trước mặt bọn họ. Nhìn thấy những thân ảnh xinh đẹp này, một thân ảnh tuyết trắng bay ra, chính là Bạch Linh đi theo Lục Âm quay trở về, lúc này khí tức cũng rất mạnh, hiển nhiên là vô thượng niết bàn. Có bọn chúng trở về, tất cả cũng không có việc gì. Bắc Cung Vô Song cười nhạt, váy dài phiêu động, khí chất cao quý thanh nhã hồn nhiên thiên thành, nàng đứng đó làm rất nhiều người động dung. Lục gia tiểu ác ma đã về. Khá lắm, đều là tuyên cổ cảnh. Không hổ là người Lục gia, đều nghịch thiên a hát. Mang về nhiều cường giả tuyên cổ cảnh như vậy, dường như còn có mấy cường giả hóa hồng cảnh nữa đấy. Lục gia, không phải ai cũng có thể dung chuyển. Trong thế giới linh vũ, chúng nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, rung động còn mang theo vui vẻ. Phi Linh Môn, Hoàng gia, Tiết gia và cường giả từ thế giới linh vũ đi ra xôi trào. Giờ phút này có thể nhìn ra được, viện binh của Lục gia đã đến, tuy nhân số không nhiều, nhưng mà khí thế đủ áp chế Diệt Linh Minh. Trên không trung Lục Kinh Vân đứng đó, thân ảnh cao ngất như trường thương, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng thích ra không hề giữ lại, ánh mắt nhìn các huynh đệ của mình, sát khí trong mắt dâng trào, nói. Huynh muội Lục gia ở đây, người phạm Lục gia, giết không tha. Huynh muội Lục gia ở đây, người phạm Lục gia, giết không tha. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tưởng, Lục Xảo bảy cùng hô theo Lục Kinh Vân, tiếng quát truyền khắp nơi, vang vọng như sấm sét. Đến thời điểm này, tất cả mọi người mới chính thức biết rõ, Lục gia, trừ Lục Lâm Thiên gia, tuyệt đối không phải không người. Trong chín huynh muội Lục gia, bất luận người nào cũng rất khủng bố. Lục gia thật đáng sợ. Lục gia sắp nghịch thiên. Nhìn tám huynh muội Lục gia tỏa ra khí thế khủng khiếp, làm cho vô số người trong thế giới vô sắc vây xem nhiệt huyết sôi trào, Lục gia vẫn không sụp đổ, Lục gia vẫn có người trèo trống. Giống. Bỗng dưng vào thời khắc này, ở trong không gian có tiếng sư tử giống vang. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một con sư tử màu trắng phá không lao tới nơi này, sau lưng hơn 1000 đạo thân ảnh đạp không đi theo, mây đen áp đỉnh. Trên lưng sư tử có hai thanh niên đang đứng, một áo bào xanh và một áo bào vàng. Giống. Sư tử gào thét, những nơi đi qua gợn sóng không gian rất mạnh, hơn 1000 thân ảnh đi theo cũng có khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy hai thân ảnh trên lưng sư tử, người trong thế giới linh vũ chấn động. Trở về rồi sao? Giữa không trung, những bóng hình xinh xắn, mỹ nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung, sắc mặt kích động, thân thể run rẩy. Tiểu tử này, rốt cục trở về, mỗi lần về đều ưa thích náo động. Mỗi lần về rất kịp thời. Tiểu tử này, xem ra lại sắp gây chuyện nữa rồi. Trước Lục gia quân, 6 thân ảnh kia tươi cười. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh trên người sư tử, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng, Lục Xảo tám huynh muội chấn động. Trên không trung, trăm vạn tinh anh Lục gia quân, Phá Thổ, Truy Mệnh, Huyết Ưng, Trương Lăng Phong, Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Cuồng Thử, Trình Tinh, Phong Hỏa. Hồ Hải nhìn thấy thân ảnh áo xanh quen thuộc, lập tức quỳ một gối, hô. Bái kiến Lục soái, bái kiến Lục soái. Trăm vạn tinh anh Lục gia quân cùng quỳ xuống, ánh mắt kính sợ nhìn thân ảnh áo xanh. Lưu Kiếm, An Cát Tú Na, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Âm Quỷ, Thất Kiếm, Thất Sát, Địa Long các đệ tử Phi Linh Môn đều chắp tay với nam tử áo xanh, cùng hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn, bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến chủ nhân. Mấy trăm vạn đệ tử Phi Linh Môn và Cực Nhạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Xích Viêm, Hắc Hùng đều quỳ một gối, ánh mắt kính sợ nhìn người tới. Trời ạ, đó là Lục Lâm Thiên, Lục Đại Nhân. Không phải nói Lục Đại Nhân đã chết sao, tại sao lại trở về? Đó là Lục Lâm Thiên đứng đầu cửu hoàng,
chân lý niết bàn lục lâm thiên, hắn không có chết. Vào thời điểm này, mấy ngàn vạn đại quân diệt linh minh nhìn thấy người tới, sắc mặt ngây ngốc, trên trăm tuyên cổ cảnh biến sắc. Ba lão giả hóa hồng cảnh chấn động và run rẩy. Giờ phút này không biết tại sao, không gian bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ, mọi người nhìn thẳng vào nam tử áo bào xanh kia, tất cả mọi người đều bị hắn thu hút. Nam tử áo bào xanh đứng trên lưng sư tử, áo bào xanh phất phơ, đứng chắp tay, trong lúc vô hình có xu thế chống trời, khí thế bá tuyệt thiên hạ. Cường giả đi theo thiên nữ cung, thiên cuồng điện, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thế giới minh quang vào lúc này cũng bị ánh mắt này hấp dẫn. Trên bầu trời, đám người kia quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Nam tử áo bào xanh nhìn qua mấy lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh, nói. Chỉ bằng mấy tên nhất nguyên hóa hồng con sâu cái kiến các ngươi cũng muốn đỡ upsilon.ng đến phi linh môn, đỡ upsilon.ng đến lục gia ta sao? Hắn cất bước đi tới, lời lẽ bình thản không có gì lạ. Ầm ầm. Nhưng khi Lục Lâm Thiên bước một bước, nói một câu, bầu trời gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn, lập tức có thiểm điện giáng xuống. Lục Lâm Thiên chắp tay đi chậm, mỗi một bước đều làm không gian chấn động dữ dội. Thiên tượng hàng lâm, khí thế bức người. Mỗi một bước làm ba lão giả nhất nguyên hóa hồng sắc mặt tái nhợt đi một phần, không gian chung quanh ba người vặn vẹo. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên hành động, trực tiếp đi tới trước mặt một lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh, trên không trung sấm sét cuồn cuộn, phong vân biến hóa. Đến thời điểm này, ba người mới biết được, bọn họ làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào, Lục gia đã sớm lông cánh đầy đủ, căn bản không phải bọn họ có thể dung chuyển. Trước đừng nói thế lực khủng bố sau lưng chín huynh muội Lục gia, ngay cả Lục Lâm Thiên trước mặt, bọn họ cũng chỉ là con sâu cái kiến, căn bản không có lực chống lại. Đáy lòng bọn họ run như cầy sấy, hoàn toàn không dám phản kháng. Nhưng lúc này tất cả đã muộn, nguyên lực và linh hồn trong người bị áp chế, ngay cả tự bạo cũng không làm được. Lục Lâm Thiên bình thản đứng trước một lão giả nhất nguyên hóa hồng, hắn không nói gì, phất tay tát liên tục. Trên mặt ba lão giả nhất nguyên hóa hồng sưng vù lên, bàn tay đánh vào mặt bọn họ, máu và răng lẫn lộn. Cường giả thế giới linh vũ, thế giới vô sắc, thậm chí là Diệt Linh Minh đều rung động nhìn thanh niên áo xanh mà không thể nói gì, không gian hoàn toàn yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở. Ba hóa hồng cảnh trở nên ti tiện và nhỏ bé trước mặt thanh niên áo xanh này. Ba con sâu cái kiến, muốn động tới phi linh môn và lục gia, vậy luyện các ngươi thành khôi lỗi sống. Từ nay về sau, thủ hộ phi linh môn và lục gia cho tới khi hình thần câu diệt. Lục Lâm Thiên bộc phát hào quang tử kim, ba người biến mất không thấy gì nữa. Một đám tạp chủng, cũng dám động phi linh môn, không cho các ngươi chút giáo huấn, về sau sợ rằng ai cũng có thể động vào phi linh môn. Tiểu Long quát lớn, lúc này ấn ký màu vàng cao quý yêu mị kia mở ra, lập tức hào quang chói mắt bắn ra, nương theo đó là uy áp khủng bố bộc phát. Ầm ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên trời xanh phong vân biến hoa, hội tụ thành một vòng xoáy lớn trên bầu trời. Xoẹt. Trong nháy mắt, con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra, một tia sáng bắn vào trong vòng xoáy, cả hai đỡ upsilon.ng chạm, bỗng dưng hào quang bắn ra bao phủ không gian. Ah! Chỉ trong nháy mắt hào quang bao phủ hơn trăm tên tuyên cổ cảnh và vô số đại quân Diệt Linh Minh, bỗng dưng bọn chúng kêu lên thảm thiết. Thực lực thấp một ít đã thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Ngao. Trong màn sáng có tiếng long ngâm truyền ra, long uy khủng bố xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong màn sáng, hơn trăm tên tuyên cổ cảnh và mấy chục vạn đại quân Diệt Linh Minh ngây người, ánh mắt ngây ngốc. Thân thể vẫn đứng ở đó nhưng linh hồn đang bị chấn nhiếp, ngay sau đó chẳng biết tại sao, tất cả mọi người thất khiếu chảy máu, sơn mạch lập tức máu chảy thành sông. Trên trăm tuyên cổ cảnh và mấy chục vạn đại quân Diệt Linh Minh không còn sinh cơ, linh hồn bị phá hủy, thân thể rơi xuống đất. Rầm rầm rầm. Vô số thi thể rơi xuống như mưa, trên trăm tuyên cổ cảnh và vài chục vạn đại quân Diệt Linh Minh bị chu sát trong nháy mắt. Trên trăm tuyên cổ cảnh bị giết cùng lúc, ánh mắt rất nhiều người khiếp sợ nhìn thanh niên áo bào vàng kia. Tất cả mọi người biết được thanh niên áo bào vàng kia không dưới Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt chu sát hơn trăm cường giả tuyên cổ cảnh. Đây là thực lực mạnh cỡ nào? Lúc này quanh người Lục Lâm Thiên tỏa ra kim quang kết nối với thiên địa, bầu trời cuồng phong gào thét, kim mang phóng đại, khe nứt không gian bao phủ các nơi. Kim quang rực rỡ che phủ bầu trời,
mấy ngàn vạn đại quân diệt linh minh bị bao phủ vào bên trong, cả đám không thể nhúc nhích, nguyên lực bị áp chế. Sát khí mênh mông bùng phát, đại quân diệt linh minh sợ hãi, trong nội tâm sởn hết cả gai ốc, sâu trong linh hồn có khí tức tử vong bùng nổ. Trên không trung, khí chất trên người Lục Lâm Thiên biến mất không còn, không trung gió nổi mây phun, sấm sét rền vang, trong nháy mắt kim quang bắn ra các hướng, đại quân diệt linh minh lúc này bị giam cầm. Upsilon.ng đến Phi Linh Môn, Upsilon.ng đến Lục Gia Ta, giết không tha. Lục Lâm Thiên quát lớn, phất tay đánh ra một thủ ấn, kim quang bùng nổ, mây đen xuất hiện và áp xuống. Ầm ầm, hư không dung chuyển vặn vẹo, chung quanh thủ ấn có vô số vết nứt không gian nứt vỡ từng khúc khó khôi phục, phong vân kích động còn mang theo khí tức diệt thế. Trong nháy mắt thủ ấn giáng xuống, đánh vào người mấy trăm vạn đại quân diệt linh minh, sát khí lăng lệ bùng nổ rất mạnh. A hát, gần ngàn vạn đại quân diệt linh minh kêu thảm thiết, thần hồn câu diệt. Dưới thủ ấn này gần ngàn vạn đại quân diệt linh minh hóa thành cho tàn, trong sơn mạch bao la xuất hiện một thủ ấn năm ngón tay cực sâu in lên sơn mạch. Chỉ một kích đã làm cho gần ngàn vạn đại quân diệt linh minh tan biến. Rầm rầm rầm, trên bầu trời xuất hiện 9 cột sáng. 9 cột sáng này chiếu vào người Lục Lâm Thiên. 9 ngọn núi khổng lồ chung quanh Lục Lâm Thiên bị thiên lôi bổ chúng, trực tiếp một phân thành hai, đất đá bắn tung tóe. Trời giáng thiên lôi, dường như tức giận vì Lục Lâm Thiên sinh ra giết chóc ngập trời. Vù vù, tất cả ánh mắt khiếp sợ, sát phạt cỡ này đã chọc thiên nộ, nam tử áo bào xanh này giống như sát thần hàng lâm. Lục gia quân nghe lệnh, giết. Lục Kinh Vân đạp không đứng đó. Khí tức sát phạt bùng nổ làm lòng người sợ hãi. Đệ tử Thiên Cuồng Điện nghe lệnh, giết. Giết. Giết không tha. Bỗng dưng từng tiếng sát phạt xuất hiện, hóa thành sóng âm kinh người bao phủ không gian. Sau đó tinh anh Lục Gia Quân và Thiên Cuồng Điện cùng Phi Thiên Đạo Tặc liều chết xông tới, đệ tử Phi Linh Môn cũng bắt đầu phản kích. Giết. Không chậm trễ thêm chút nào, đồ sát bắt đầu. Ngao ngao. Ô ô. Giống. Yêu thú gào thét. Thân thể to lớn xuất hiện, chúng xông vào đại quân diệt linh minh đang không còn sức phản kháng. Lúc này đối mặt với Lục Gia Quân và thế lực viện quân của Phi Linh Môn phản kích, đại quân diệt linh minh chỉ có thể bị tàn sát, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn cả không gian. Vùng núi này biến thành tu la địa ngục. Trong sơn mạch quanh hạp cốc huyền viêm, đồ sát không diễn ra bao lâu đã chấm dứt. Trên 5.000 vạn đại quân diệt linh minh đều bị Lục Lâm Thiên và Tiểu Long hai người chu sát hơn 2.000 vạn. Tất cả cường giả đều bị đánh chết, lập tức trăm vạn tinh anh Lục Gia Quân và viện quân các nơi vây công, lập tức giải quyết phần còn lại. Cả sơn mạch huyết tinh trùng thiên, thây ngang khắp đồng, ai nhìn thấy cũng giật mình. Thời gian qua đi, Lục Lâm Thiên và cường giả chung quanh quay về thành vô sắc Phi Linh Môn, chiến trường đã được người Phi Linh Môn và Hoàng gia thu thập. Trong đại điện Phi Linh Môn, các cường giả gặp nhau, các cường giả trong thế giới Linh Vũ đều tụ tập với nhau. Khó tránh hàn huyên chuyện cũ. Lục Lâm Thiên được Lục Doanh và Lục Tượng, Lục Kinh Vân, Lục Âm dẫn tiến, cũng làm quen với cường giả cửu vĩ thiên hồ, thiên nữ cung, thế giới minh quang. Thiên nữ cung có cho một mỹ phu nhân đi theo Lục Doanh trở về, đó là Trích Nguyệt tiên tử sư tỷ của Lục Doanh, còn có hai lão ẩu đều là cường giả hóa hồng cảnh. Khi Lục Lâm Thiên quan sát, một trong hai lão ẩu là nhị nguyên hóa hồng, người thứ hai là tam nguyên hóa hồng. Đội hình của thiên nữ cung tuyệt đối không kém. Thế giới minh quang có hai trung niên đến, đều có khí độ bất phàm, chính là Ngũ và Lục sư huynh của Lục Kinh Vân, Lục Sảo cùng Lục Tượng, phân biệt là cái thế hồng tôn cùng thiên châu hồng tôn, cả hai đều là nhị nguyên hóa hồng. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đi theo Lục Âm cùng Bạch Linh đến đây, trừ Xích Trọng ra, cũng còn có một lão giả khí vũ hiên ngang, tứ nguyên tiểu siêu phàm, làm cho Lục Lâm Thiên động dung. Nhưng làm Lục Lâm Thiên động dung nhất chính là lão phụ áo đen bên cạnh Lục Tâm Đồng, giọng nói khàn khàn, khăn lụa đen che mặt, chính là sư phụ của Lục Tâm Đồng. Khí tức của lão phụ này, linh hồn Lục Lâm Thiên nhạy cảm dò xét cũng khó dò xét được, nhưng mà lão phu nhân này có quan hệ rất tốt với Lục Tâm Đồng. Các hóa hồng cảnh đều không dám xem thường Lục Lâm Thiên, sau một phen khách sáo, Lục Lâm Thiên cũng không tránh hàn huyên với lão tổ nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc trong thế giới Linh Vũ. Lục Lâm Thiên cũng phải gặp mặt các nhạc phụ nhạc mẫu, còn có tụ tập với Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, tự nhiên phải trò chuyện, còn có thế hệ thiên phú phi phàm của Vân Dương Tông, hiện tại so sánh với Lục Lâm Thiên,
cách biệt đã một trời một vực, chuyện này làm cho đám người Khuất Đao Tuyệt cảm thán không thôi. Mà Lục Lâm Thiên đứng trước mặt Dạ Vị Ương và Đạm Thai Tuyết Phi, Đoan Mộc Y Y, chẳng biết tại sao lại hơi khẩn trương. Cuối cùng Lục Lâm Thiên mới đi gặp Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh chúng nữ, nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng rung động. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, khi tin tức đại chiến Hạp Cốc Huyền Viêm truyền ra, tin tức này như sấm sét truyền khắp thế giới Thượng Thanh, trận chiến này là nội chiến quy mô lớn nhất thế giới Thượng Thanh, trên trăm tuyên cổ cảnh bị đánh chết, có vài hóa hồng cảnh cũng không còn. Tin tức trọng yếu nhất chính là Lục Lâm Thiên trở về, đồn đãi chân lý Niết Bàn Lục Lâm Thiên bị cường giả Minh Linh liên thủ đánh chết hơn ngàn năm, ai cũng không ngờ lúc này chân lý Niết Bàn Lục Lâm Thiên ngang trời xuất thế, đại sát tứ phương. Một trận chiến này cũng giúp mọi người nhìn ra nội tình của Lục gia, một nhà chín vô lượng, đồn đãi còn có không ít vô thượng Niết Bàn. Hiện tại Lục gia và Phi Linh Môn không phải ai cũng chọc được. Một trận chiến này, còn có cái tên Long Huyền truyền ra. Long Huyền là thanh niên áo vàng, nghe nói đến từ thế giới thần thú, chính là huynh đệ của chân lý Niết Bàn Lục Lâm Thiên. Khiến người ta rung động khủng bố là, tục truyền nói Long Huyền cũng là chân lý Niết Bàn, lại có phong hào thần thú trong thế giới thần thú. Hai chân lý Niết Bàn xuất hiện, trong lúc nhất thời chuyện này làm nhiều người khiếp sợ, Phi Linh Môn và Lục Gia đã triệt để quật khởi. Tin tức này truyền ra, trong thời gian 10 ngày này, trong thế giới vô sắc Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên gặp mặt mọi người thời gian ngắn, thậm chí không có thời gian an ủi người nhà, hắn lập tức tiến vào thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, sau thời gian 10 ngày, trong thiên trụ giới đã gần 2 năm. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Thu Đại Đỉnh lại, trước người Lục Lâm Thiên có năm khôi lỗi sắc mặt tái nhợt đứng đó. Chủ nhân, ánh mắt năm khôi lỗi cung kính, khí tức toàn thân kinh người. Luyện chế năm hóa hồng cảnh thành khôi lỗi sống, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc luyện khôi lỗi sống đầu tiên, Lục Lâm Thiên suýt thất bại, cũng may dùng linh hồn lực và thực lực mạnh mẽ áp xuống, lúc này miễn cưỡng luyện chế thành công. Bốn khôi lỗi đằng sau cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn luyện khôi lỗi sống cần phải luyện rất nhiều khôi lỗi làm nền, đám lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh tận mắt nhìn thấy quá trình, đó là cảnh tượng thê thảm, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, tóc gáy dựng đứng, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích. Đến thời điểm này đám lão giả hóa hồng cảnh hối hận xanh ruột, nhưng không có cơ hội hối hận nữa rồi. Thu hồi năm khôi lỗi sống, sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên vui vẻ, nhưng sau khi vui vẻ là hàn ý bộc phát. Tuy Diệt Linh Minh đã bị đối phó, nhưng Diệt Linh Minh chỉ là quân cờ mà thôi, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, thế lực chủ yếu đối phó Lục gia còn chưa bỏ ra. Thi triển siêu linh thuật tìm kiếm trong linh hồn Hoài Như Danh, Lục Lâm Thiên biết không ít chuyện, sau lưng Hoài Như Danh có thế lực không kém, chính là Ô gia. Ô gia có địa vị trưởng thượng trong hai đại liên minh, Hoài Như Danh chính là đệ tử đắc ý của trưởng thượng này. Ô gia có địa vị không thấp trong hai đại liên minh, tuy nhiên so ra kém Nhâm gia, Tịnh gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc ba đại gia tộc, nhưng mà cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Trong linh hồn Hoài Như Danh, Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật nhận được tin tức khác, Diệt Linh Minh trừ có Sư gia, Tùng gia, còn có vài thế lực sinh động nhất, thế lực cường đại nhất có Linh gia, Thiệu gia và Tinh gia. Trên Hạp Cốc Huyền Viêm, sau khi bắt ba hóa hồng cảnh, trong đó phân biệt là Linh gia, Thiệu gia, còn có Tinh gia. Mà Linh gia và Thiệu gia, Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ, trong đó phó đoàn trưởng quân Đoàn Thiên Phượng có một người tới từ Linh gia. Lúc trước trong mật địa thiên giới có Thiệu Phong, hẳn là người Thiệu gia. Về phần Tinh gia, Lục Lâm Thiên cũng không phải quá hiểu, lúc trước đánh chết không ít người trong chấp pháp đội, đoán chừng cũng có người Tinh gia. Trừ Linh gia, Thiệu gia, Tinh gia, Tùng gia, Sư gia năm đại gia tộc gia, sau lưng Diệt Linh Minh còn có dấu vết của Phượng Hoàng nhất tộc, trước đó mình tao ngộ mai phục trong thế giới trùng động, cho dù không có chứng cứ, Lục Lâm Thiên cũng biết đó là Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, Ô gia, Linh gia, Thiệu gia, Tinh gia, Tùng gia, Sư gia, khoản nợ này nên thanh toán rồi. Lục Lâm Thiên thì thào, hàn ý bắn ra, lập tức khoanh chân điều tức. Luyện chế năm khôi lỗi sống hóa hồng cảnh tiêu hao quá lớn, cho dù với thực lực của Lục Lâm Thiên cũng khó chèo chống. Trong thiên địa, non xanh nước biếc, năng lượng thiên địa giạt rào, dãy núi xanh tươi tốt, sườn núi như tiên cảnh. Xuy, trên một ngọn núi bỗng dưng không gian nhộn nhạo, một tiếng kêu mang theo khí nóng bộc phát,
Leis. Tiếng Leis vang vọng, biển lửa xuất hiện, hỏa diễm thu liếm, một thân thể phượng hoàng khổng lồ xuất hiện ở chân trời. Thân thể phượng hoàng này quái dị, toàn thân có màu đen, loại màu đen này cực kỳ thâm thúy. Lập tức thu liếm thân phượng hoàng, một lão giả mặc trường bào tối tăm xuất hiện, nhiệt độ chung quanh người này rất cao, linh hồn cũng có thể bị thiêu đốt. Lão giả lơ lửng giữa không trung, đôi mắt âm trầm, trong đôi mắt có hỏa diễm đỏ rực đang nhảy nhót. Nhị nguyên hóa hồng, khặc khặc, không ngờ có thể nhân hỏa đắc phúc, đặt chân nhị nguyên hóa hồng. Lão giả này cười âm trầm. Phượng Viêm, chuyện có chút không ổn. Một đại hán trung niên mặc hoa phục xuất hiện bên cạnh lão giả, ánh mắt đỏ rực ngưng trọng. Lão giả này chính là Phượng Viêm đào thoát hồn anh trong tay Lục Lâm Thiên hơn ngàn năm trước, dùng một kiện thông linh bảo khí trả giá, hắn không chỉ khôi phục, thậm chí còn có thể đột phá đến nhị nguyên hóa hồng, nhưng mà sau này không thể tiếp tục đột phá. Nghe đại hán trung niên nói thế, Phượng Viêm nghe vậy ánh mắt âm trầm, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Trung niên mặc hoa phục nhìn Phượng Viêm, nói. Lục Lâm Thiên không chết, hắn còn sống. Cái gì, điều này sao có thể? Ánh mắt Phượng Viêm biến hóa, hàn ý bùng phát. Trung niên mặc hoa phục nhìn qua Phượng Viêm liếc, nói. Không chỉ có như thế, Lục gia hiện tại đã quật khởi, một nhà chín vô lượng, còn có rất nhiều vô thượng niết bàn, thế lực xưa đâu bằng nay. Thành vô sắc, trong đại điện Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên ra khỏi thiên trụ giới thời cũng nhận được tin tức, phó trưởng môn Mộc Vương tới. Khi Lục Lâm Thiên tiến vào thiên trụ giới luyện chế khôi lỗi, phó trưởng môn Phi Linh Môn Mộc Vương mang theo rất nhiều cường giả từ thế giới thị hoang đến thế giới vô sắc trợ giúp Phi Linh Môn, nhưng hơi muộn một chút. Lục Lâm Thiên ở trong đại điện nhìn thấy Mộc Vương, lúc này Mộc Vương đã sớm đạt tới niết bàn cảnh trung giai. Sau khi hàn huyên, Lục Lâm Thiên từ lời Mộc Vương biết được, những năm này trong thế giới phệ hồn biến hóa không nhỏ, năng lượng thiên địa nồng đậm hơn cả thế giới vô sắc không ít. Nhưng mà Mộc Vương vẫn không có tin tức lão tổ huyết thiên đế, huyết thiên đế rời đi tới bây giờ, vẫn chưa từng quay về thế giới thị hoang. Từ lời chúng nữ Bắc Cung vô song, Lục Lâm Thiên biết những ngày qua thế giới vô sắc đã bị Phi Linh Môn, Hoàng gia, Tiết gia các thế lực liên thủ diệt sạch dư nghiệt diệt linh minh trong thế giới vô sắc. Thế giới vô sắc đã khôi phục trật tự, thế lực khắp nơi đều chờ ở trong thành vô sắc, đang chờ hành động kế tiếp. Vào đêm, trong đại điện Phi Linh Môn, cường giả Phi Linh Môn, Lục gia quân, thế giới Linh Vũ, Tiết gia, Hoàng gia, An gia, thế giới địa hoang tụ tập với nhau, Mộc Vương, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế cũng đang ở đó. Nhưng cường giả hóa hồng cảnh của Cửu Vĩ Thiên Hồ Nhất Tộc và Thiên Nữ Cung, thế giới Minh Quang hóa hồng cảnh không tham gia. Trong đại điện, thế lực khắp nơi tụ tập một đường, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh đang ngồi hai bên, Huyết Ưng, Phá Thổ, Truy Mệnh cũng ngồi đó, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lãnh Thiên Thu cũng xuất hiện trong đại điện. Lục Lâm Thiên tự nhiên ngồi ở chủ vị, Vô Tướng, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ đứng sau lưng, bên người còn có Tiểu Long, Tĩnh Thần Công Chúa, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh ngồi cùng. Diệt linh minh trong thế giới vô sắc bị đại quân thanh trừ, nhưng thế lực sau lưng vẫn tồn tại. Những thế lực này là thế lực đỉnh cấp trong các trung thiên thế giới, không ở trong thế giới vô sắc chúng ta. Lúc này tất cả thế lực của diệt linh minh đều trọng thương, đoán chừng cũng không dám đến thế giới vô sắc. Mọi người hàn huyên về việc diệt linh minh, tuy diệt linh minh bị tiêu trừ, nhưng thế lực lớn sau lưng vẫn tồn tại, đây cũng là chủ đề ngày hôm nay. Lục trưởng môn, thế lực phía sau diệt linh minh nên làm sao bây giờ? Mọi người nghị luận một phen, Hoàng Thiên Tứ hỏi Lục Lâm Thiên, tuy thế lực lớn đang thương nghị, nhưng mà ai cũng biết, cũng chỉ hỏi thăm ý kiến Lục Lâm Thiên, đều lấy Lục Lâm Thiên làm chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lâm Thiên nhìn người trong đại điện, cuối cùng ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân, hỏi Lục Kinh Vân. Kinh Vân, ngươi thấy thế nào? Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức đứng dậy, khóe miệng cười tà, nói. Phụ thân, ta đã điều tra, tất cả thế lực lớn sau lưng diệt linh minh tổng cộng có 53 thế lực, đến từ tông môn, thương hội gia tộc trong 46 trung thiên thế giới, trong đó dùng Linh gia, Ô gia, Tùng gia, Sư gia, Tinh gia 5 gia tộc làm đầu. Năm thế lực này đều có hóa hồng cảnh, nhưng lần này đã tổn thất một người, xem ra cường giả hóa hồng cảnh còn lại trong gia tộc bọn họ không vượt quá một người. Dừng một chút,
Trong mắt Lục Kinh Vân bắn ra huyết quang, ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Cho nên ta cảm thấy được, vì sự an toàn của Phi Linh Môn cùng Lục gia về sau, cần phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để tẩy trừ dư nghiệt diệt linh minh trong 46 trung thiên thế giới này, dùng chấn nhiếp kẻ khác, dương uy danh Lục gia và Phi Linh Môn. Người trong đại điện nghe xong đều là âm thầm chấn động, Lục Kinh Vân nói như thế, mọi người không khó biết rõ ý định của Lục Kinh Vân. Mọi người than thở, Lục Kinh Vân còn hung ác hơn cả phụ thân hắn, triệt để tẩy trừ tất cả thế lực lớn trong 46 trung thiên thế giới gây dựng diệt linh minh, đây không phải chuyện bình thường. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt không biến hóa, nhìn qua Lục Kinh Vân, lập tức nói. Triệt để tẩy trừ thế lực lớn trong 46 trung thiên thế giới không phải chuyện dễ dàng, tuy tất cả thế lực lớn không có bao nhiêu hóa hồng cảnh, nhưng mà liên lụy không ít. Lục Kinh Vân trả lời Lục Lâm Thiên. Phụ thân, con và ngoại công cùng Nam Gia Gia, sư công thương lượng qua, tuy liên lụy không nhỏ, nhưng Lục Gia và Phi Linh Môn chúng ta không e ngại chuyện này, nhưng mà vẫn có chút phiền toái mà thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, nói. Phiền toái gì? Không biết hai đại liên minh và cổ tộc có nhúng tay hay không? Nếu hai đại liên minh và cổ tộc trong thế giới Thượng Thanh cũng nhúng tay vào chuyện này, như vậy rất bất lợi với chúng ta. Nhưng nếu bọn họ không nhúng tay, với thực lực của chúng ta khi tẩy trừ 46 trung thiên thế giới, đây là việc nắm chắc 10 phần. Kinh Vân tiểu tử, tốt lắm, Tiểu Long thúc thúc ở đây, cái gì cổ tộc và hai đại liên minh, Tiểu Long thúc thúc không sợ. Tiểu Long cũng không đặt hai đại liên minh và cổ tộc vào trong mắt, thân là thần thú của thế giới thần thú, hắn có tư cách này. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lục Kinh Vân, hơi do dự, nói. Tạm thời không cần lo lắng hai đại liên minh và cổ tộc trong thế giới Thượng Thanh, lúc này cần phải trấn nhiếp, nên làm như thế nào cứ làm thế nào. Lục Lâm Thiên dứt lời, hàn quang lóe lên rồi biến mất, diệt linh minh đối phó Phi Linh Môn, nhiều năm qua cũng không thấy người hai đại liên minh ra mặt. Bây giờ mình đối phó thế lực của Diệt Linh Minh, sợ rằng hai đại liên minh cũng không nhúng tay vào. Lục Lâm Thiên đã có chuẩn bị, nếu hai đại liên minh có người nhúng tay, cho dù rời khỏi thế giới Thượng Thanh hắn cũng không bỏ qua, dù sao trong 3.000 đại thế giới rộng lớn này, hắn không phải không nơi đi. Trước khi đi, lão ảnh có nói dù làm ầm ĩ lớn cũng không có gì, cho dù có lật trời cũng có người đỡ cho hắn. Lục Lâm Thiên sẽ không hoài nghi lời của lão ảnh. Bởi vậy thời điểm này cũng không lo lắng hai đại liên minh và cổ tộc thế giới Thượng Thanh. Phụ thân, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức đứng thẳng, có phụ thân nói lời này, hắn không gì không dám làm. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, mấy ngày này ta sẽ đi mật địa thiên giới, việc tẩy trừ 46 trung thiên thế giới hậu thuẫn diệt linh minh, không có ngươi, ta không yên lòng. Lão đại! Yên tâm giao cho ta, lần này ta sẽ không vội đi về, chuyện diệt linh minh cứ giao cho ta tiểu tử Kinh Vân đi, tuyệt đối không xảy ra chuyện đâu. Tiểu Long vỗ bộ ngực cam đoan. Ân. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, khẽ gật đầu, có Tiểu Long thì hắn không cần lo lắng. Lục Lâm Thiên nhìn qua Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Bắc Cung Kình Thương, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương nói. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, việc này cũng cần các ngươi quan tâm một ít. Ta muốn sớm đi mật địa thiên giới. Đi thôi, có chúng ta ở đây, bao nhiêu cũng có thể làm chút việc. Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam gật đầu. Mọi người đều phân tán ra làm việc của mình, tất cả thế lực lớn kích động, chuẩn bị tẩy trừ 46 trung thiên thế giới và thế lực đỉnh cấp có quan hệ với Diệt Linh Minh. Trong lúc nhất thời, sát khí bao phủ thành vô sắc, một hồi đại chiến tẩy trừ bắt đầu. Ánh trăng như luyện, màn đêm bao phủ các nơi. Trong phòng sáng rực, trên giường ánh mắt Bắc Cung Vô Song mê ly, thân thể lung linh bay bổng, dung nhan kiều diễm thiên kiều bá mị, diễm lệ không gì sánh được, ánh mắt Lục Lâm Thiên mê ly, lập tức đứng dậy kéo nữ tử vào trong ngực, hôn nồng nhiệt. Sau một lát, trong phòng đã xuân sắc khôn cùng. Sáng sớm hôm sau, trong phòng, nữ tử tuyệt diễm nằm trong ngực Lục Lâm Thiên, thân che sa mỏng, đường cong mê người như ẩn như hiện, dẫn động hồn phách nhân tâm. Bàn tay ngọc vuốt ve gò má của hắn, nói. Chàng định khi nào đi mật địa thiên giới? Lục Lâm Thiên ngồi dậy, cầm bàn tay đang vuốt mặt mình, nói. Ta sẽ nhanh chóng đi mật địa thiên giới thôi. Không gặp Cảnh Văn, Hồng Lăng cùng Tiểu Linh các nàng sao? Ánh mắt Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt sáng hơi động, môi son khẽ mở, ngữ khí mang theo u oán.
Lục Lâm Thiên nghe vậy, cầm bàn tay mềm mại, lập tức ngẩng đầu nhìn cửa sổ, sau một lát mới nói. Kinh Vân và Tiểu Long, dù thực hôm nay sẽ tiến vào các trung thiên thế giới, ta cũng phải mau chóng đi mật địa thiên giới giải quyết phiền toái này. Chúng ta đều hiểu, chàng đi đi, cẩn thận đấy. Bắc Cung Vô Song tựa vào ngực hắn, Ngọc Nhan cười nhạt, lúc này đứng lên khoác váy dài màu xanh lên người, khí chất thanh nhã như ẩn như hiện. Những năm qua ủy khuất cho nàng. Lục Lâm Thiên đứng dậy, ôm nữ tử vào trong ngực. Bắc Cung Vô Song cười, nói. Không cần bận tâm chúng ta, chàng là lựa chọn của chúng ta, lựa chọn của chàng cũng không phải lựa chọn bình thường, chúng ta có thể làm chính là tận lực giảm lo lắng cho chàng, sẽ không liên lụy và làm gánh nặng cho chàng. Lục Lâm Thiên ôm người Ngọc vào trong ngực, cũng không nói gì. Ầm ầm. Sau một lát thế giới vô sắc có rất nhiều thân ảnh đi tới thế giới trùng động, cũng may những thế giới trùng động này nằm trong khống chế của thế lực lớn, bằng không chỉ cái giá linh thạch đã là con số trên trời. Nhưng thế giới trùng động cũng là cần cường giả định kỳ bảo hành sửa chữa, cần tiêu hao không ít, cho nên cũng là chi phí không nhỏ. Thế giới trùng động bên ngoài thành vô sắc, trên quảng trường không nhỏ, tất cả thế lực lớn đã rời đi. Cường giả thế giới linh vũ, thế giới thần thú đều tiến vào thế giới trùng động. Lúc này các thế lực lớn chia quân làm mấy đường, Lục Kinh Vân, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, cái thế Hồng Tôn cầm đầu. Xuất lĩnh Lục gia quân đối phó Linh gia. Lục Doanh và Trích Nguyệt tiên tử của Thiên Nữ Cung dẫn thêm cường giả thế giới Thị Hoang và đệ tử Phi Linh Môn đi tẩy trừ Thiệu gia. Lục Âm và cường giả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc mang theo người Hoàng gia tẩy trừ Tùng gia. Lục Tượng và Lục Xảo, còn có Thiên Châu Hồng Tôn cùng Thiết gia đi tẩy trừ Sư gia. Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương và Lục Tâm Đồng, Tiểu Long đi tẩy trừ Tinh gia. Các thế lực nắm giữ thế giới trùng động đều nằm trong tay bọn họ, hiện tại Phi Linh Môn và Lục gia tăng thêm cường giả giới linh vũ, dùng Lục Du Thược làm chủ đủ để tẩy trừ mấy nơi. Phụ thân, chúng ta đi, người phạm Lục gia, dù xa cũng giết. Lục Kinh Vân nói với Lục Lâm Thiên, thân ảnh cao lớn đi vào thế giới trùng động. Người phạm Lục gia, dù xa cũng giết. Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành và nhiều thân ảnh tiến vào thế giới trùng động. Lão đại, yên tâm đi, tất cả có ta ở đây, lần này đi mật địa thiên giới, ngươi cẩn thận. Tiểu Long nói xong, áo bào vàng lóe lên, lập tức đi vào thế giới trùng động. Các thân ảnh hành động, trong thế giới vô sắc gió nổi mây phun, lúc này người trong thế giới vô sắc đều không khó biết rõ, Phi Linh Môn và Lục Gia bắt đầu trả thù. Cả Thượng Thanh Đại Thiên thế giới sẽ có một trận đại chiến. Lục Lâm Thiên nhìn các thân ảnh đi vào thế giới trùng động, ánh mắt hơi động. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, Kinh Vân, Du Thược, Doanh Nhi, Âm Nhi đã trưởng thành rồi. Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, tươi cười vũ mị nói một câu. Lục Lâm Thiên nói, thời gian vô tình, trôi qua là biến mất, không nghĩ tới trong chớp mắt bọn chúng đã có thể tự đảm đương một phía. Lữ Tiểu Linh tư thái thướt tha đi lên, nói, nhớ chúng ta năm đó, sớm đã có bọn chúng. Người nói đám tiểu gia hỏa này vì cái gì hiện tại còn không có động tĩnh. Cái này, Lam Linh, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, cùng Lục Lâm Thiên nghe vậy đều nghẹn lời, lập tức cười khổ, tính toán ra, chín tiểu gia hỏa thật sự không nhỏ, ban đầu ở thế giới linh vũ, bọn họ đã có con rồi. Bạch Linh miễn cưỡng cười cười, lúc này nói. Lúc trước trong thế giới linh vũ quá nhỏ, 3000 đại thế giới mênh mông cỡ nào, tầm mắt lũ tiểu gia hỏa đã khác. Tu luyện đã khác, tất cả tự nhiên cũng khác, huống chi, với thiên phú và ngạo khí của bọn chúng, những kẻ kém hơn mình sẽ không lọt mắt chúng đâu. Vừa dứt lời, Bạch Linh lại lườm Lục Lâm Thiên, lúc này nói. Nếu lúc trước thế giới linh vũ và 3000 đại thế giới tương liên với nhau, ta cũng không nhìn kẻ nào đó vào trong mắt. Nghe vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên sững sờ, đang muốn nói gì đó, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Lam Linh ba nữ cũng dùng ánh mắt khác thường lườm Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng cũng cười thản nhiên, nói. Bạch Linh tỷ nói không sai, nếu ban đầu ở bên ngoài, ta cũng không nhất định sẽ vừa ý kẻ nào đó. Ta cũng vậy, đây chính là bị kẻ nào đó nhặt tiện nghi. Lữ Tiểu Linh lập tức kéo tay Vân Hồng Lăng, ánh mắt có ghét bỏ lườm Lục Lâm Thiên. Ta cũng không biết, ta ban đầu vì sao bị mắc lừa, hiện tại xem ra, cũng miễn cưỡng vượt qua. Lam Linh cười cười, cười tươi như hoa. Các nàng có ý gì?
sắc mặt Lục Lâm Thiên khó coi nhìn chúng nữ. Các nàng không có ý gì, chỉ cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Độc Cô Cảnh Văn Vũ mỉ cười nói, cũng đi theo đám người Vân Hồng Lăng, không để ý Lục Lâm Thiên. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm. Lục Lâm Thiên nghe chúng nữ nói thế thì khó chịu, lập tức ngẫm lại, nhưng sau đó cười nhạt, đứng chắp tay, nhìn qua bóng lưng chúng nữ. Bắc Cung Vô Song cười nhạt, lập tức đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Lâm Thiên, còn không mau mau thăm Lan Lan tỷ. Lục Lâm Thiên nghe xong, ánh mắt nhìn qua đình viện xa xa. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống vách núi, nhìn nữ tử trước mặt, chính là mẫu thân Kinh Vân, Mộ Dung Lan Lan đứng trên vách núi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan biến hóa, không quay đầu lại, nói. Đã 1200 năm, ngươi lại gặp phiền toái lớn, đáng tiếc ta cũng không cách nào đến giúp ngươi cái gì, nhìn thấy ngươi bây giờ, ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta càng lớn. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trước mặt, bước đến bên cạnh nàng, nhìn nữ tử bên cạnh, nói. Những năm qua, ngươi ở bên ngoài thế nào? Mộ Dung Lan Lan nghe vậy, ý thức nhìn qua Lục Lâm Thiên, mỉm cười, lời nói mang theo ba phần kiều mị. Cũng không tệ, nhưng mà thường xuyên nhớ tới thời gian trong thế giới linh vũ. Lục Lâm Thiên nhìn Mộ Dung Lan Lan, nói. Thực xin lỗi. Lục Lâm Thiên chưa nói xong, Mộ Dung Lan Lan chen ngang lời Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi cũng chỉ biết nói câu này sao, ngươi xin lỗi ta, những năm qua ngươi chưa thông suốt, điểm này ngươi có thể không bằng ta. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này cười hồn nhiên thiên thành, bất chi bất giác làm cho người ta mê muội, môi son khẽ mở, tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Những năm qua, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta và ngươi chỉ có duyên phận ngắn ngủi, loại duyên phận này không quan hệ gió chăng. Mà Kinh Vân sinh ra đó là việc ngoài ý muốn, mà bây giờ việc ngoài ý muốn này cũng thành chuyện tốt, nhìn thành tựu của Kinh Vân hiện tại, người làm mẫu thân như ta rất tự hào. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt rung động, thật lâu sau mới nói. Những năm gần đây, nàng ở một mình, thật ủy khuất cho nàng. Ủy khuất? Mộ Dung Lan Lan lắc đầu với Lục Lâm Thiên, nàng cười nhạt, nói. Ta hỏi ngươi một ít lời, ngươi có thể nói chi tiết không? Lục Lâm Thiên gật đầu, nói với Mộ Dung Lan Lan. Nàng hỏi đi, nếu không có Kinh Vân, ngươi sẽ cảm thấy ta ủy khuất sao? Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Nhớ rõ, ngươi cần phải thành thật trả lời, ta muốn nghe lời thật. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, trong lúc nhất thời lại nghẹn lời. Mộ Dung Lan Lan cười cười, tiếp tục hỏi Lục Lâm Thiên. Còn nữa, ngươi yêu ta không, giống như yêu Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Bạch Linh, nếu không có Kinh Vân, có phải ta không có trong lòng của ngươi? Lục Lâm Thiên nghe vậy, cũng không nói ra lời. Đúng thế, nếu không có Kinh Vân, có lẽ chính mình và nữ tử này không có quá nhiều gút mắc. Trầm mặc một hồi, Lục Lâm Thiên áy náy, đang muốn nói chuyện, Mộ Dung Lan Lan chen ngang lời hắn nói. Ngươi lại muốn nói xin lỗi hay là muốn nói ủy khuất ta? Ngừng một lát, Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười yếu ớt, nói nhỏ. Trái lại, ta phải đa tạ ngươi, là ngươi nuôi Kinh Vân lớn lên, bồi dưỡng trưởng thành. Điểm này ngươi làm tốt hơn ta rất nhiều. Cho nên ta cảm ơn ngươi, hiện tại ta sống rất tốt, ta vẫn là đệ tử Thiên Vân Đảo, ta có nơi trở về của mình, có cảm giác mình tồn tại, cho dù là ở trong lục gia, mọi người cũng không có xem ta là người ngoài. Cho nên ngươi cũng không có ủy khuất ta, ngươi cảm thấy bất an, cảm thấy ủy khuất ta, muốn xin lỗi ta, trong lòng ngươi thiếu nợ ta, tất cả chỉ là do ngươi áy náy và cảm thấy thế mà thôi. Mộ Dung Lan Lan lại tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Bởi vì ngươi là kẻ theo chủ nghĩa đại nam tử, ngươi bá đạo. Đương nhiên, đây không có gì không tốt, tất cả nữ nhân đều sẽ thích, nhưng ta sẽ khác, ta trong lòng ngươi không giống Vô Song, Cảnh Văn các nàng, chủ nghĩa đại nam tử và bá đạo này làm ta khó xử, làm khó dễ ngươi. Lục Lâm Thiên nghe xong, lập tức cười khổ, nhìn nữ tử quyến rũ trước mặt mình, phát hiện mình nghẹn lời, nói nhỏ. Ta thật giống như lời nàng nói. Ta nói là lời thật, cho nên, người tự nhiên nói không lại ta. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn một lát, nói. Người muốn xin lỗi cũng không phải ta, là Vô Song các nàng, người ủy khuất cũng là các nàng, cho dù hiện tại ta sống cạnh ngươi thì sao, thời gian trăm ngàn năm, ta có thể gặp ngươi mấy lần. Trăm ngàn năm qua, ngươi ở cạnh các nàng mấy ngày.
Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, đúng thế, bản thân mình qua nhiều năm như thế, hắn có thể gặp các nàng mấy lần, từ khi ở thế giới linh vũ đến bây giờ, bản thân mình vẫn ở bên ngoài. Mộ Dung Lan Lan cười yếu ớt, lại nói. Ngươi cũng không cần áy náy, Vô Song, Cảnh Văn các nàng hiểu ngươi, từ lúc ở đại lục linh vũ đến bây giờ, ngươi nhất định bất phàm. Hiện tại ngươi trên lưng không chỉ mang lục gia cùng phi linh môn, còn có cả thế giới linh vũ. Không ai có thể giúp ngươi cái gì, người khác với người khác mệt mỏi có thể ngã xuống, có thể nghỉ ngơi. Nhưng ngươi thì ngược lại, ngươi không thể nghỉ ngơi, bởi vì trên lưng ngươi không có người đỡ. Đúng, ta không thể mệt mỏi, không thể nằm xuống, bởi vì sau lưng ta không người. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ. Mộ Dung Lan Lan nhìn nam tử áo bào xanh này, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn đau, nói nhỏ. Ngươi gánh vác quá nhiều. Làm gì có thời gian cho nữ nhi tình trường, nếu có ngày ngươi đặt chân lên đỉnh phong, đến lúc đó tất cả đều tốt, với tư cách mẫu thân Kinh Vân, ta cũng không thể giúp ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi cẩn thận. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên lại ôm Mộ Dung Lan Lan vào trong ngực. Mộ Dung Lan Lan không có dãy giụa, hàm răng cắn chặt bờ môi, hai tay ôm nam tử này, không nói gì. Thật lâu sau, hai người mới tách ra, Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trong ngực, nói. Về sau lục gia đều ở sau lưng nàng, bảo trọng. Ta sẽ rất tốt, sau lưng ta còn có Kinh Vân, không cần ngươi quan tâm. Mộ Dung Lan Lan nhẹ nhàng gật đầu cười cười, nói. Chính ngươi cẩn thận, nếu mệt mỏi, có lẽ nên đi chậm một chút. Yên tâm đi, sau lưng ta kỳ thật cũng có người, có cả thế giới linh vũ, ta có gì phải sợ. Về phần mệt mỏi, đương nhiên sẽ mệt mỏi, thoải mái sẽ làm người ta mê muội. Lục Lâm Thiên cười cười, vừa dứt lời, thân ảnh biến mất trên vách núi. Ngươi vẫn như thế, nhưng đừng quên, ngươi quá mệt mỏi sẽ có rất nhiều người đau lòng. Mộ Dung Lan Lan nói nhỏ, giọng nói vũ mị truyền ra, nhưng không biết Lục Lâm Thiên có nghe hay không, thân ảnh xinh đẹp biến mất. Hoàng hôn, trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, trong mặt biển bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, mặt trời chiếu thẳng vào sóng biển cuồn cuộn, kim quang sáng chói. Đêm tối từ từ hàng lâm, trong hải vực vô tận, trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng sóng biển. Siêu 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 siêu, vùng biển bao la, từng thân ảnh bay ngang trời, xuyên qua những sóng biển vô tận tới các dãy núi. Nhìn dãy núi trên mặt biển bao la, khắp nơi xanh biếc, núi non trùng điệp. Từng ngọn núi đứng sừng sững, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Thiếu chủ, chúng ta đến rồi. Hơn 10 đạo thân ảnh kia. Một trung niên mặc áo bào màu đen rộng nói với thân ảnh áo xanh. Mà đoàn người này chính là Lục Lâm Thiên cùng vô tướng hộ hoàng đội hơn 10 người. Mật địa thiên giới, chúng ta lại quay về. Lục Lâm Thiên nhìn núi non trước mặt. Thiếu chủ, 1200 trước chúng ta đã nói qua, có một ngày chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó tất cả đều không giống. Vô tướng nói với Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, không nói gì. Trong mắt mang theo một tia chấn động, lập tức phất tay, không gian trước mặt ba động, vòng xoáy không gian xuất hiện, nói. Chúng ta vào đi thôi, có chút sổ sách nên thanh toán. Vâng, thiếu chủ. Từng thân ảnh tiến vào trong vòng xoáy. Màn đêm bao phủ trời xanh, ánh trăng bao trùm đại địa. Ầm ầm. Trên ngọn núi có năng lượng thiên nhiên hội tụ, không gian rung lên, năng lượng thiên địa bàng bạc quán trú vào thân thể một người. Thân ảnh gầy gò ngồi đó giống như cái động không đáy, không ngừng hấp thu năng lượng bàng bạc rót vào trong thân thể, khí tức linh hồn nóng rực tỏa ra. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy hấp thu năng lượng, cột sáng năng lượng chói mắt bộc phát, trực tiếp rót vào trong người thân ảnh kia, bị lực lượng cắn nuốt của hắn thôn phệ. Oanh. Vào lúc này khí tức của thân ảnh kia tăng lên, thế như trẻ tre đột phá tuyên cổ cảnh trung giai, năng lượng thiên địa minh mông rót vào người. Năng lượng không ngừng tuần hoàn quanh thân hắn. Phần phật, chung quanh thân ảnh gầy gò này sinh ra khí tức thê lương, sau một lát đột nhiên ngừng lại, tất cả khôi phục bình thường. Xuy, sau khi khí tức này tiêu tán đi, người này mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra khí tức làm người ta phải hoảng sợ. Hộ hoàng đội bái kiến thiếu chủ. Thời điểm thân ảnh này mở mắt ra, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính xuất hiện trước mặt hắn, cùng hành lễ. Thân ảnh gầy này đứng lên, thân thể cao ngất, ánh mắt nhìn nam tử áo bào xanh xuất hiện trước mặt mình,
bỗng nhiên đôi mắt ướt át, lập tức cung kính quỳ xuống, nghẹn ngào. Đệ tử Thái A, bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nâng Thái A dậy, nói nhỏ. Tuyên cổ cảnh trung giai, rất tốt, rất không tồi. Bọn họ đều đồn đãi sư phụ ngài đã vẫn lạc, nhưng mà ta không tin, ta biết ngay sư phụ không có việc gì. Thái A nghẹn ngào đứng dậy, trong mắt đã ướt đẫm. Đương nhiên ta không có việc gì. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức hỏi. Lục Linh đâu rồi? Thái A nghe vậy, dường như nhớ tới gì đó. Ta nghĩ tới ta không nhớ lầm, hôm nay là ngày Lục Linh phó soái sắp khiêu chiến thiên bảng 15, thời điểm này hắn đang ở chiến đài. Khiêu chiến thiên bảng 15. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhảy lên, Lục Lâm Thiên nhớ rõ lúc có đệ tử Quỷ Cốc Tông có nhắc qua, trong mật địa thiên giới có một chiến đài, bất cứ người nào trong mật địa thiên giới cũng có thể khiêu chiến người khác, kể cả đó là tộc nhân cổ tộc. Nghe nói khiêu chiến đài này có quan hệ thật lớn, trong mật địa thiên giới có không ít bí cảnh, cũng phải cần dựa vào bài danh thiên bảng mới có thể đi vào lĩnh ngộ, mỗi một bí cảnh cần thiết bài danh thiên bảng khác nhau, bài danh cao bao nhiêu, có thể đi vào bí cảnh bao nhiêu. Lục Lâm Thiên vẫn cảm thấy hứng thú với bí cảnh cổ tộc, nhưng muốn đi vào bí cảnh cổ tộc cần phải vượt qua thiên bảng top 10 mới được. Thái A nhìn thấy ánh mắt sư phụ nhíu lại, lập tức nói. Thiên bảng 15 hiện tại là tộc nhân cổ tộc Băng Gia Băng Trần nắm giữ, tu vị tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, những gia hỏa cổ tộc này có thể khắc chế áo nghĩa người khác, tăng thêm nội tình cổ tộc, tự nhiên phi phàm. Băng Gia Băng Trần, cổ tộc. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt khinh động, trong thế hệ trẻ cổ tộc, nổi bật trong mật địa thiên giới không ai không phải long phượng trong nhân tộc, thiên bảng thứ 15, thứ hạng này đã rất cao, lúc trước mình đánh chấp pháp đội sát thiên, dường như cũng là thiên bảng thứ 15. Ánh mắt chấn động, Lục Lâm Thiên nói với Thái A. Những năm gần đây, thực lực Lục Linh đã tới bước nào, bài danh trên thiên bảng bao nhiêu? Lục Linh phó soái chính là tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, gần đây đang tìm cơ hội đột phá, bởi vậy liên tiếp khiêu chiến thiên bảng, đã thắng 5 trận liên tục, trước mắt bài danh thiên bảng thứ 16. Thiên bảng thứ 16, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên biết rõ Lục Linh thực lực bao nhiêu, vô thượng niết bàn. Thiên phú của hắn không kém hơn cổ tộc bao nhiêu, hiện tại cổ tộc đều dựa vào tổ tiên bảo hộ, nồng độ huyết mạch không cao, nhưng bình thường cũng có một ít thế hệ kinh tài tuyệt diễm, huyết mạch có thể phản tổ, thiên phú càng mạnh. 1.200 năm, Lục Linh chỉ từ tuyên cổ cảnh trung giai đến tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, 1.200 năm này không có đột phá, dùng thiên phú của Lục Linh đủ chứng minh cấp độ tuyên cổ cảnh khó đột phá cỡ nào. Lục Lâm Thiên suy nghĩ. Lục Linh đã là tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, đối mặt với tuyên cổ cảnh cao giai bình thường vẫn có thể giao phong chính diện, mà bài danh vẫn chỉ là thiên bảng thứ 16, xem ra mật địa thiên giới có không ít thiên tài kiệt xuất. Lục Lâm Thiên cũng biết đây là bài danh trên thiên bảng bài, vạn thế đối quyết 1.000 năm một lần, từ khi mình và Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Thái A tham gia vạn thế đối quyết, lần này đã có thêm một đám chiến hoàng mới tiến vào. Tiến vào mật địa thiên giới lĩnh ngộ suốt 1.500 năm, Lục Lâm Thiên nhớ rõ thời điểm mình tiến vào thế giới mật địa, nghe nói đã có một đám chiến hoàng đang tu luyện. Cho nên hiện tại trong mật địa thiên giới có hai nhóm chiến hoàng, nghiêm khắc mà nói hắn đã là lão nhân, đã qua một đời chiến hoàng rồi. Đi, chúng ta đi chiến đài quan sát. Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, hắn chưa từng đi chiến đài, lần này vừa vặn đi xem. Siêu siêu. Từng thân ảnh biến mất trên ngọn núi. Chiến đài trong mật địa thiên giới nằm ở nơi nào, mọi người đều biết rõ, tất cả mọi người đều từng đặt chân trên chiến đài có thiên bảng bài danh, mọi người đều muốn có tên trên thiên bảng. Chiến đài rộng vài vạn mét, nó là một khối nham thạch cực kỳ to lớn. Chung quanh chiến đài được bố trí cấm chế, nghe nói cho dù là cường giả hóa hồng cảnh cũng khó mà dung chuyển chiến đài. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng. Lúc này là thời khắc yên tĩnh nhất. Mà giờ phút này chắc quanh chiến đài đã tụ tập biển người, nhân số không nhiều, chỉ hơn vạn mà thôi, nhưng mỗi một thanh niên nam nữ, bất kể là thân phận hay thực lực đều bất phàm trong thế hệ trẻ thượng thanh đại thiên thế giới. Hôm nay Lục Linh bài danh thứ 16 thắng liên tiếp 5 trận, đặt chân thiên bảng thứ 16. Lục Linh tiến vào mật địa thiên giới vẫn không đặt chân lên chiến đài, 5 ngày trước đột nhiên lên chiến đài. Trực tiếp khiêu chiến thiên bảng thứ 20, sau khi thắng 5 trận liên tiếp đã khiêu chiến băng trần. Vô lượng niết bàn không mạnh sao được,
nghe nói Lục Linh đến từ thương khung chiến trường, khí tức sát lục rất khủng bố. Hôm nay băng trần không phải kẻ yếu, cũng tuyệt đối là cường giả số 1 số 2 thế hệ trẻ băng gia sau băng nhu. Nghe nói băng trần đã là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, cách tuyên cổ cảnh cao giai chỉ một bước mà thôi. Trận chiến này bất kể ai thắng ai thua, đây là trận đấu đáng xem. Chung quanh đài chiến đấu, trên vạn người thấp giọng nghị luận, người biết rõ lai lịch Lục Linh không nhiều, nhưng mấy ngày qua đã truyền ra nhanh chóng. Trận chiến này hấp dẫn nhiều người, thế hệ trước và thế hệ trẻ đều bị hấp dẫn, chiến đấu thế này rất hiếm thấy. Khi thời gian qua đi, sáng sớm dần dần sáng rõ, ánh mặt trời xuyên phá mây đen, vượt qua dãy núi, chiếu vào chiến đài. Nhưng vào lúc này, trên ngọn núi có hào quang phá không bay tới, trực tiếp đáp vào chiến đài. Hào quang thu liếm, một thanh niên đứng đó, tóc mai như đao, lông mày như vẽ, phong lưu phong nhã, trên dung mạo tuấn lãng lại có khí thức lăng lệ tới cực điểm. Sát khí này giống như ma quỷ tới từ cửu u địa ngục. Là Lục Linh đến. Sát khí rất mạnh. Người chung quanh chiến đài nhìn thấy nam tử lăng lệ kia, nội tâm mọi người đột nhiên chấn động cả kinh, thân ảnh cao ngất giống như một thanh đại đao bao phủ lòng người. Đây là Lục Linh sao, xem thực lực rất không tệ. Trong đám người có một thanh niên mặc hoa phục, tuấn lãng bất phàm, khí chất không tầm thường, hai mắt mang theo ngạo khí, ánh mắt hơi tàn khốc, chẳng biết tại sao làm người ta cảm thấy thoải mái. Thiếu chủ, Lục Linh là vô thượng niết bàn, thiên phú rất mạnh. Sau lưng thanh niên mặc hoa phục này có hơn 10 người đứng đó, trong đó nam tử trung niên tu vị tuyên cổ cảnh trung giai cung kính nói một câu. Vô thượng niết bàn thì như thế nào, ta đã sớm đạt tới vô thượng niết bàn. Ta tin tưởng ta không lâu sau ta có thể đạt tới vô lượng niết bàn, đến lúc đó Lục Linh ở trước mặt ta tính là cái gì? Thanh niên mặc hoa phục trầm giọng nói một câu, hoàn toàn không đặt Lục Linh vào trong mắt, thân là chiến thần trong vạn thế đối quyết lần này, hắn thật sự có tiền vốn tự ngạo. Nghe vậy, trung niên tuyên cổ cảnh trung giai rung động, nói nhỏ. Thiếu chủ thiên phú tự nhiên vượt qua Lục Linh rồi, nhưng mà Lục Linh hiện tại dù sao cũng đã đột phá tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Đánh với băng trần một trận cũng khó phân thắng bại, cho nên tuyệt đối không phải kẻ yếu. Băng trần, người này cũng là vô thượng niết bàn a. Thanh niên mặc hoa phục nói nhỏ, khóe miệng của hắn cười rất tươi. Thân là vô thượng niết bàn, hắn chính là người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất phượng hoàng nhất tộc trong vạn năm gần đây, trong vạn thế liệp tràng, hắn đã trực tiếp đạt tới vô thượng niết bàn, đặt chân đại thừa niết bàn, từ đó danh chấn đại thế giới, thậm chí danh tiếng rất mạnh. Thậm chí đồn đãi có cường giả trong tổ địa phượng hoàng nhất tộc muốn hắn quay về tổ địa tu luyện, cho nên hắn có đầy đủ ngạo khí, ngay cả người cổ tộc cũng không quan tâm. Nghe thanh niên mặc hoa phục nói thế, ánh mắt trung niên tuyên cổ cảnh trung giai hơi than thở, cũng không nói cái gì. Siêu siêu, ở chân trời hơi có chấn động, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh vượt qua trời cao xuất hiện nơi đây, khí tức băng hàn lan tràn tới nơi khác, trên không trung xuất hiện một tầng băng xương bao phủ thiên địa. Thiên địa đầy băng xương, làm cho nhiệt độ ở chiến đấu đài chấn động mạnh. Người băng ra đến. Bá bá. Chung quanh đài chiến đấu có vô số người, giờ phút này hơn 10 thân ảnh vượt qua trời cao. Hơn 10 đạo thân ảnh đình trệ lơ lửng giữa không trung, một thân ảnh váy dài màu xanh tuổi chừng 18-20, da trắng như tuyết, gương mặt như vẽ, đâu là mỹ nhân tuyệt sắc. Nữ tử bên người, thanh niên này khí độ bất phàm, đặt chân giữa không trung. Ánh mắt nhìn qua phía hồ nước. Là băng trần đến. Băng nhu, không nghĩ tới băng nhu này là thiên bảng xếp hàng thứ 7, sao nàng lại tới đây? Là băng nhu, vậy mà nàng tới đây. Tất cả ánh mắt nhìn theo, nhìn qua nữ tử váy dài màu xanh với ánh mắt đầy kính sợ. Trong mắt không ít thanh niên, thậm chí lộ ra ánh mắt đầy lửa nóng. Băng gia băng nhu, người trẻ tuổi mạnh nhất băng gia, là cường giả thiên bảng thứ 7. Nếu người nào có thể chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng, như vậy có thể ít phấn đấu mấy vạn năm, đến lúc đó tài sắc kiêm thu, phong quang vô hạn. Chỉ tiếc mọi người đứng xa mà nhìn, ai cũng biết, nữ tử như thế không phải bọn họ có thể tơ tưởng. Băng nhu tỷ, ta đi đây. Bên cạnh nữ tử váy dài, thanh niên bất phàm nói ra. Trong đôi mắt nữ tử váy dài màu xanh này sáng ngời, đôi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt như tinh linh ánh trăng, linh vận bộc phát. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười rất mê người, nàng dặn dò nam tử bất phàm kia. Băng trần, người cẩn thận một ít, Lục Linh này không phải người bình thường,
hắn là người từ trong giết chóc đi tới bây giờ, công kích của hắn quỷ dị xảo trá, giao thủ với hắn không được chủ quan và kéo dài, ra tay phải toàn lực, bằng không ngươi cho dù thực lực của ngươi vượt qua hắn cũng tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng. Ta hiểu. Băng Trần gật gật đầu, thân ảnh bay về Upsilon T lên không trung, lập tức rơi thẳng vào chiến đài. Ồ, không nghĩ tới bọn chúng cũng tới. Ngay thời điểm Băng Trần thả người bay đi, Băng Nhu có cảm giác gì đó, ánh mắt của nàng nhìn qua vài ngọn núi bên kia. Băng Nhu tỷ, hình như là Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Hỏa Vũ, Lý Tương. Thanh niên bất phàm lại nói với Băng Nhu, hàn khí lan tỏa ra chung quanh. Còn có một gia hỏa khó có được đi tới, thật kỳ quái. Băng Nhu thì thào, đôi mắt dễ thương nhìn qua một phía. Trên chiến đài bóng loáng như ngọc, Băng Trần đáp xuống chiến đài. Thân ảnh cao ngất của Lục Linh đang khép mắt dưỡng thần, lúc này mở mắt ra, cười lạnh nhạt, khí tức lăng lệ tới cực điểm bùng phát, ánh mắt nhìn thẳng Băng Trần, chiến ý bộc phát, nói nhỏ. Băng gia Băng Trần, thiên bảng thứ 15. 15 và 16 cũng có khác biệt thật lớn, người thắng liên tiếp 5 trận cũng nên dừng lại được rồi, người khiêu chiến ta hay là ta xuất thủ trước. Nhìn Lục Linh, khí tức chung quanh lăng lệ tới cực điểm, thần sắc Băng Trần vẫn lạnh nhạt. Chỉ phần định lực này đã đủ thấy cổ tộc bất phàm, phong độ của hắn không ném hai chữ cổ tộc đi. Quả nhiên là phong độ cổ tộc, nhưng có đôi khi chú ý phong độ cũng không có chỗ tốt. Tiếng nói của Lục Linh vang lên, khí tức vô hình và lăng lệ tới cực điểm bùng phát, chấn động rất dữ dội, làm cho không gian tự dưng run lên, tiếng nói vang lên, thân ảnh Băng Trần xuất hiện. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân là cổ tộc, người băng gia ta tự nhiên phải có phong độ. Loại phong độ này đến từ huyết mạch, không quan hệ tới cao ngạo, quả thật là xâm nhập linh hồn. Băng Trần không hổ là cường giả băng gia, thiên bảng bài danh 15, thời điểm thân ảnh Lục Linh xuất hiện, khí tức hàn băng không ngừng bạo phát, trực tiếp đông cứng không khí thành băng giá, khí tức băng hàn tới cực điểm. Bắt đầu động thủ. Lục Linh đấu với Băng Trần, không biết ai thắng ai thua. Khi hai người bắt đầu động thủ, mọi người chung quanh nhiệt huyết sôi trào. Từng ánh mắt nhìn lên chiến đài. Không hổ là băng gia Băng Trần, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Khi Lục Linh dứt lời, khí tức toàn thân vô cùng lăng lệ, khí tức này giống như đại đao sắc bén, không ngờ lại băng tinh trực tiếp rạn nứt, một đạo hào quang tử kim mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp oanh kích không gian băng tinh. Bành! Tiếng nổ trầm thấp, điện mang bắt đầu khởi động, băng tinh nổ tung. Không hổ là vô thượng niết bàn. Thực lực quả thật rất mạnh, nhưng muốn thắng ta còn chưa đủ. Băng Trần quát lớn, thủ ấn biến hóa rất nhanh, băng nguyên lực bùng phát lạnh thấu xương, lòng bàn tay biến hóa, một con mãng xà hàn băng dài hơn 10 trượng đông kết không gian, thiểm điện phá toái hư không, đánh thẳng vào Lục Linh. Phá! Lục Linh quát lớn, đánh ra 6 quyền thật mạnh, mỗi một quyền oanh kích vào không gian, lập tức đánh tan mãng xà hàn băng. Xoẹt! Hàn băng thiên long quyền! Ngay sau đó Băng Trần hét lớn một tiếng, nguyên lực phong bạo không ngừng bùng phát, mang theo khí tức man hoang quét qua các hướng, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong vô hạn tới gần tuyên cổ cảnh cao giai, khí tức trong người bùng nổ. Lúc này khí tức trên người Băng Trần còn mạnh hơn tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong rất nhiều, hàn khí cuồn cuộn ngưng kết thành băng quyền đông cứng không gian vặn vẹo rất mạnh. Oanh! Sau khi Băng Trần hét lớn, băng quyền oanh kích rất mạnh. Lập tức hóa thành băng long lơ lửng trên trời, băng long khổng lồ đông cứng không gian, bao phủ toàn thân Lục Linh. Giờ phút này trên một ngọn núi có một thanh niên hơi mập tuổi chừng 28, mặc một bộ trường bào trắng hoa mỹ, áo khoác cũng là phi phong thuần trắng, nhìn chiến đấu bên dưới, nói. Băng Trần này rất thông minh, đối phó người am hiểu chém giết như Lục Linh, vừa ra tay đã dùng toàn lực, lúc này mới có khả năng áp chế Lục Linh. Mấy người trước đó không có dùng toàn lực cho nên thua trong tay Lục Linh. Đường bàn tử nhãn lực không tệ, nhưng ta thấy Băng Trần vừa ra tay đã dùng toàn lực, sợ rằng là nha đầu Băng Nhu kia dại, ta không quản Băng Trần có toàn lực hay không, hắn khó mà chống lại Lục Linh. Thanh niên có mái tóc tím đen nhìn qua chiến đài, tóc dài tím đen hiển thị khí sát bất phàm. Lôi khốn nạn, lần này nhãn lực của ngươi không tệ, Lục Linh đúng là không dễ chọc. Vô thượng niết bàn, quả nhiên không dưới cổ tộc. Thanh niên hơi mập nhìn qua thanh niên tóc tím đen, áo choàng phất phơ, ngũ quan không quá tuấn lãng, nhưng mà làm cho người ta nhìn có khí chất vô cùng cao ngạo, giống như đối mặt với ngọn núi khổng lồ.
Băng Trần vừa ra tay đã dùng toàn lực, sợ rằng sẽ thua nhanh hơn, ta suy đoán Lục Linh cũng không dùng toàn lực. Thanh niên tóc tím đen nói nhỏ, trên làn da ẩn ẩn có hào quang sáng bóng lưu động, thần sắc tuấn lãng và hai mắt tỏa sáng, trong đó ẩn hiện hào quang khiếp người, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác tim đập chân rung. Lục Linh này quả thật bất phàm, người đi ra từ trong thương khung chiến trường quả nhiên không tầm thường, vô thượng Niết Bàn đặt chân đại thừa Niết Bàn, trong toàn bộ cổ tộc chúng ta cũng không có mấy người có bổn sự này. Bên người Đường Dần, mỹ nữ có khí chất cao ngạo nói ra, trong đôi mắt mang theo thần thái rung động. Thanh niên tóc tím đen nói, Lục Linh thật không đơn giản, không chỉ có danh tiếng trong thương khung chiến trường mà thôi, tên kia địa vị cũng không nhỏ, luận thiên phú, vô thượng Niết Bàn cũng không dưới cổ tộc chúng ta, luận địa vị cũng không kém chúng ta đâu. Lôi Tiểu Thiên, người đã biết như vậy, tại sao không nói rõ đi? Mỹ nữ khí chất cao quý nói với thanh niên tóc tím đen, thần thái vô cùng động lòng người. Ta không thể nói, ta và hắn có quan hệ, về sau ngươi sẽ biết rõ. Nam tử tóc tím đen bất đắc dĩ. Ngao. Mọi người nói chuyện với nhau, trên chiến đài, băng trần ngưng ngưng tụ băng long tấn công Lục Linh. Xoẹt. Hàn băng cuồn cuộn bao vây Lục Linh, giống như muốn đóng băng hắn, băng vụn nổ tung không dứt, chấn động hàn băng cuồn cuộn làm không gian rung chuyển. Băng trần thân là cường giả băng gia, thiên bảng bài danh 15, thực lực khủng bố như vậy. Chỉ trong ánh mắt nhìn lên người Lục Linh, hàn băng thiên long quyền là tuyệt chiêu của băng gia, lúc này mọi người không khó nhìn ra băng trần vừa ra tay chính là toàn lực, không biết Lục Linh này làm sao chống lại. Bất diệt kim cương tượng. Lục Linh quát lớn, thân thể của hắn biến lớn, hắn nhanh chóng thúc giục bất diệt kim cương tượng vượt qua không trung. Thân thể khổng lồ của hắn biến thành kim cương, mang theo khí thức sát phạt lăng lệ, hào quang tử kim chấn động, khí thức hủy diệt lan tỏa ra các hướng. Kim cương trợn mắt, bí vân quanh quẩn. Thân thể kim cương khổng lồ của Lục Linh đánh ra một quyền tử kim sắc. Ầm ầm, quyền kình nương theo khí tức sát lục bùng nổ, từng quyền kình mang theo khe hở đáng sợ, khí tức khủng bố bùng nổ, băng quyền đánh ra một kích rất mạnh. Bành, một quyền này giống như thiên thạch bùng nổ, lập tức đánh lên đầu băng long, điện quang tử kim không ngừng bùng nổ dữ dội. Xì xì, dưới hào quang chói mắt băng long nổ tung. Nó nhanh chóng dạn nứt, khí tức hàn băng ngập trời. Lục Linh, ngươi không thể thắng ta đâu. Băng Trần quát lớn, ngay sau đó băng long nghiền nát, thân thể xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Linh, chúng giống như mũi khoan xuyên qua tất cả, trực tiếp đánh vào LNG ngực của kim cương thân. Bành! Năng lượng trầm đỡ Upsilon, C vang lên, khí tức hàn băng bùng nổ, thân kim cương khổng lồ của Lục Linh bắn ra lôi điện tử kim đánh tan hàn băng. Sợ rằng băng trần sẽ bại trận. Trên không trung xa xa, đôi mắt băng nhu than thở, nói. Lục Linh có không gian áo nghĩa, băng trần muốn cận thân công kích là không dễ dàng, mà băng trần lại không chú ý sai lầm của mình, hối hận không kịp. Ầm ầm, thời điểm băng nhu vừa dứt lời, băng trần đánh ra một quyền khủng bố vào LNG ngực bất diệt kim cương tượng của Lục Linh, đôi mắt Lục Linh bắn ra thần sắc vui mừng. Băng trần, người bại. Vừa dứt lời. Dưới nách Lục Linh có ba cánh tay kim cương xuất hiện, cánh tay xuất hiện đánh ra một quyền làm không gian rạn nứt, nương theo khí tức phô thiên cái địa, lập tức đánh vào thân thể nhỏ bé của băng trần gần trong gang tấc. Xoẹt! Một quyền này che khuất bầu trời, băng trần đã không tránh đi, một quyền này đánh nát không gian, lỗ đen xuất hiện trong không gian, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Lập tức thân thể băng trần giống như cánh chim gãy cánh, trực tiếp nện vào chiên đài. Không gian nổ tung, khí lãng bắn lên trời cao. Bành! Băng trần nện thẳng vào chiến đài chấn động rất mạnh, sau đó thân thể giãy giụa đứng lên, trong miệng phun máu tươi. Xuy! Giữa không trung, thân thể khổng lồ bất diệt kim cương tượng của Lục Linh, điện quang màu tím bộc phát, hàn băng trong ngực tiêu tán, lập tức thân hình khổng lồ khôi phục, trường bào khinh động, thân ảnh từ từ đi tới trước mặt băng trần. Lực phòng ngự rất mạnh, Lục Linh thật cường hãn. Ra tay xảo trá hung hãn, không hổ là người đi ra từ thương khung chiến trường. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần động dung nói một câu. Bất diệt kim cương tượng, lực công kích trong đồng cấp rất mạnh, Lục Linh căn bản không sợ, nếu băng trần cẩn thận hơn một ít, Lục Linh muốn chiến thắng cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải hơn 10 chiêu, chỉ tiếc băng trần xem thường lực phòng ngự của Lục Linh. Lôi Tiểu Thiên nói nhỏ, trong mắt bắn ra hào quang kỳ lạ,
điện quang chấn động khiếp người. Xem ra băng trần bại. Lục Linh thắng 6 trận liên tiếp. Chung quanh có nhiều người nghị luận, Lục Linh chiến thắng băng trần nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng ghi chép 6 thắng liên tiếp này rất hiếm thấy. Thật sự có chút bổn sự. Trong đám người, thanh niên mặc hoa phục trong phượng hoàng nhất tộc nhìn qua Lục Linh, ánh mắt nhíu lại, thấp giọng nói nhỏ. Trên chiến đài, băng trần dùng trường bào lau máu trên khóe miệng, nhìn Lục Linh một hồi, há mồm nói nhỏ. Ta bại, không hổ là vô thượng niết bàn, về sau thiên bảng bài danh 15 là của ngươi. Đa tạ. Ánh mắt Lục Linh không có quá nhiều chấn động, khẽ gật đầu, khí tức quanh người vô cùng lăng lệ. Ta thật khinh địch. Ánh mắt băng trần thất lạc và bất đắc dĩ, hắn lập tức bay về Upsilon T lên không trung, bay về phía băng gia. Không biết Lục Linh có chiến thắng khiêu chiến ngày mai hay không? Thiên bảng bài danh 14, hình như là gia hỏa kinh khủng kia. Tên kia cực ít lộ diện, nghe nói cách đây không lâu đã đột phá tuyên cổ cảnh cao giai. Từng ánh mắt nhìn qua đám người Lục Linh, trong mấy ngày qua chiến thắng đối thủ, Lục Linh cũng sẽ tuyên bố khiêu chiến tiếp theo. Thắng liên tiếp 6 trận, ngay cả băng gia băng trần cũng chiến bại, tất cả ánh mắt đều chờ mong, không biết Lục Linh có thể tiếp tục khiêu chiến lần thứ 7 hay không. Mọi người nhìn qua chiến đài, Lục Linh đứng đó, mọi người nhìn qua thanh niên tuấn lãng kia, nội tâm lúc này sinh ra cảm giác lạnh giá. Lục Linh ta ở đây, ngày mai sẽ khiêu chiến thiên bảng bài danh 14, nếu bản thân không ở chỗ này, kính xin có người biết thông báo giúp, sáng sớm ngày mai, tương kiến trên chiến đài. Nhìn qua không trung, Lục Linh dùng nguyên lực quán chú vào lời nói. Không cần thông báo, ta ở ngay đây. Thời điểm Lục Linh vừa dứt lời. Lập tức có giọng nói vang lên, lúc này trên ngọn núi cao có một đạo hào quang như sao băng đáp xuống chiến đài. Hào quang thu liếm, đây là thanh niên tục tằng tuổi chừng 30, hắn mặc trang phục bó sát người, thân hình lẫm lẫm, bộ ngực rộng rãi, ánh mắt như sao trời. Oanh! Thời điểm thanh niên tục tằng đáp xuống chiến đài, cả chiến đài run lên, quanh người hắn có khí tức hùng hồn bộc phát, không gian chung quanh thân thể của hắn chấn động không nhỏ. Nhìn thấy cái này một khôi ngô tục tằng thanh niên, người chung quanh không ngừng động dung. Xem ra gia hỏa này tới đây vì Lục Linh. Trên không trung, băng nhu nhìn thanh niên tục tằng kia, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, đã sớm phát hiện ra hắn. Hắn cũng tới, không biết những năm qua thực lực của hắn như thế nào, lúc trước chúng ta đi tới, hắn thua trong tay băng nhu, sau đó chưa từng giao thủ qua, về sau vẫn dừng ở thiên bảng thứ 14 không động đậy. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần nói về thanh niên tục tằng kia. Lôi Tiểu Thiên nói, nghe nói tên này đột phá tuyên cổ cảnh cao giai cách đây không lâu, có thể nói rất mạnh, trong chấp pháp đội chỉ có hắn năm đó không ăn thiệt thòi trong tay Lục Lâm Thiên, về sau cũng không có người nào dám chọc hắn. Nghe nói lúc trước tên này thua trong tay băng nhu tỷ, cũng chưa xuất toàn lực, dường như cũng không quá chói mắt. Đường Tiểu Tiểu nói, Lôi Tiểu Thiên nói, tên này có thể đi tới bước này, những năm qua dừng chân ở thiên bảng thứ 14, sợ rằng có bí mật không nhỏ. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Chấp pháp đội pháp vương, từ trước đến nay gia hỏa này rất ít khi xuất hiện, không nghĩ tới cũng tới. Lần trước người trong chấp pháp đội đi vào thương khung chiến trường, chỉ có pháp vương là còn tu luyện trong mật địa thiên giới. Nhìn qua thanh niên tục tằng trên đài, nhiều người chấn động. Chấp pháp đội pháp vương. Hắn khó có thời điểm ra tay. Chấp pháp đội, đây chính là tồn tại kỳ lạ trong mật địa thiên giới, là đội tuần tra và quản lý trong mật địa. Mỗi lần có người trẻ tuổi đi vào mật địa tu luyện đều bị bọn chúng hạn chế, địa vị không thấp. Mà chấp pháp đội lần trước địa vị đặc biệt cường thế, bởi vì trong chấp pháp đội có 8 đội trưởng, theo thứ tự là Trùng Liệt, Thanh Khải, Mỹ Cơ, Mỹ Linh, Thiết Thủ, Vô Tình, Sát Thiên, Pháp Vương. 8 người này đều có tư cách tiến vào mật địa tu luyện, địa vị thậm chí không kém gì phong hào chiến hoàng của hai đại liên minh. Nhưng chỉ khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, làm cho chấp pháp đội tổn binh hao tướng, ngay cả đệ nhất nhân Sát Thiên dưới pháp vương cũng bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Nhưng tình hình này cũng không quá ảnh hưởng tới chấp pháp đội vẫn còn pháp vương tồn tại, ổn cư vị trí thiên bảng thứ 14, đủ để vững chắc địa vị chấp pháp đội. Từ khi Lục Lâm Thiên bị xử trí không biết đi nơi nào, chấp pháp đội yên lặng sau một khoảng thời gian, vẫn là thế lực khó bị dao động dưới cổ tộc trong mật địa thiên giới. Trên chiến đài, Lục Linh nhìn thanh niên tục tằng kia, nói. Ngươi chính là Pháp Vương. Pháp Vương nhìn Lục Linh,
nói. Nghe nói ngươi ở trong thương khung chiến trường có quan hệ không nhỏ với Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, nghe nói Lục Soái lúc trước giết không ít người chấp pháp đội, ngươi thân là kẻ đứng đầu tám đại đội trưởng, nhưng chưa bao giờ lộ diện qua. Lục Linh lạnh nhạt nói một câu, những năm này hắn từ lời Thái A biết được chuyện năm đó trong mật địa thiên giới. Nghe vậy, sắc mặt Pháp Vương khó coi không ít, trên mặt bắn ra thần sắc lạnh giá, nhìn Lục Linh nói. Lục Lâm Thiên đã chết, ngươi có quan hệ sâu với Lục Lâm Thiên, sáng sớm ngày mai, trên chiến đài, ta sẽ xem ngươi là Lục Lâm Thiên, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Vô thượng Niết Bàn không có tư cách kiêu ngạo trước mặt ta. Có bản lãnh cứ tìm ta. Lục Linh lẳng lặng đứng đó, nhìn Pháp Vương, khí thế đối chọi gay gắt, khí tức lăng lệ và sát khí bộc phát. Xem ra trận chiến ngày mai chắc chắn không đơn giản. Cảm giác hai người đối chọi gay gắt, người chung quanh nghị luận với nhau, ngày mai Lục Linh và Pháp Vương chiến đấu không đơn giản, sợ rằng không đơn thuần là khiêu chiến. Hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn có thể được như vậy. Pháp Vương lạnh lùng nhìn Lục Linh, hắn cười đầy lãnh ý. Ta nghĩ không cần chờ ngày mai đâu, hôm nay luôn đi. Pháp Vương vừa dứt lời, trên ngọn núi xa xa có hơn 10 thân ảnh xuất hiện. Khi lời này vang lên, trên chiến đài, Lục Linh vẫn đứng đó, đột nhiên thân thể run lên, ánh mắt nhìn thẳng vào những thân ảnh vừa đi tới. Hơn 10 thân ảnh này xuất hiện giữa không trung, nam tử áo bào xanh đi đầu lẳng lặng đạp không, khí độ lạnh nhạt. Suy suy, khi nam tử áo bào xanh này vừa xuất hiện ở đây, lập tức có mấy đạo khí tức chấn động. Trên ngọn núi, Đường Dần, Đường Tiểu Tiểu, Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau, bọn họ nhìn nam tử áo xanh kia như nhìn thấy quỷ. Đường Bàn Tử, có phải ta hoa mắt hay không, ngươi mau nhìn xem có phải tên kia trở về không? Lôi Tiểu Thiên dụi mắt hỏi Đường Dần. Ta cũng không biết ta có hoa mắt hay không, dường như là gia hỏa kia, nhưng làm sao có thể, tên kia không phải đã bị cường giả hóa hồng cảnh của thiên ma nhất tộc cùng giả xoa nhất tộc vây công vẫn lạc rồi sao, tại sao có thể? Đường Dần cũng hoài nghi vào ánh mắt của mình. Chúng ta không có nhìn lầm, là hắn trở về, xem ra tin đồn là giả, Lục Lâm Thiên căn bản không có vẫn lạc, khó trách từ khi Lục Lâm Thiên bị Thiên La Minh phục kích, trong mật địa thiên giới có không ít tin đồn lan truyền, ngay cả chúng ta cũng khó biết được, xem ra tất cả đều có quan hệ với Lục Lâm Thiên. Đôi mắt dễ thương của Đường Tiểu Tiểu chấn động không nhỏ. Khí tức của tên kia càng ngày càng khó nhìn trộm. Ánh mắt Lôi Tiểu Thiên chấn động nói. Trên chiến đài, Lục Linh nhìn qua nam tử áo xanh trước mặt, ánh mắt rung rung, bỗng dưng quỳ một gối hành lễ. Bái kiến Lục Soái. Người đến chính là Lục Lâm Thiên và Thái A, Vô Tướng, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan, đều là người hộ hoàng đội. Lục Lâm Thiên đã sớm đi tới chiến đài, hắn vẫn quan sát Lục Linh giao thủ với băng trần, từ khi Pháp Vương xuất hiện hắn mới hiện thân. Lục Linh đang hành lễ, người nọ là ai thế? Không ngờ có thể làm cường giả như Lục Linh hành đại lễ, người nọ có địa vị gì? Người tới là ai, trong đó còn có Thái A, nghe nói hắn là đệ tử của Lục Lâm Thiên. Không ngờ lại là hắn trở về, hắn không có vẫn lạc. Trời ạ, đồn đãi là giả, hắn trở về. Người nọ rốt cuộc là ai, có địa vị gì? Lục Lâm Thiên, là Lục Lâm Thiên đứng đầu cửu hoàng lúc trước, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý Niết Bàn. Đồn đãi hắn không phải vẫn lạc ở thương khung chiến trường hay sao, vì sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, không ít người trong nơi này nhận ra Lục Lâm Thiên, lập tức bọn họ nghị luận không ít. Ba chữ Lục Lâm Thiên này tuyệt đối có thanh danh hiển hách trong mật địa thiên giới. Trên chiến đài, Pháp Vương nghe xong liền ngẩng đầu nhìn qua thanh niên áo bào xanh trên không trung, ánh mắt lạnh nhạt biến thành khiếp sợ. Xuy. Trường bào của Lục Lâm Thiên run lên, thân ảnh của hắn đáp xuống bên cạnh Lục Linh, một tay nâng Lục Linh lên, nói. Thiên bảng thứ 14 này cho ta được chứ? Lục Linh đứng dậy, nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, hắn khiếp sợ thật lâu, sau khi nội tâm bình tĩnh hắn thu liếm khí tức, nhìn qua Pháp Vương, nói. Lục Soái muốn, thì lấy thôi. Vừa dứt lời, Lục Linh đạp lên chiến đài sau đó bay về Upsilon T lên không trung. Trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thái A cùng Vô Tướng. Hô! Lục Linh nhìn Thái A, sau đó phát hiện khí tức của hắn không đúng, lại nhìn đám người Vô Tướng hộ hoàng đội bên cạnh, hắn lập tức chấn động, bộ dáng khó mà tin được. Hắn chính là Lục Lâm Thiên sao,
xem ra tin tức hắn vẫn lạc là giả, chẳng lẽ cấp trên cố ý thả tin tức giả hay sao? Trong đám người băng ra, Băng Nhu nhìn nam tử áo bào xanh trên chiến đài, đôi mắt thanh tịnh hơi biến hóa. Trên chiến đài, Pháp Vương lúc này khôi phục tinh thần, ngăn chặn trong nội tâm rung động chấn động, nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt ánh mắt y nguyên mang theo một chút lạnh lạnh, nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên, ngươi không chết trong thương khung chiến trường hay sao? Thiên bảng thứ 14, chấp pháp đội Pháp Vương. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, không có trực tiếp trả lời Pháp Vương, nhìn qua Pháp Vương, ánh mắt nhắm lại, nói. Ngươi là người Ô gia đúng không? Không sai. Pháp Vương âm thầm nghi hoặc một hồi, không biết Lục Lâm Thiên hỏi thế là ý gì, hắn là người Ô gia, tin tức này cũng không phải quá nhiều người biết. Lục Lâm Thiên đi lên phía trước hai bước, nhàn nhạt nói. Đúng vậy là tốt rồi. Khi thi triển siêu linh thuật trong linh hồn hoài như danh, Lục Lâm Thiên mới biết được Pháp Vương trong chấp pháp đội chính là thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của Ô gia, mà Ô gia này cũng ủng hộ hoài như danh đối phó Lục gia và Phi Linh Môn. Chính bởi vì Pháp Vương xuất hiện, Lục Lâm Thiên mới hiện thân. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn qua Pháp Vương, nói. Ngươi không biết ta còn sống, xem ra chuyện bên ngoài người Ô gia không nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Pháp Vương nghi hoặc, hắn thật không biết tin tức ở bên ngoài, từ sau lần trước có đồn đãi Lục Lâm Thiên bị Thiên La Minh phục kích đánh chết, mật địa thiên giới cũng phong tỏa tin tức của bọn họ với bên ngoài, bọn họ thật không biết chuyện bên ngoài. Ngay cả cường giả trong tộc của mình, cho dù là trong mật địa thiên giới cũng không biết chuyện bên ngoài. Cho nên nghe được Lục Lâm Thiên nói thế, Pháp Vương lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, hỏi. Bên ngoài phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ Ô gia ta xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ lời Thái A hắn biết được, những năm qua trong mật địa thiên giới không liên lạc với bên ngoài, càng không biết có diệt linh minh tồn tại, cũng không biết có người động vào phi linh môn cùng Lục gia. Lúc trước khi quay về mật địa thiên giới, Lục Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái, Lục Linh và Thái A đều ở trong mật địa thiên giới, nếu biết có người đối phó phi linh môn chắc chắn sẽ quay trở về. Trừ phi là trong mật địa thiên giới có gì đó, Lục Linh cùng Thái A cũng gặp chuyện không may, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên lo lắng thật lâu trước khi quay về mật địa thiên giới. Lúc này nhìn thấy phản ứng của Pháp Vương, Lục Lâm Thiên mới biết có người phong tỏa tin tức bên ngoài với mật địa thiên giới. Không chỉ có Thái A cùng Lục Linh, mà là phong tỏa tin tức của mọi người. Nhìn qua Pháp Vương, Lục Lâm Thiên vẫn bình tĩnh, nói. Ô gia có chuyện gì hoàn toàn không quan hệ với ngươi, thiên bảng thứ 14 này, hôm nay ta muốn thử xem. Nghe vậy, Pháp Vương tái mặt, ánh mắt âm tình bất định. Lục Lâm Thiên ban đầu ở thương khung chiến trường đại phóng dị sắc, Pháp Vương cũng nghe qua một ít, Lục Lâm Thiên chính là chân lý Niết Bàn. Đồn đãi có thể đánh bại cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc, mà đó là chuyện của 1.200 năm trước. Hắn chính là Lục Lâm Thiên sao, xảy ra chuyện gì, vì sao hắn còn chưa chết? Người chung quanh chiến đài, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc chấn động, ánh mắt đầy hàn ý. Trên chiến đài, nhìn thần sắc Pháp Vương âm dương bất định, Lục Lâm Thiên khinh thường, trêu tức nói với Pháp Vương. Như thế nào, người không dám? Đối mặt Lục Lâm Thiên khinh thường như vậy, Pháp Vương khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Tốt, ta muốn xem ngươi bất phàm ra sao. Khi Pháp Vương dứt lời, trên chiến đài tĩnh mịch. Ai cũng muốn biết, thực lực Lục Lâm Thiên có như lời đồn hay không, mà Pháp Vương cũng không phải kẻ yếu. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi động thủ trước. Lục Lâm Thiên cười nói rất thản nhiên, đồn đãi Pháp Vương vào 1.200 năm trước chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi. Nhìn trộm khí tức trên người Pháp Vương, là cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai, có thể trong 1.200 năm đặt chân tuyên cổ cảnh cao giai, thiên phú này rất mạnh. Lục Linh ở trong mật địa thiên giới 1.200 năm mới từ tuyên cổ cảnh trung giai sơ kỳ đạt tới tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng biết Pháp Vương không thể so sánh với Lục Linh, chấp pháp đội ở trong mật địa thiên giới nhiều hơn người khác cả ngàn năm, nếu như tính thời gian, Pháp Vương đã tu luyện trong mật địa thiên giới vượt qua 2.000 năm. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt Pháp Vương âm trầm, trong thời gian ngắn thân ảnh tục tằng của hắn xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Không biết Lục Lâm Thiên này có mạnh như đồn đãi hay không? Trong hàng ngũ băng gia, Băng Nhu hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên. Vừa rồi băng trần chiến bại trong tay Lục Linh cũng nghi hoặc khó hiểu, giờ phút này hắn hiếu kỳ nhìn qua chiến đài, lập tức hỏi Băng Nhu.
Băng Nhu tỷ, không phải tin tức trong tộc nói Lục Lâm Thiên đã bị Thiên Ma nhất tộc cùng Dạ Xoa nhất tộc vây công đánh chết rồi sao? Trong tộc thậm chí còn xuất động cường giả trong Thiên La Minh báo thù, vì sao Lục Lâm Thiên lại xuất hiện? Băng Nhu nghe vậy, trầm tư một hồi, đôi mắt dễ thương chấn động, nói với Băng Trần. Sợ rằng trong đó có nguyên nhân đặc thù, có lẽ cấp trên sợ Lục Lâm Thiên lại bị tập kích lần nữa, kỳ thực Lục Lâm Thiên vẫn không chết, chân lý niết bàn mà chết, đây là tổn thất quá lớn với thế giới thượng thanh, tự nhiên phải bảo hộ cẩn thận. Lôi khốn nạn, người đoán Lục Lâm Thiên và Pháp Vương, ai thắng ai thua. Trên ngọn núi, Đường Dần nhìn chiến đài, ánh mắt của hắn không đổi, lại hỏi Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên nhìn lên chiến đài, nói. Pháp Vương cũng có thể có át chủ bài, ta cảm giác được tên kia cũng nguy hiểm, nhưng nếu đồn đãi trong thương khung chiến trường không giả, sợ rằng Pháp Vương không làm gì được Lục Lâm Thiên, dù sao Lục Lâm Thiên quá mức biến thái. Pháp Vương đã động thủ. Đường Tiểu Tiểu cảm giác khí tức trên người Pháp Vương chấn động, lập tức nói với hai người. Mọi người nhìn, trong nháy mắt ngắn ngủi khí tức trên người Pháp Vương trở nên kỳ dị, loại khí tức kỳ dị này tràn ngập nguy hiểm. Làm cho đám người quanh chiến đài sởn tóc gáy. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian sau lưng Pháp Vương rung động, thiên địa biến sắc, cả bầu trời gió nổi mây phun, mây đen tụ tập. Giờ phút này gian thân ảnh Pháp Vương giống như dã thú, hai mắt có ma khí bộc phát, bỗng dưng hắn quát lớn giống như ma thú gào thét. Ô Ma Thiên Pháp Quyết. Âm thanh chói tai rất khó nghe, thân ảnh Pháp Vương tương liên với ma khí trong không gian. Ma khí trong không gian càng tụ tập càng nhiều. Ô Ma Pháp Thân. Pháp Vương hét lớn giống như dã thú, thân ảnh khôi ngô của hắn bành trướng, trang phục bó sát người rạn nứt, lộ ra cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngao. Khi Pháp Vương há mồm phun máu tươi bị ma khí thôn phệ, trong ma khí có tiếng gào đinh tai nhức óc như dã thú. Oanh. Lúc này có một thân ảnh cự ma ngưng tụ ra. Cả chiến đài bị ma khí ăn mòn, ma khí chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người ta khiếp sợ tận linh hồn. Pháp Vương quả nhiên có át chủ bài, không ngờ lại đã tu luyện Ô Gia Ô Ma Pháp Thân, đồn đãi công pháp này không tầm thường, tu luyện cửu tử nhất sinh, tàn nhẫn đến cực điểm, trong Ô Gia từ trước tới nay không bao nhiêu người tu luyện thành công. Nhưng mà dựa vào Ô Ma Pháp Thân này, Pháp Vương có thể đánh một trận với tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Trên ngọn núi. Đường Tiểu Tiểu rung động nói ra, dường như rất quen thuộc công pháp Ô Gia. Quả nhiên Pháp Vương không phải kẻ yếu, lúc trước đánh một trận với Băng Nhu, cũng không có thi triển ra thủ đoạn này. Đường Dần cũng có chút kinh ngạc. Lôi Tiểu Thiên cũng chấn động, nói. Pháp Vương này là thế hệ trẻ đỉnh phong của Ô Gia, so với Tịnh Gia, Nhâm Gia, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lục Lâm Thiên, ta xem ngươi mạnh bao nhiêu. Trên chiến đài. Pháp Vương đứng trên cao như cự ma viễn cổ, hắn gào thét khàn khàn như dã thú, trong khi nói chuyện, khóe miệng của hắn chảy máu tươi đầm đìa, hiển nhiên hiện tại thi triển Ô Ma Pháp Thân đã làm hắn bị không ít tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu bình thường, sợ rằng không tới mức cuối cùng, Pháp Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng Ô Ma Pháp Thân đối địch. Ngao! Tiếng quát vang lên, Pháp Vương phất tay, viễn cổ cự ma gào thét, sát khí khủng khiếp lao về phía Lục Lâm Thiên. Ven đường đôi ma chảo giống như lưỡi đao sắc bén xé rách không gian, vết nứt không gian quét ngang chiến đài. Thân thể Lục Lâm Thiên lúc này so sánh với cự ma kia quả thật quá nhỏ bé. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Lâm Thiên vẫn không có động tác gì. Mọi người khiếp sợ, ma khí lan tới trước mặt Lục Lâm Thiên chừng ba thước thì dừng lại, ma khí cuồn cuộn ăn mòn linh hồn, nó không cách nào dung chuyển Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Ma khí giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng chúng dừng lại cách Lục Lâm Thiên ba thước thì biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này làm Pháp Vương và những người đứng trên ngọn núi xa xa biến sắc. Ngẩng đầu nhìn qua cự ma đang lao tới, thân ảnh Lục Lâm Thiên bắt đầu động, hắn cười lạnh. Xuy! Đến thời điểm này, Lục Lâm Thiên đứng đó cũng hành động, tay phải của hắn đánh ra một chưởng, hắn lại mở miệng nói một chữ. Định! Chỉ trong nháy mắt, khi một chưởng của Lục Lâm Thiên đánh tới. Thân ảnh khổng lồ của cự ma đông cứng lại trước mặt Lục Lâm Thiên. Cảnh tượng này làm nhiều người khiếp sợ, tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên, Pháp Vương vận dụng Ô Ma Pháp Thân khủng khiếp vẫn không thể lay động Lục Lâm Thiên. Phá! Vào lúc này mọi người vô cùng kinh hãi, Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu,
hắn lại quát chữ, phá, bàn tay phải đánh mạnh một chưởng. Trước mặt bao người một chưởng sinh ra kim quang ăn mòn linh hồn đánh vào người Pháp Vương, thân ảnh cự ma to lớn kinh tâm động phách run rẩy, lung lay sắp đổ, mặt ngoài sắp sụp đổ, kim quang tỏa sáng. Xoẹt! Kim mang tỏa sáng như mặt trời, cũng không có gây ra bao nhiêu động tĩnh, cự ma khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ trên không trung, ma khí cuồn cuộn biến mất không thấy, giống như nó chưa từng xuất hiện bao giờ, giống như thân ảnh cự ma khủng bố đang tiêu tán. Lục Lâm Thiên lại hành động, năm ngón tay bóp chặt, không gian chung quanh Pháp Vương bị đè nén. Phụt! Thân ảnh cự ma viễn cổ vặn vẹo, ánh mắt Pháp Vương kinh hãi, cự ma phun máu tươi, một chảo này làm không gian vặn vẹo, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đè nén không gian. Xoẹt! Một chảo đánh tới, đồng tử Pháp Vương co rút, linh hồn rung động, vào lúc này sát khí dâng trào, hiện tại hắn mới biết Lục Lâm Thiên căn bản không tha hắn, hiển nhiên đã động sát tâm. Lục Lâm Thiên vừa xuất hiện, mục tiêu chính là mạng của hắn. Chết đi! Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hắn cười tà dị, sát khí dâng trào, ánh mắt bắn ra hàn ý, năm ngón tay bóp chặt. Ken két! Âm thanh ken két vang lên, cũng không có tiếng nổ lớn gì vang lên, chỉ có âm thanh nghiền nát trầm thấp vang lên, không gian chung quanh Pháp Vương sụp đổ, thân hình nghiền nát, không gian chung quanh biến thành hắc động. Năng lượng khủng khiếp dâng trào, thậm chí không có năng lượng tiết ra ngoài, trong nháy mắt ngắn ngủi tất cả khôi phục bình thường, thân ảnh Pháp Vương biến mất trên chiến đài. Vạn chúng chú mục, Pháp Vương bị Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân diệt sát dễ dàng, thần hồn câu diệt. Không trung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn qua nam tử áo bào xanh kia, bọn họ đều kinh ngạc ngây người. Pháp Vương bị Lục Lâm Thiên giết. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu nhìn nhau, Pháp Vương bị giết, đây là việc vượt qua dự tính của bọn họ. Trong đội hình Băng Gia, Băng Nhu, Băng Trần và nhiều người khác sợ hãi. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Băng Nhu tuyệt đối không ngờ Lục Lâm Thiên lại trực tiếp đánh chết Pháp Vương. Lần trước Lục Lâm Thiên đi vào đã đánh chết không ít người tuần tra đội và chấp pháp đội, còn lần này đánh chết Pháp Vương, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên vì chuyện bị trừng phạt lúc trước nên tiến hành trả thù sao? Trong đám người, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc đầy cuồng ngạo cũng phải rung động, hai mắt khiếp sợ co rút lại, hắn sợ hãi không chỉ vì Lục Lâm Thiên một chiêu dễ dàng diệt sát Pháp Vương, còn bởi vì Lục Lâm Thiên cuồng vọng, trong mật địa thiên giới này dám động thủ giết người, lại giết Pháp Vương, cho dù hắn có thực lực cũng không có lá gan đó. Giữa không trung lên, Lục Linh và Thái A vẫn không xem trọng Pháp Vương, mặc kệ Pháp Vương có thể thi triển lực công kích mạnh cỡ nào, Lục Linh và Thái A cũng không quan tâm. Đặc biệt Lục Linh hai người rất rõ ràng, Pháp Vương đừng nói là tuyên cổ cảnh cao giai, cho dù đột phá đến hóa hồng cảnh cũng không phải đối thủ Lục Lâm Thiên. Nhưng nhìn thấy Pháp Vương bị đánh chết, Lục Linh cùng Thái A ngạc nhiên, trên mặt không có chút biểu lộ gì, và người hai hộ hoàng đội càng không cảm thấy kỳ quái. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên đứng đó, thu tay lại, đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn qua Băng Gia Băng Nhu, dường như không đặt chuyện vừa diệt sát Pháp Vương trong lòng, phong khinh vân đạm, hắn cười nói. Cô nương chính là Băng Gia Băng Nhu. Nghe vậy, trong đội ngũ Băng Gia, người Băng Gia bạo động, thậm chí là vô cùng cảnh giác. Ánh mắt Băng Nhu vô cùng thanh tĩnh, ngón tay nhẹ vuốt mép váy dài, khí chất cao quý, cũng không kém Bắc Cung Vô Song bao nhiêu, lúc này mỉm cười, thản nhiên nói. Băng Gia Băng Nhu, các hạ có việc gì không? Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn cười rất bình thản, nói. Đường Gia Đường Dần, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên, Băng Gia Băng Nhu, ba ngày sau trên chiến đài, ta sẽ đấu với các ngươi một trận, có dám hay không? Lời của Lục Lâm Thiên không lớn nhưng lại vang vọng hư không, đủ để tất cả người ở đây nghe rõ ràng, tâm thần nhìn trộm, Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ Đường Gia Đường Dần, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên đang ở trên ngọn núi gần đó. Không thể nào, Lục Lâm Thiên lại muốn đồng thời khiêu chiến Đường Gia Đường Dần, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên, Băng Gia Băng Nhu ba người này sao? Lục Lâm Thiên cũng không phải khiêu chiến, hắn căn bản không nói ra hai chữ khiêu chiến. Lục Lâm Thiên đang muốn chống lại ba người kia. Băng Gia Băng Nhu, thiên bảng bài danh thứ 7, Đường Gia Đường Dần, thiên bảng bài danh thứ 6, Lôi Gia Lôi Tiểu Thiên, thiên bảng bài danh thứ 5, bọn họ đại biểu thế hệ đỉnh phong của cổ tộc, Lục Lâm Thiên muốn đồng thời khiêu chiến ba cường giả cổ tộc. Lục Lâm Thiên một chiêu đánh chết Pháp Vương, hắn thật sự có tư cách này. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, chung quanh chiến đài chấn động,
bỗng nhiên giống như có quả bom nổ tung ở trên chiến đài. Lục Lâm Thiên đồng thời khiêu chiến ba đại biểu đỉnh phong của cổ tộc, những người đứng ngoài xem vô cùng khiếp sợ. Cổ tộc, giữa không trung lên, Lục Linh cười nhạt, ánh mắt của hắn đầy vui vẻ. Trong đội ngũ băng gia, từng ánh mắt đều nhìn lên người Băng Nhu. Chỉ thấy Băng Nhu nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này nàng mới nói. Băng gia Băng Nhu tiếp nhận, ba ngày sau, gặp nhau trên chiến đài. Vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp của Băng Nhu lóe lên, không gian sinh ra chấn động, trong nháy mắt thân thể mềm mại đã vạch phá bầu trời rời đi. Siêu siêu, ánh mắt người băng gia nhìn Lục Lâm Thiên đang mỉm cười trên chiến đài, cũng đều theo Băng Nhu rời đi. Siêu siêu, trên ngọn núi khác, bỗng dưng hơn 10 thân ảnh bay lên, lập tức xuất hiện trên không trung, trong đám người này có 3 thanh niên nam nữ bất phàm đứng đầu. 2 thanh niên một mặc trường bào trắng, phi phong màu trắng đang phất phơ trong gió, tuổi chừng 29, thân hình hơi mập, người này đứng trên không trung nhưng cho người ta cảm giác vững vàng như núi. Người còn lại có mái tóc tím đen, khí chất phiêu dật, khí chất bất phàm, hai mắt bắn ra hào quang như điện nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên đang ở đây. Thì ra hai người bọn họ vẫn ở nơi này. Lúc ánh mắt của mọi người nhìn qua hai người này, Đường ra Đường Dần, Lôi ra Lôi Tiểu Thiên, cả hai bài danh thiên bảng thứ 5 và thứ 6, cả hai đều là nhân vật phong vân trong mật địa thiên giới, không ai không biết. Đường ra Đường Dần, Lôi ra Lôi Tiểu Thiên đều là đại biểu của thế hệ trẻ đỉnh phong cổ tộc, nếu đặt ở bên ngoài, tùy tiện dậm chân một cái cũng làm thượng thanh đại thiên thế giới chấn động vài lần. 3 ngày sau, một trận chiến trên chiến đài. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đồng thời nhìn Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt mang theo chiến ý cuồn cuộn, đặc biệt là Lôi Tiểu Thiên, chiến ý bắn ra như điện. 3 ngày sau, xin đợi trên chiến đài. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên ôm quyền, áo bào xanh run lên, thân ảnh đạp không bay về phía Thái A cùng Lục Linh, nói nhỏ. Chúng ta đi thôi. Lục Soái chờ một chốc. Lục Linh hiện tại bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, không gian gợn sóng nhộn nhạo, hắn tiến một bước đi tới trước mặt Lôi ra Lôi Tiểu Thiên. Thân ảnh cao ngất của Lục Linh đứng đó, trên gương mặt tuấn lãng lại cười khổ, nhìn Lôi Tiểu Thiên, khẽ gật đầu hành lễ, nói. Lục Linh bái kiến Lôi sư huynh, vẫn không bái phỏng sư huynh, thật có lỗi. Không thể nào, Lục Linh là sư đệ của Lôi Tiểu Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi sững sờ, đám người Thái A vô tướng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí có không ít người chung quanh chiến đài cả kinh, Đường Dần và Đường Tiểu Tiểu đều ngạc nhiên. Nhìn Lục Linh, thần sắc Lôi Tiểu Thiên biến hóa, cười khổ, thấy Lục Linh ôm quyền hành lễ, nói. Lục Linh sư đệ không cần đa lễ, ta đã sớm biết rõ người đang ở trong mật địa thiên giới, nếu quan hệ của chúng ta bị người ta biết rõ. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, cho nên cũng không đi tìm ngươi, nếu sau này sư đệ có gì cần ta giúp đỡ, cứ tới tìm ta, chúng ta không cần quá khách khí. Nếu có cần, tự nhiên sẽ phiền toái sư huynh. Lục Linh gật đầu nói nhỏ. Lôi Tiểu Thiên lập tức hỏi. Lục Linh sư đệ, không biết sư phụ lão nhân gia vẫn khỏe chứ? Lục Linh nghe vậy, lập tức cười khổ, nói. Sư phụ lão nhân gia như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vừa đi ra ngoài dạo chơi đã không còn tin tức, ta cũng đã lâu chưa gặp sư phụ lão nhân gia. Như vậy sao? Lôi Tiểu Thiên cũng đành chịu, sư phụ của bọn họ không phải kẻ tầm thường, muốn gặp được người đúng là không dễ dàng. Lôi sư huynh, ta đi trước, đến lúc đó lại đi bái phỏng sư huynh. Lục Linh nói ra. Lôi Tiểu Thiên gật đầu, khóe miệng vẫn cười khổ. Lục Soái, chúng ta đi thôi. Lục Linh quay trở lại bên cạnh Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn mang người rời đi. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, Lục Linh rời đi, Đường Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, thì ra Lục Linh là sư đệ của ngươi. Sư đệ vô thượng niết bàn, kẻ làm sư huynh như ta thật xấu hổ a hát. Lôi Tiểu Thiên cười khổ, cấp độ tu vị của hắn mạnh hơn Lục Linh nhiều, thế nhưng mà so sánh với vô thượng niết bàn, nếu không có địa vị và thân phận cổ tộc, hắn chắc chắn không bằng sư đệ này. Không biết thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên mạnh tới mức thế nào. Ánh mắt Đường Dần chấn động, hai mắt đầy chiến ý. Đối với Đường Dần mà nói, thân là nhân vật đỉnh phong của Đường gia, nếu có kẻ đồng thời khiêu chiến hắn và Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, hắn không do dự không quan tâm tới. Khiêu chiến này cũng cần xem ngươi là ai,
không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến hắn, cho dù là đồng lứa trong cổ tộc cũng vậy. Nhưng hiện tại Đường Dần rất rõ ràng, Lục Lâm Thiên có tư cách này, có thực lực này, thậm chí làm cho hắn cảm thấy không nắm chắc đánh thắng Lục Lâm Thiên. Loại cảm giác này giống như lúc hắn đối mặt với mấy gia hỏa siêu cấp biến thái kia, mấy gia hỏa siêu cấp biến thái này chỉ là truyền thuyết, không có bao nhiêu người gặp được. Lôi Tiểu Thiên nhìn qua Đường Dần, hai mắt mang theo chiến ý cuồn cuộn, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc, nói. Rốt cục có cơ hội đánh với hắn một trận, thực lực của hắn đạt tới mức nào, ba ngày sau sẽ biết rõ, chân lý niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, ta rất chờ mong. Mật địa thiên giới, trong đình viện thật lớn, trong thiên sảnh, vô tướng, phu mã tam giới, Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan đã đột phá tuyên cổ cảnh, bọn họ cùng Lục Linh, Thái A chờ đợi Lục Lâm Thiên. Đối với việc thực lực của hộ hoàng đội tiến bộ cực nhanh, Lục Linh và Thái A cảm thán không nhỏ. Lục Lâm Thiên cũng không cách nào nhiều lời vì sợ bại lộ chuyện thế giới hỗn độn, chỉ có ở trong trung tâm thế giới hỗn độn nên đám người vô tướng, Lý Cụ, Vu Mã Tam giới mới đột phá nhanh như vậy. Lập tức Lục Linh và Thái A biết được sau khi bọn họ thoát khỏi không gian trùng động và không gian loạn lưu, Lục Lâm Thiên còn ở lại đại chiến với cường giả hóa hồng cảnh của Minh Linh một trận, đại chiến đó vô cùng kinh tâm động phách. Ta biết ngay Lục Soái không có việc gì, bất diệt thiên thể cũng không dễ bị đánh chết như vậy. Lục Linh vẫn không tin Lục Lâm Thiên thật sự vẫn lạc, bất diệt thiên thể mạnh thế nào hắn biết rõ. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ, tình huống cụ thể hắn không nói rõ, bất diệt thiên thể cũng không phải bất tử bất diệt chân chính. Nếu không phải bởi vì thế giới hỗn độn bổn nguyên ở trên người mình, hắn không chết mới là lạ. So sánh thì đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này Lục Linh và Thái A biết được chuyện diệt linh minh thì kinh ngạc, những năm qua bọn họ ở trong mật địa thiên giới mất đi liên hệ với bên ngoài, căn bản cũng không biết diệt linh minh tồn tại. Biết rõ tình huống diệt linh minh, Lục Linh và Thái A cũng hiểu vì sao Lục Lâm Thiên lại ra tay đánh chết Pháp Phương. Pháp Phương là người Ô Gia, Ô Gia có địa vị quan trọng trong diệt linh minh. Diệt linh minh muốn diệt trừ Lục Gia, Lục Lâm Thiên đánh chết Pháp Phương, đây chỉ là mở đầu quá trình trả thù mà thôi. Sắc mặt Thái A nặng nề, trong mật địa thiên giới hơn ngàn năm, tuy không có liên hệ với bên ngoài, nhưng hắn lại biết rõ tình huống trong mật địa thiên giới, ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, thế lực trong diệt linh minh cũng có không ít người trong mật địa thiên giới đấy. Đám người Kinh Vân đã đi tới các trung thiên thế giới, tiến hành tẩy trừ thế lực diệt linh minh, cho nên. Lục Lâm Thiên ngừng một chút, trong mắt bắn ra hàn ý, trầm giọng nói. Diệt linh minh tổng cộng có 53 thế lực đỉnh cấp, đến từ tông môn, gia tộc, thương hội trong 46 trung thiên thế, trong đó có Linh gia, Ô gia, Tùng gia, Sư gia, Tinh gia, hai bút cùng vẽ, người trong 53 thế lực trong mật địa thiên giới này cũng phải nhổ tận gốc, một người cũng không lưu lại, lúc này phải trấn nhiếp thật mạnh mới được. Cứ động thủ đi, những tạp chủng kia muốn diệt phi linh môn cùng Lục gia trước, vậy cần phải trả giá thật nhiều. Sát khí quanh người Lục Linh tuôn ra. Đối với hắn mà nói, diệt linh minh nhất định phải trả giá thật nhiều, cho dù giết sạch cũng không có gì không ổn. Là phải động thủ, nhưng mà cần có thời gian nhổ cỏ tận gốc. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, nếu đối phó toàn bộ ngay lập tức, rằng cường giả trong mật địa thiên giới không thể không đi ra ngăn cản, người của tất cả thế lực lớn sẽ thoát đi hoặc ẩn nấp trong mật địa thiên giới. Muốn triệt để thanh trừ không dễ dàng, một khi để chúng đào thoát, trong 3.000 đại thế giới rộng lớn. Muốn triệt để thanh trừ một thế lực là không dễ dàng. Nhiều thế lực như vậy, ở trong mật địa thiên giới cũng có không ít người, đặc biệt là Ô gia, Phượng Hoàng nhất tộc và Linh gia thế lực không kém, đủ loại con đường đưa người của mình vào trong mật địa thiên giới. Muốn nhổ tận gốc, độ khó quá lớn. Thái A ngưng trọng, muốn thanh trừ người các thế lực diệt linh minh trong mật địa thiên giới không khó, nhưng mà muốn nhổ tận gốc, quá khó. Nhổ tận gốc, như vậy nhân số động thủ không thể quá nhiều. Cũng khó ngăn cản người ta bỏ chạy, trong mật địa thiên giới cũng không phải nơi ai cũng có thể sằng bậy. Có không ít người đến. Thời điểm Thái A nói xong, bỗng nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu lại, tâm thần dò xét, hắn vui vẻ, nói nhỏ. Những kẻ này cùng đến, xem ra là có hẹn nhau rồi. Sư phụ, ai đến? Thái A lập tức hỏi, thực lực của hắn còn không cách nào dò xét khoảng cách như Lục Lâm Thiên. Trừ mấy gia hỏa kia, trong mật địa thiên giới sẽ không có người nào tới tìm ta cả. Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức mở miệng nói.
Kình Thiên huynh đệ, chư vị, chính các ngươi vào đi, không cần ta đi tiếp các ngươi đâu. Tiếng nói xuyên thấu không gian, truyền ra đình viện. Quả nhiên không chết là tốt rồi, ta biết ngươi sẽ không chết, nếu ngươi dễ chết như vậy thì ở thế giới thì hoang đã sớm chết rồi. Không cần tiếp chúng ta, vừa ra tay đã diệt Pháp Vương, đồng thời khiêu chiến đại biểu đỉnh phong trẻ tuổi của cổ tộc, chúng ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Thương khung chiến trường, chân lý niết bàn, bá tuyệt cỡ nào, thực hối hận lúc trước không đi với ngươi. Trên hư không có tiếng nói vang vọng truyền vào trong đình viện. Trong đại sảnh, Thái A nghe xong đã hiểu ra, nói. Thì ra là Kình Thiên Sư Bá, Tĩnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu. Là bọn họ. Lục Linh chấn động, những năm qua vì quan hệ với Thái A cho nên hắn đã sớm quen biết đám người mà Kình Thiên, lúc này nghe tiếng đã biết là ai tới. Qua một lát, bên ngoài có mấy thân ảnh đi vào, mấy thanh niên này thần thái xuất chúng, khí độ hiên ngang. Lục Lâm Thiên đứng dậy, nhìn qua mấy thanh niên, khóe miệng cười vui vẻ. Thanh niên cao gầy đi đầu mái tóc dài không cột nên rất phiêu giật, nhìn Lục Lâm Thiên, sau khi hơi ngây người liền tiến lên. Thanh niên này tiến lên, vượt qua không gian, trực tiếp đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, lập tức ôm Lục Lâm Thiên, hai tay dùng sức vỗ vỗ lưng Lục Lâm Thiên, nhịn không được cuồng hỉ nói. Quả nhiên không chết, ta biết ngay ngươi sẽ không chết mà, ha ha. Không có bị Minh Linh giết, cũng sắp bị ngươi ôm chết rồi. Lục Lâm Thiên khó thở, thanh niên này trừ Diệu Thủ không không mà Kình Thiên ra, không phải là ai khác. Ha ha, sao ta có thể ôm chết ngươi chứ, Pháp Vương cũng bị ngươi giết mà. Mạc Kình Thiên buông Lục Lâm Thiên ra, ánh mắt đại hỉ, lại nhìn qua Lục Linh, nói. Thắng liên tiếp 6 trận, quá cường hãn, không hổ là vô thượng niết bàn. Mạc Kình Thiên đi qua. Nhâm Tiêu Diêu bên cạnh Lục Lâm Thiên có gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân thể cao ngất, khóe miệng mỉm cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác phong đạm vân khinh, lúc này lại hỏi Lục Lâm Thiên. Nghe nói thiên ma nhất tộc đều xuất động tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh, người không chết thật sự mạng lớn. Như thế nào, ta không chết làm người thất vọng sao? Lục Lâm Thiên tức giận lườm Nhâm Tiêu Diêu. Ta không thất vọng, nhưng ta biết rõ thiên la minh tuyệt đối rất thất vọng, ha ha. Nhâm Tiêu Diêu cười ha hả. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Lâm Thiên, khuôn mặt cương nghị, khí chất lãnh tuấn, ôm kiếm đứng đó đầy ngạo nghễ, một người một kiếm, nói với Lục Lâm Thiên. Lúc trước vốn định chờ sau 500 năm lại so chiêu với ngươi, hiện tại xem ra, ta nghĩ nhiều ư. Tiếng nói vang lên, Tịnh Vô Ngân cũng trực tiếp đến bên cạnh Thái A, nhìn Thái A, nói. Ngươi cũng là tuyên cổ cảnh trung giai A. Chúng ta mang rượu tới. 1200 năm trước chúng ta đã chuẩn bị tốt, cho rằng 500 năm sau có thể cùng uống. Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân bốn người dứt lời, nhẫn chữ vật lóe lên, lập tức hai bình rượu ngon bay ra, mùi rượu lan tỏa mê người. Lục Lâm Thiên cười cười, trước đó rời khỏi mật địa thiên giới, đã từng có người nói qua, 500 năm sau chuẩn bị rượu thật tốt, không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua ngàn năm. Lục Lâm Thiên nhìn bảy người trước mặt, Diệu Thủ không không Mạc Kình Thiên, Võ Phá Thương Khung Nhâm Tiêu Diêu, Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, Man Quyền Giang Đảo Lưu, Thiên Thương Ngân, trong vạn thế đối quyết lúc trước, bọn họ đều là chiến hoàng, hiện tại không thấy Hoàng Lạc Nhan, những người khác đều có mặt, nhưng mà Hoàng Lạc Nhan cũng không có cơ hội gặp mặt mình. Nhìn qua bảy người, Lục Lâm Thiên rất có cảm xúc. Linh hồn dò xét, thực lực bảy người lúc này Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân ba người đều là mạnh nhất, đã đột phá đến tuyên cổ cảnh trung giai, đột phá cũng có một ít thời gian. Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu ba người vẫn là tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, đoán chừng cách đột phá không xa. Nhưng mà chuyện đột phá này, đến tuyên cổ cảnh cũng cần phải có cơ duyên. Cơ hội này khó nói nên lời, nói không chừng ngày mai sẽ có thể đột phá, cũng nói không chừng dừng lại mấy chục năm. Hơn 1000 năm, đây là chuyện bình thường. Hơn 1000 năm trôi qua, không hổ là mật địa thiên giới của cổ tộc, có thể đột phá như thế là rất bất phàm. Phô tướng, người đã là, hóa hồng cảnh. Bỗng dưng Mạc Kình Thiên kinh ngạc rung động, cảm giác khí tức trên người vô tướng, Mạc Kình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa hồng cảnh. Mọi người nghe vậy, từng ánh mắt nhìn qua vô tướng, lập tức ngạc nhiên. Mà khi mọi người nhìn trộm đám người Lý Cụ, Phù Mã Tam Giới, bọn họ rung động khó hiểu,
ngây ra như khúc gỗ. Sau một lát, mọi người lại hàn huyên, cùng ngồi vào vị trí của mình. Lường vô tướng và đám người Vu Mã Tam Giới, Mạc Kình Thiên lại nói với Lục Lâm Thiên. Thế nào, hôm nay không say không về? Lục Lâm Thiên nhìn bảy người, nói ra. Hôm nay không được, có chút chuyện cần xử lý nhưng khó giải quyết, sợ rằng phải chờ thêm vài ngày. Có chuyện gì khó giải quyết? Mạc Kình Thiên lập tức mắt thấy Lục Lâm Thiên hỏi. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Việc này quan hệ cực lớn, liên quan quá lớn, không chỉ có ta mà thôi, còn liên quan tới thế lực gia tộc sau lưng, hơn nữa còn là việc tư, cho nên chư vị không biết mới tốt. Lục Lâm Thiên nói với mọi người, đối phó người Diệt Linh Minh trong mật địa thiên giới cũng không phải chuyện tầm thường. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Kình Thiên nặng nề, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi có ý gì, xem chúng ta là người ngoài sao? Nếu ngươi xem ta là người ngoài, chỉ cần một câu, ta bây giờ lập tức rời đi, xem như ta chưa từng quen ngươi. Chúng ta cùng trải qua vạn thế đối quyết, ta nghĩ không cần khách khí. Nhâm Tiêu Diêu ngẩng đầu lên nói. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lúc trước kia chuyện thiên giới chấp pháp đội ta không biết, hiện tại có chuyện không cần bỏ qua chúng ta ra ngoài, về phần liên quan đến cổ tộc, ta nghĩ chúng ta cũng không sợ. Lúc trước ta không biết chấp pháp đội, lúc này đây cũng đừng đặt chúng ta qua một bên. Dưới cổ tộc, còn có gì làm chúng ta e ngại đây? Xem ra chuyện này không tầm thường, có lẽ chúng ta sẽ tham dự vào. Chẳng lẽ có quan hệ với Pháp Vương sao? Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân đều hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người, ánh mắt nhúc nhích, nói. Hảo ý của các vị ta rõ ràng, nhưng mà việc này không quan hệ tới các vị, không cần thiết phải như vậy đâu. Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ta đã sớm nói, chúng ta là phong hào chiến hoàng trong vạn thế đối quyết, chúng ta trừ đại biểu cổ tộc ra. Ngươi mặc dù không có phong hào chiến thần, nhưng trong lòng chúng ta ngươi tuyệt đối chiến thần, cho nên ngươi là người đứng đầu 10 chiến hoàng, chúng ta phải ra mặt. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, nhìn ánh mắt mọi người, nói. Trước tiên nói rõ đã, đến lúc đó chư vị có quyết định tham gia hay không thì tùy. Lập tức Lục Lâm Thiên mang chuyện Diệt Linh Minh nói đại khái một lần, mọi người nghe xong ngạc nhiên, tin tức ở bên ngoài bọn họ thật không biết. Khó trách nghe nói người hôm nay giết Pháp Vương, thì ra là có người Ô gia tham gia. Nhâm Tiêu Diêu nói nhỏ, bỗng nhiên mọi người hiểu ra, nghe nói Lục Lâm Thiên hôm nay vừa xuất hiện đã đánh chết Pháp Vương, trong lòng mọi người còn cảm thấy kỳ quái, thì ra nguyên nhân là như vậy. Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân lúc này không có quá nhiều do dự. Nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta tưởng là chuyện gì, thì ra là Diệt Linh Minh gì đó mà thôi, trong đó trừ Ô gia, Linh gia, Tùng gia, Tinh gia, Sư gia gia, các thế lực khác không lên mặt bàn, nếu việc này đã rõ, vậy không có khả năng xem như không biết, những thế lực này ta không phải không chọc nổi, thêm ta một suất. Khi Tịnh Vô Ngân dứt lời, Mạc Kình Thiên nói. Không phải chỉ là thế lực như thế sao, Tịnh Vô Ngân đều tính toán một phần. Ta làm gì không tham gia? Ta tham gia. Nhâm Tiêu Diêu cũng không có do dự. Chúng ta cũng không có khả năng không đi. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân bốn người nói. Đa tạ. Lục Lâm Thiên gật đầu. Lục Lâm Thiên thấy bảy người tham gia vào, có bảy người này tham dự, tăng thêm bối cảnh của bảy người, đặc biệt là bối cảnh sau lưng Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân. Lục Lâm Thiên không khó nghĩ tới. Muốn đối phó thế lực Diệt Linh Minh quả thật dễ dàng, đến lúc đó sợ rằng có thể giảm được rất nhiều vấn đề. Kỳ thật ngươi không cần cảm ơn chúng ta, đối phó những thế lực này không chỉ có chúng ta cũng có chỗ tốt không ít đâu. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Lâm Thiên, sắc mặt hơi xấu hổ vui vẻ nói. Lục Lâm Thiên nghe xong lại kinh ngạc. Nhâm Tiêu Diêu cười cười, nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi thật không biết. Trong mật địa thiên giới và các trung thiên thế giới bên ngoài mặt ngoài rất yên tĩnh, trên thực tế cũng có mạch nước ngầm mãnh liệt. Những năm gần đây, Ô gia, Linh gia, Tùng gia, Thiệu gia, Sư gia, Tinh gia có không ít người trẻ tuổi tiến vào đây, tăng thêm trong tộc cũng đã xuất hiện hóa hồng cảnh, cho nên càng ngày càng làm càn. Hơi dừng một lát, Nhâm Tiêu Diêu cũng cười, nói. Lúc này những gia tộc này đã tụ tập với nhau, cũng không thể đủ tùy tiện buông tha, nhổ tận gốc đám người này. Về sau sẽ thanh tỉnh hơn nhiều. Khục,
Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân, Tịnh Vô Ngân nghe xong cũng xấu hổ ho khan một tiếng, muốn đối phó tất cả thế lực sau lưng Diệt Linh Minh tại mật địa thiên giới này, đối với tại bọn họ mà nói cũng có lợi vô hại, dùng bối cảnh của bọn họ, tự nhiên không sợ Diệt Linh Minh, cho dù là Ô gia cũng không sợ. Mà những thế lực này sau khi bị nhổ tận gốc, quan hệ sau lưng cực lớn, tối thiểu nhất tài nguyên tu luyện trong đại thế giới có không ít sẽ rơi vào các trung thiên thế giới khác, nghiêm khắc mà nói sẽ có phân nửa rơi vào trong gia tộc bọn họ. Lúc này có cơ hội trực tiếp nhổ tận gốc các thế lực như thế, cho nên cơ hội này, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân tự nhiên không bỏ qua. Nghe Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu nói thế, Lục Lâm Thiên cũng hiểu ra, không ngờ còn có tầng quan hệ này. Lúc này khi đã vạch ra một ít, Lục Lâm Thiên cũng hiểu trong đại và trung thiên thế giới, tất cả thế lực lớn trong mật địa thiên giới lại có nước sâu như vậy. Mà chính mình quyết định như thế đã cho Nhâm gia, Tịnh gia cơ hội. Âm thầm cảm thán một phen, Lục Lâm Thiên bình tĩnh tâm thần, nhìn mọi người, nói. Đã như vậy, ta cũng không khách khí, nếu đã nhổ tận gốc đám người này, phải dùng tốc độ phải nhanh. Nhưng mà các phiền toái trong đó, thế lực này có bao nhiêu người trong mật địa thiên giới chúng ta không rõ ràng, mặt khác cũng không dễ dàng giải quyết tất cả. Tịnh Vô Ngân nghe vậy, hắn lập tức cười lạnh nói với Lục Lâm Thiên. Thế lực này có bao nhiêu người trong mật địa thiên giới chúng ta cũng không chú ý, nhưng muốn tra cũng đơn giản, chúng ta mỗi người chỉ có hộ hoàng đội, ở trong mật địa thiên giới có vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, những tin tức này vừa hỏi đã biết. Cho nên muốn giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm được tất cả mọi người, có hộ hoàng đội của chúng ta, tăng thêm bản thân chúng ta chia nhau ra hành động, đến lúc đó không khó giải quyết, sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Trên gương mặt góc cạnh của Nhâm Tiêu Diêu nặng nề, nói. Những thế lực này ở khu vực mật địa và nhân giới mật địa cũng có không ít người, cho nên chúng ta cũng phải giải quyết trong khu vực mật địa cùng nhân giới mật địa ập, cần phải nhổ tận gốc, triệt để trừ đi mới tránh được hậu hoạn. Những gia hỏa này nhìn như đường đường chính chính, khí vũ hiên ngang, kỳ thực cũng là kẻ âm hiểm tâm ngoan thủ lạt. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức nhìn mấy người kia, cũng lau mắt mà nhìn. Cái gọi là nhìn người không nên nhìn bề ngoài, những gia hỏa có thể đặt chân tới cấp độ này, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thiên phú. Mọi người lập tức thương nghị với nhau, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều rời đi, đều đi làm việc của mình. Phô tướng, Phu Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đông, Tô Nhan, các ngươi cũng đi tìm hiểu một ít tin tức, lúc hoàng hôn thì trở về. Trong sảnh, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân rời đi. Lục Lâm Thiên nói với đám vô tướng. Rõ. Vô tướng gật đầu, từng thân ảnh lướt đi trong đại sảnh. Sư phụ, buổi tối hôm nay động thủ sao? Thái A ngẩng đầu hỏi. Nhất định phải nhanh, nếu ta đoán không sai, chậm nhất sáng sớm ngày mai người Ô gia sẽ tới tận cửa. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, ánh mắt dần dần âm trầm, nói. Dám động Lục gia và Phi Linh Môn, cần phải trả cái giá thật lớn. Thế giới tu luyện vật đua trời lựa, mạnh được yếu thua, đây là quy tắc. Trong dãy núi xanh tươi, năng lượng thiên địa giạt rào, trên sườn núi mây mù như tiên cảnh. Phượng Viêm, đại sự không ổn, ta nhận được tin tức, Phi Linh Môn và thế lực khắp nơi đang tiến vào trung thiên thế giới tiến hành tẩy trừ thế lực Diệt Linh Minh. Trong đại sảnh phong cách cổ xưa, trung niên mặc hoa phục hấp tấp nói với Phượng Viêm. Cứ để bọn chúng liều đi. Chuyện này không quan hệ với Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, huống chi Phi Linh Môn thật sự dám đối phó Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta hay sao, tẩy trừ thế lực này, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể ngồi làm ngựa ông đắc lợi đấy. Phượng Viêm lơ đễnh, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trung niên hoa phục cực kỳ bất an, nói. Nhưng ta nhận được tin tức, thời điểm này Lục Lâm Thiên đã quay về mật địa thiên giới, hiện tại mật địa thiên giới không có bao nhiêu liên hệ với bên ngoài. Ngươi vừa vặn có cơ hội quay về mật địa thiên giới, vì phòng ngừa vạn nhất, sợ Hỏa Loan trưởng lão một người không thể ứng phó được, ta hy vọng ngươi đi vào mật địa thiên giới, ngay lập tức mang tin tức nói với Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục hai người. Phượng Viêm nhíu mày, nói. Ngươi sợ Lục Lâm Thiên dám động tới Lạc Nhan cùng Phượng Dục. Lập tức nhíu mày, hắn cười lạnh. Cho dù lá gan Lục Lâm Thiên có lớn hơn nữa cũng không dám động vào Lạc Nhan và Phượng Dục a, với thiên phú của Phượng Dục. Cả thượng thanh đại thiên thế giới cũng vô cùng quan trọng, Lục Lâm Thiên dám động vào, người bên trong cũng không bỏ qua cho hắn. Trung niên mặc hoa phục nói với Phượng Viêm,
ngưng trọng nói. Phượng Viêm, lá gan Lục Lâm Thiên bao lớn ngươi cũng không biết sao. Lúc trước đám người sát thiên bị hắn giết đấy, lúc này Lục Lâm Thiên đã trưởng thành, trong thương khung chiến trường, ngay cả Phượng Tuy cũng dám giết, giết nhiều hơn vài người thì có là gì, ngươi sẽ cảm thấy hắn không dám sao. Thời điểm này Lục Lâm Thiên không đi tẩy trừ các thế lực diệt linh minh trong các trung thiên thế giới, mà là quay về mật địa thiên giới, đây là việc không tầm thường, cũng không phải tính cách Lục Lâm Thiên. Phượng Viêm nghe xong, sắc mặt âm trầm không ít, Lục Lâm Thiên thật sự không có gì không dám, cả kinh nói. Thời điểm này Lục Lâm Thiên quay về mật địa thiên giới, chẳng lẽ là muốn hai bút cùng vẽ, phi linh môn tẩy trừ các thế lực trong trung thiên thế giới, mà Lục Lâm Thiên muốn triệt để thanh trừ những người trong mật địa thiên giới của người ta. Có nhiều khả năng. Hoa Phục Trung Niên nghe vậy, ánh mắt âm trầm, lập tức nói. Ngươi nhanh đi mật địa thiên giới một chuyến thông chi Hỏa Loan nghĩ biện pháp, đồng thời bảo vệ Hoàng Lạc Nhan và Phượng Dục, hai người bọn họ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, đặc biệt là Phượng Dục, nhất định không thể xảy ra việc ngoài ý muốn, vì đạt mục đích an toàn, Phượng Dục và Hoàng Lạc Nhan dứt khoát mang về tổ địa. Ta hiểu. Phượng Viêm gật đầu, lúc này sắc mặt đã ngưng trọng. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Ngọn núi xa xa, tà dương như máu. Siêu siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống bên ngoài đình viện phong cách cổ xưa, đúng là đám người vô tướng. Thiếu chủ, tra được không ít tin tức. Vô tướng nói với Lục Lâm Thiên. Có tra được tin tức Phượng Hoàng nhất tộc hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Trong mật địa thiên giới, tất cả người thế lực diệt linh minh lưu lại không để ứng phó, Lục Lâm Thiên lo lắng nhất chính là Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc không ở trong diệt linh minh. Nhưng khi siêu linh thuật tìm tin tức trong linh hồn hoài như danh, sau lưng diệt linh minh lại có thêm Phượng Hoàng nhất tộc, cho nên Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải dễ đối phó. Lúc trước bị tập kích trong không gian trùng động, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Lục Lâm Thiên càng phát hiện là do Phượng Hoàng nhất tộc làm. Cho nên, bất kể như thế nào, lúc này Phượng Hoàng nhất tộc và Ô Gia chính là mục tiêu chủ yếu của Lục Lâm Thiên. Nghe vậy, nhìn Lục Lâm Thiên, vô tướng gật đầu nói. Nghe nói Phượng Dục chính là chiến thần của vạn thế đối quyết lần này. Hắn là vô thượng niết bàn đấy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Bọn họ đã tới. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, trên không trung xa xa có nhiều thân ảnh bay tới. Suy suy. Lập tức có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, sau mấy hô hấp có mấy trăm người đáp xuống đỉnh viện. Khí tức hùng hồn bộc phát, trọn vẹn hơn 500 thân ảnh. Đi đầu chính là đám người Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, bọn họ dẫn theo hộ hoàng đội của mình. Có 300 người trong đó rất lạ lẫm, đều là nam nữ bất phàm. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên dò xét, Nhâm Tiêu Diêu tiến lên, nói. Ta đã mang không ít người Nhâm gia và thế giới nguyên võ đưa tới đây, nhiều người làm việc cũng nhẹ nhõm hơn. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm nói. Ta cũng mang người Tịnh gia và thế giới võ thần tới đây. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu cũng gật đầu, nói. Chúng ta cũng thế, nhiều người dễ làm việc. Nhâm Tiêu Diêu cười cười, trong mắt bắn hàn ý, nói. Chúng ta dò xét tin tức, thế lực này trong mật địa thiên giới có một ít đang tôi luyện trong các bí cảnh bí mật, cho nên chúng ta đã thông chi người trong các bí cảnh này, nhìn thấy người của thế lực này, lập tức đánh chết không lưu một ai. Thật sự là ngoan độc. Lục Lâm Thiên âm thầm ngạc nhiên. Đội hình này không phải là mục tiêu hắn muốn động, mà là mục tiêu Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân muốn động, hắn có cảm giác bị khách đổi thành chủ. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta có thể xuất phát chưa? Mạc Kình Thiên tiến lên hỏi Lục Lâm Thiên, trừ hộ hoàng đội phía sau hắn còn có không ít người ở thế giới phong vân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, ánh mắt bắn ra hàn ý, nói. Thế lực này giao cho ngươi và Lục Linh, vô tướng cùng Thái A, ta đi đối phó một ít người. Đám người Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu hơi chấn động, cũng không hỏi nhiều. Siêu siêu. Một lát thời gian, mọi người thương nghị một phen, từng thân ảnh lướt đi trên không trung. Lập tức một hồi sát phạt âm thầm triển khai. Hoàng hôn trôi qua, màn đêm dần dần bao phủ trời xanh. Trên một đỉnh núi, có thanh niên khoanh chân ngồi đó, khí nóng bao phủ quanh người. Xuy. Trên ngọn núi, bỗng nhiên không gian chấn động. Xuất hiện thanh niên áo xanh, hắn lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi. Ngươi là ai? Thanh niên thu liếm khí tức,
hai mắt mở ra, tinh mang giấu giếm, lập tức đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn nam tử áo bào xanh trước mặt, người này không ngờ lại có thể xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt hắn, thực lực tuyệt đối trên hắn, hắn không thể không phòng bị. Phượng hoàng nhất tộc, không sai. Nam tử áo bào xanh cười nhạt, áo bào xanh chấn động, một đạo kim quang bắn ra. Bành! Năng lượng trầm đỡ Upsilon, C nổ tung, không gian chung quanh thanh niên cứng lại và nổ tung. Trong một mật thất, cấm chế như không có gì, một nam tử áo bào xanh vô thanh vô tức xuất hiện trong mật thất nóng bỏng. Ngươi là... Trong mật thất nóng bỏng này, một thanh niên thức tỉnh, cảnh giác rung động nhìn nam tử áo bào xanh, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, bỗng dưng đồng tử co rút, một chưởng đã đánh vào đỉnh đầu của hắn, lập tức linh hồn đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt lập tức mất đi tri giác. Trên đỉnh núi, trong một cung điện khổng lồ, một thanh niên mặc hoa phục nhìn lên bầu trời đêm. Thanh niên mặc hoa phục tuấn lãng bất phàm, khí chất không tầm thường, hai hàng chân mày đầy lãnh ý, nói nhỏ. Thực lực Lục Lâm Thiên rất mạnh, không nghĩ tới hắn lại không chết. Thiếu chủ, Lục Lâm Thiên là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý niết bàn, thực lực thật sự rất mạnh. Sau lưng thanh niên mặc hoa phục này, giờ phút này có hơn 10 người cung kính đứng cạnh, một trung niên tu vị tuyên cổ cảnh trung giai nhìn thanh niên mặc hoa phục, do dự một lát, nói. Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 và chân lý niết bàn chưa bao lâu, qua một thời gian trong thiên địa sẽ xuất hiện nhiều người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 này, lục gia sau lưng Lục Lâm Thiên sẽ quật khởi, đến lúc đó người bên cạnh Lục Lâm Thiên sẽ hình thành thế lực khổng lồ, thế lực này thậm chí còn mạnh hơn cả cổ tộc. Dừng một lát, trung niên tuyên cổ cảnh tiếp tục nói với thanh niên mặc hoa phục. Ta biết rõ Phượng Hoàng nhất tộc có ân oán với Lục Lâm Thiên, nhưng mà từ tình hình trước mắt, nếu không cần thiết, chúng ta không nên đi trêu chọc Lục Lâm Thiên. Hừ. Nghe vậy, thanh niên mặc hoa phục nhìn trung niên tuyên cổ cảnh trung giai, ánh mắt hơi tàn khốc, làm cho người nào nhìn cũng không thoải mái, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên mạnh thì như thế nào, chẳng lẽ hiện tại có thể so nội tình với Phượng Hoàng nhất tộc hay sao, chờ ta tiến vào tổ địa, đến lúc đó không nhất định sẽ kém hắn bao nhiêu, huống chi ta còn có cơ hội lĩnh ngộ chân lý niết bàn, nếu ta đạt tới chân lý niết bàn, đến lúc đó hắn tính là cái gì? Dừng một lát. Thanh niên mặc hoa phục nhìn 10 người sau lưng, nói. Các ngươi đừng quên, Lục Lâm Thiên có mạnh hơn nữa, nếu hắn đột nhiên chết đi, cái gì lục gia, cái gì áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, tất cả sẽ thành quá khứ, có thiên phú, không có nghĩa là đi tới cuối cùng. Thiếu, chủ. Khi thanh niên mặc hoa phục nói câu này, mấy chục ánh mắt nhìn thanh niên mặc hoa phục, nhưng sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động, ánh mắt co rúm. Trong mơ hồ còn mang theo sợ hãi. Như thế nào, ta nói đúng mà, hiện tại Lục Lâm Thiên hung hăng càn quấy thì thế nào, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Thanh niên mặc hoa phục lúc này cười nói. Nói không sai, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Một giọng nói đạm mạc vang lên bên tai thanh niên mặc hoa phục, lúc nghe được tiếng nói này, sắc mặt thanh niên mặc hoa phục đại biến. Bỗng nhiên thanh niên mặc hoa phục quay đầu lại. Một gương mặt cương nghị nhìn hắn, áo bào xanh hơi động, đứng chắp tay, bộ dáng mây trôi nước chảy, khí định thần nhàn, nội tâm của thanh niên mặc hoa phục đầy sợ hãi. Nhìn qua người xuất hiện sau lưng hắn, thân ảnh áo bào xanh này làm hắn khiếp sợ, hai mắt thanh niên mặc hoa phục rung rung, thân ảnh lui ra sau vài bước, khuôn mặt này hắn đã nhìn thấy trên chiến đài buổi sáng, nói. Lục Lâm Thiên, sao ngươi tới đây? Ngươi là Phượng Dục. Trăng sáng trên cao. Ánh trăng như lụa, Lục Lâm Thiên nhìn qua thanh niên mặc hoa phục trước mặt, nói. Vô thượng niết bàn, Phượng Hoàng nhất tộc, chính là ngươi. Đúng vậy, ta chính là Phượng Dục của Phượng Hoàng nhất tộc, ngươi muốn làm cái gì? Kinh ngạc qua đi, Phượng Dục cũng tăng thêm lòng dũng cảm, thân thể không cong, ánh mắt ngạo nghễ, nhưng ngạo khí của hắn lúc này hơi rung động. Cuồng ngạo không phải chuyện xấu, nhưng mà cuồng ngạo quá mức sẽ thành tự đại, người tự đại thường chết sớm. Lục Lâm Thiên nhìn Phượng Dục, thần sắc vẫn phong đạm vân khinh như cũ, nhưng mà không gian nơi này bỗng dưng cứng lại, khí tức vô hình làm đám người nơi đây hít thở không thông. Thiếu chủ, trung niên tuyên cổ cảnh trung giai lập tức tiến lên bên cạnh Phượng Dục. Lục Lâm Thiên nhìn đám người hộ hoàng đội, nói một câu. Không có chuyện của hộ hoàng đội các ngươi, ai dám nhúng tay vào sẽ chết. Trung niên tuyên cổ cảnh trung giai nghe xong lập tức biến sắc, ánh mắt sợ hãi.
căn bản không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ánh mắt lập lòe nhìn qua Phượng Dục, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục Lâm Thiên, người muốn thế nào? Phượng Dục nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt tàn khốc đã bắt đầu sợ hãi. Ta cũng không định bóp chết ngươi từ trong nôi, cũng không sinh lòng ghen ghét, nhưng muốn trách thì trách ngươi là người Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc không nên 5 lần 7 lượt chọc ta. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, đột nhiên một chảo xuyên thủng không gian, trực tiếp xé nát không gian áp thẳng vào người Phượng Dục. Lục Lâm Thiên, ngươi dám? Ánh mắt Phượng Dục hoảng hốt, muốn phản kháng nhưng lại phát hiện nguyên lực toàn thân bị giam cầm, căn bản không thể áp chế, linh hồn chấn động dữ dội. Vô dụng, vô thượng niết bàn mà thôi, ở trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến, người trẻ tuổi quá mức tự đại, cũng không phải là chuyện tốt. Lục Lâm Thiên vặn vẹo không gian, trực tiếp giam cầm Phượng Dục, thần sắc phong khinh vân đạm, sát khí trong mắt dâng trào. Thả ta ra, ta là vô thượng niết bàn, nếu người dám giết ta, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không chết không thôi với ngươi, ta là vô thượng niết bàn, ngươi dám giết ta, cường giả trong mật địa thiên giới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Phượng Dục đầy sợ hãi, nhìn thấy gương mặt kia, trong nội tâm sinh ra cảm giác tim đập chân run, sát ý trong mắt tỏa ra làm hắn cảm giác được tử vong tới gần. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm Phượng Hoàng nhất tộc sao, nếu quan tâm, ta cũng không giết Phượng Tuy. Về phần vô thượng niết bàn mà thôi. Ngươi cảm thấy chân lý niết bàn trọng yếu hay vô thượng niết bàn trọng yếu? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói một câu, sát ý bắn ra dữ dội, 5 ngón tay bóp cổ Phượng Dục, máu tươi trào ra ngoài. Giờ phút này Phượng Dục mới thật sự tuyệt vọng, linh hồn chấn động, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo không cam lòng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đối với Phượng Dục hắn mà nói, trong vạn thế đối quyết, trên phong thần đài, hắn trực tiếp đạt tới vô thượng niết bàn, đặt chân đại thừa niết bàn. Người Tịnh gia và Nhâm gia căn bản không phải đối thủ của hắn, danh chấn đại thế giới, nhất thời không ai sánh bằng, phong quang vô hạn. Mỗi ngày hắn mặc sức tưởng tượng, một ngày kia hắn có thể đặt chân lên cấp độ đỉnh phong nhất trong thiên địa, trở thành người mạnh nhất Phượng Hoàng nhất tộc, dẫn đầu cả Phượng Hoàng nhất tộc hùng bá đại thế giới, cho dù là cổ tộc cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Mà bây giờ nhìn thấy nam tử áo bào xanh trước mặt, Phượng Dục chỉ có tuyệt vọng và không cam lòng. Còn có khí tức tử vong lan tràn trong nội tâm, linh hồn chấn động không nhỏ. Cũng vào lúc này, 5 ngón tay của Lục Lâm Thiên đặt lên người Phượng Dục, ánh mắt nhìn qua không gian xa xa. Lục Lâm Thiên, ngươi dám động thủ, Phượng Hoàng nhất tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên bầu trời có tiếng hét lớn vang lên, khí tức nóng bỏng từ xa truyền tới. Tiếng quát vang lên, một lão giả mặc trường bào đỏ phá không lao tới, lập tức lơ lửng trên không. Khí tức nóng bỏng bạo phát dữ dội, đôi mắt hắn âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, hỏa diễm đỏ thẫm đang nhảy nhót. Phượng Viêm trưởng lão, cứu ta, Phượng Viêm trưởng lão cứu ta a hát. Nhìn thấy lão giả mặc trường bào đỏ kia, trong ánh mắt tuyệt vọng của Phượng Dục chấn động, dường như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức hô to lên. Nhị nguyên hóa hồng, Phượng Viêm. Nhìn qua đến lão giả, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Người tới không ngờ lại là Phượng Viêm bị hắn diệt bản thể còn hồn anh đào thoát khỏi thương khung chiến trường, nhưng lúc này Phượng Viêm đã có thân thể, tu vị cũng đạt tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng. Biến hóa cỡ này làm cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, nhưng mà không khó phát hiện, khí tức trên người Phượng Viêm lúc này đã có không ít biến hóa. Phượng Viêm đạp không, nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm khó coi, không nghĩ tới hắn nhanh chóng chạy tới đây nhưng vẫn chậm một bước. Vào lúc này làm Phượng Viêm rung động là Lục Lâm Thiên thật sự không có chết, lúc trước ngay cả cường giả thiên ma nhất tộc cũng xuất động, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên mạnh lớn tới mức này. Nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, hỏa diễm trong mắt Phượng Viêm nhảy lên, quát. Lục Lâm Thiên, thả Phượng Dục ra, người thật sự muốn khai chiến không chết không thôi với Phượng Hoàng nhất tộc hay sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn nhìn qua Phượng Viêm trên không trung, hắn cười lạnh, nói. Được rồi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên đang bóp cổ Phượng Dục, lập tức vung tay ném Phượng Dục đi như cục đá. Nhìn qua Phượng Dục bị ném đi, Phượng Viêm cười lạnh, Lục Lâm Thiên cuối cùng vẫn không dám giết vô thượng niết bàn, thân ảnh khẽ động, một tay tiếp lấy Phượng Dục, đồng thời lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên, xem như ngươi thức thời, nhưng mà ngươi dám đỡ upsilon.ng tới người Phượng Hoàng nhất tộc của ta, khoản sổ sách này. Bành! Phượng Viêm vừa mới tiếp được Phượng Dục. Tiếng nói còn chưa dứt,
bỗng dưng không gian chung quanh thân thể Phượng Dục nổ tung ầm ầm. Xoẹt, năng lượng khủng bố bộc phát, hào quang chấn động không gian bùng nổ, năng lượng khuếch tán ra ngoài, lập tức chiếu rọi cả ngọn núi sáng như ban ngày. Trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên siết năm ngón tay lại, hận ý dâng trào. Phượng Dục, Phượng Hoàng nhất tộc không qua mấy năm nữa sẽ trở thành cường giả, hắn vào lúc này thần hồn câu diệt. A hát, năng lượng khủng khiếp bùng nổ, truyền ra tiếng hét lớn thê lương của Phượng Viêm, hắn tức điên lao lên cao. Sau khi tất cả bình thường trở lại, thân ảnh Phượng Viêm đã bay vào trong không gian, bộ dáng chật vật, hai mắt mang theo hận ý ngập trời nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vẫn đứng đó, khóe miệng cười trêu tức, nhìn Phượng Viêm, hàn ý không chút che giấu, nói. Phượng Viêm, khoản nợ này muốn tính thế nào, người nói cho ta nghe xem, giết Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi thì thế nào, ta cũng không sợ con gà trống giả ngươi mổ ta đâu. Hàn ý trong mắt Phượng Viêm ngập trời. Không nói gì, bỗng dưng hỏa diễm màu đỏ bao phủ thiên địa, lập tức không gian chung quanh biến thành biển lửa.